trương 1616 lần thứ nhất quen biết Lý Hạo, thậm chí ông cũng không biết tên Lý Hạo được rồi, Lý Hạo kỳ thật tự mình giới thiệu một chút, nhưng ông vẫn không nhớ kỹ. Giờ đây, khi Lý Hạo đưa ra ý nghĩ như vậy, ông không kìm được nhìn thoáng qua Vương Thự trưởng và Vũ Minh. Người này sợ không phải người điên chứ? Võ phong tử, không phải tính cách điên cuồng, mà là điên cuồng vì đại đạo. Người sao có thể nghĩ ra loại thủ đoạn này? Lấy thần văn của chính mình làm tọa độ vũ trụ, tu luyện tọa độ dù sau khi chết thần văn vĩnh tồn kể từ đó truyền thừa bất diệt vậy đạo liền bất diệt cứ như vậy dù là vô số năm sau đạo mạch biến mất hoặc đã mất đi liên hệ cùng hạo tinh giới vậy cũng không sao chỉ cần ngươi một mực tu luyện tu luyện tới cực hạn sớm muộn có thể cảm giác được hạo tinh giới tồn tại cứ như vậy hạo tinh giới có lẽ sẽ trở thành chuyên môn của người ngân nguyện một đại đạo vũ trụ mà người ngân nguyện đời đời kiếp kiếp cướp đoạt được giờ khắc này Tề sở trưởng hơi xúc động, bỗng nhiên nghĩ đến một người, bỗng nhiên cười nói, ngươi người này, rất thú vị. Về sau, nếu thật sự có một ngày này, vạn mai thần văn hội tụ, ta cảm thấy, ngươi hoàn toàn có thể xuất bản sách. Xuất bản sách, Lý Hạo khẽ giật mình. Tề sở trưởng cười nói, người cả đời này, phát hiện văn tự, sáng tạo văn tự, sử dụng văn tự, khi thật khoảng 10.000. Khi ngươi hội tụ 10.000 thần văn, đại đạo thần văn, lấy đại đạo thần văn tạo dựng một quyển sách, như giáo dục lục mà Trương Trí Tôn năm đó lưu lại, chẳng phải sung sướng sao. Đúng vậy, ông nghĩ tới Trương Trí Tôn. Dù là thực lực của người trước mắt này tranh lệch ngàn vạn lần so với vị kia. Giờ phút này, tề sở trưởng cảm khái nói, một bản đại đạo thư, đó là đặc sắc của Trương Trí Tôn. Nhưng dù là Trương Bộ trưởng, cũng không làm được thu thập vạn đạo chỉ là góp nhặt một chút chiến pháp chi đạo thông thường, cũng không đến vạn loại. Nếu ngươi có thể tu luyện thành công vạn mai thần văn, hóa thành một quyển sách, đại đạo tri thư đặt trong hạo tinh giới vậy đơn giản vạn thế lưu truyền kẻ đến sau phàm là tu luyện đến tình trạng đó hoặc là sẽ có một ngày tiến vào hạo tinh giới liền sẽ nhìn thấy vạn đạo thư của ngươi vạn năm một trăm nghìn năm trăm vạn năm thậm chí cả ngàn vạn năm về sau ngươi cũng sẽ danh truyền thiên hạ kẻ đến sau đều biết hạo tinh giới có vị tồn tại vô địch từng lưu lại tọa độ đại đạo cung cấp con đường cho người đời sau tu luyện khi đó ngươi chính là vạn đạo chi chủ đạo chủ Lý Hạo khẽ giật mình, hắn từng nói đùa với những người khác, sẽ có một ngày ta thống nhất thiên tinh, ta muốn tự xưng đạo chủ. Hôm nay cũng không nói với vị này về những ý nghĩ đó, nhưng vị này lại là nói ra danh hào mình muốn có, đạo chủ, vạn đạo chi chủ. Lấy đại đạo thư đặt ở Hạo tinh giới, người đời sau tu luyện đến cực hạn, ngao du Hạo tinh giới, phát hiện đại đạo thư, thấy được chính mình hết thảy. Tưởng tượng đến đó, bỗng nhiên có chút kích động. Mấy người viên thạc bên cạnh sớm đã sợ ngây người một người dám nói một người dám nghĩ một người dám đảm đương làm thật một cái dám thổi phồng tu vạn đạo vạn đạo hóa thần văn thần văn hóa đại đạo thư đặt vào đại đạo vũ trụ cung cấp cho người đời sau ông trời ơi tề vân này không phải là lập nghiệp bằng cách vuốt mông ngựa đó chứ có thể tâng bốc như thế sao hai người mới quen biết bao lâu mới một giờ đúng không hơn nữa lý hạo mới nhận biết ngần ấy thời gian ngươi trò chuyện với đối phương nhiều như vậy làm gì mà giờ khắc này lý hạo huyễn tưởng một chút, rất nhanh lắc đầu, quá xa vời. Đương nhiên, có thể coi như mục tiêu sau này làm, nhưng giai đoạn hiện nay, vẫn quá xa vời. Nói đến đây, lại hưng phấn nói, đương nhiên, hiện tại, ta thật ra biết chế tạo nhục thân cho vương thự trưởng như thế nào. Bản nguyên đại đạo, vật gánh chịu tốt nhất, chỉ là còn có cái chỗ khó. Mặc dù bây giờ bản nguyên đại đạo và bản nguyên vũ trụ đã mất đi liên hệ, nhưng bản nguyên đại đạo không sụp đổ, đại biểu bản nguyên vũ trụ kỳ thật vẫn còn, chặt đứt trong nháy mắt sẽ có nguy hiểm rất lớn. Một khi sụp đổ, người liền xong đời, việc này cũng không dễ xử lý. Tề sở trưởng lập tức nhíu mày, điều này cũng đúng. Ông suy nghĩ một phen, lẩm bẩm nói, bản nguyên đại đạo. Khi thật hiện tại chặt đứt tốt nhất, cũng là thời cơ tốt nhất, đã mất đi liên hệ với bản nguyên vũ trụ. Lúc này, nếu có bản nguyên đại đạo của một vị cường giả ở đây, hoặc dùng một vài thủ đoạn củng cố, chiếu ảnh của đế cung có thể củng cố không? Lý Hạo đột nhiên hỏi một câu, đối phương khẽ giật mình, nửa ngày, gật đầu đương nhiên có thể vậy chuẩn thiên vương có thể củng cố không này đương nhiên có thể lý hạo hưng phấn nói vậy tinh không kiếm có thể củng cố không tề sở trưởng vội ho một tiếng nó không chặt đứt cũng không tệ rồi còn củng cố cho ngươi cái này tốt nhất đừng tinh không kiếm là binh khí sát phạt không phải thứ tốt ta đề nghị vẫn đừng nên dùng cái này để củng cố trong ngực tinh không kiếm rung động tựa như rất bất mãn nhưng lý hạo đã có biện pháp cũng không thèm để ý, cười nói, nói như vậy có thể hoán đạo rồi. Vương thự trưởng bên cạnh cũng có chút kích động, vậy đổi thành hạo tinh giới, chiến lực lại chịu ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Tề sở trưởng lắc đầu, ta không biết, phải xem lực lượng hạo tinh giới mạnh hay yếu, trình độ dung nạp bản nguyên đạo, nếu có thể dung nạp hoàn toàn chiến lực của ngươi. Vậy sẽ không tồn tại vấn đề chiến lực bị giảm xuống. Vương thự trưởng vui mừng. Một cái vũ trụ, chẳng lẽ không dung được lực lượng bất hù của kẻ hèn này sao? Đây chẳng phải là nói, ta có thể trực tiếp bước vào bất hủ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đương nhiên, Lý Hạo giờ đây nói tiếp, tốt nhất có thể cắt chém một phần, bắt đầu từ nhỏ yếu, tốt nhất nên tiếp xúc tân đạo. Nếu không, trực tiếp cắt bước quá cao, ta lo lắng, cảm ngộ tân đạo quá kém, cảm giác quá kém, khó mà tiến thêm một bước. Trước tiên phong ấn một phần là được. Lúc này, tề sở trưởng lại nói, trước đó ngươi không phải phong ấn một phần lực lượng của thân thể thần linh sao? Dùng phương pháp phong ấn như thế, còn có thể để hắn dung nhập tốt hơn vào thiên địa ngày nay không cần ngươi vẫn mãi ngưng tụ ra cái thứ giống như lĩnh vực bảo vệ hắn có thể tự mình giải phong đương nhiên lúc giải phong liền thiên địa bất dung nhưng là thiên địa thời khắc này trên đại thể có thể tiếp nhận lực lượng tuyệt điên sơ kỳ lý hạo gật đầu vương thự trưởng càng thêm vui vẻ như vậy ta có thể tự do hành động rồi ông trời ơi ta chẳng những có thể tiếp nhập tân đạo còn có thể tự do hành động ông trời của ta đây cũng quá sướng rồi ông vội vàng khách khi nói lão tề trước đó ngươi nói binh khi gánh chịu có thể nói rõ hơn không tề sở trưởng cười ta chỉ là đề nghị ta không hiểu rõ cái này chỉ là một phương pháp thôi làm như thế nào đương nhiên vị đạo hữu này phải làm ta thấy hắn cực kỳ hiểu rõ đại đạo rõ tân đạo như lòng bàn tay còn có thể phong ấn thần linh hắn hiểu rõ rất thấu triệt không dám không dám lý hạo khiêm tốn nói tìm kiếm khắp nơi cũng chỉ là vừa thăm dò một chút trên con đường đại đạo chỉ mới cất bước thôi sao có thể hiểu rõ được tề sở trưởng cảm khái người tu đạo liền nên như vậy nếu người ở tân võ nếu gặp trương trí tôn gặp huyết đế tôn nhất định có thể tâm tình một phen đương nhiên nhân vương thì thôi nhân vương giết chóc vô song không thích nghe những thứ này vương thự trưởng không nhịn được nói bên ngoài di tích sao có thể nói thẳng danh hào của đế tôn trương trí tôn không nói huyết đế tôn thì đó thật sự là danh hào của đế tôn tề sở trưởng im lặng ngu xuẩn Huyết đế tôn cũng không phải hạng người lạm sát kẻ vô tội, nếu cảm giác được, tới càng tốt, có thể giải cứu chúng ta. Trương trí tôn cũng giống như vậy, nhưng ít nhắc tới danh hào, tính danh thật của nhân vương, đại đế cũng nên như thế. Nhân vương và đại đế, quá nhiều địch nhân, lại ưa thích trực tiếp chém giết đối thủ, để cập bọn họ, nếu là còn sống, đó mới là nguy hiểm. Để cập những người khác, có quan hệ gì? Lý Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích, có chút bất ngờ, cũng có chút buồn cười ý của vị này là, nhân vương cùng vị đại đế kia, cũng chính là vị mà đế vệ bảo vệ, đều rất khó đối phó, rất khó trêu chọc, đề cập bọn họ, bọn họ có nhiều địch nhân, có lẽ trực tiếp liền bóp chết ngươi. Nhưng đề cập những người khác, có thể sẽ không, nếu thật sự có thể làm cho bọn họ cảm giác được, có lẽ còn có thể tới cứu người. Vương thự trưởng cũng khẽ giật mình, cũng đúng. Tề sở trưởng thở dài, ngươi là truyền nhân nhất mạch dòng bên của huyết đế tôn tiên tổ chiến thiên thành của ngươi, cũng xuất thân từ Dương Thành, là đồng hương với nhân vương, huyết đế tôn. Ngươi há có thể hoài nghi sự nhân từ của huyết đế tôn. Lý Hạo khẽ giật mình, sự nhân từ của huyết đế tôn. Tề sở trưởng gật đầu, so với đế tôn khác, huyết đế tôn vẫn hay giảng đạo lý, huyết đế tôn kiếp trước, chiến thiên đế, càng là một người cực kỳ thích giảng đạo lý. Sẽ không tùy tiện giết chóc, nhưng có mấy vị đế tôn, tính cách sốc nổi, vô cùng khát máu, bao gồm kiếm tôn, cho nên, tốt nhất nên ít đề cập, thật sự có thể cảm giác được, có lẽ sẽ không phân rõ địch ta, cảm thấy khoảng cách rất xa, có lẽ sẽ thông qua một chút thủ đoạn, trực tiếp giết chết cường địch. Vương thự trưởng im lặng, sở nghiên cứu của các ngươi còn nghiên cứu những chuyện này sao? Đó là đương nhiên. Tề vân cảm khái một tiếng, kỳ thật, lúc ấy chúng ta muốn nghiên cứu nhục thân của kiếm tôn, đáng tiếc kiếm tôn không nguyện ý, nếu không, chúng ta rất muốn giải phẫu kiếm tôn vạn đạo quy nhất của kiếm tôn. Khác với các con đường khác, nếu có thể giải phẫu kiếm tôn liền cực kỳ khủng khiếp lý hạo nửa ngày cũng không nói gì mẹ nhà hắn những người này từ sở nghiên cứu đi ra đều là tên điên đúng chứ giải phẫu kiếm tôn thực sự là to gan đương nhiên giờ phút này hắn cũng không lo giữ gìn tổ tiên mà là rất hưng phấn vội nói vậy chúng ta trở về liền thử xem coi vương thự trưởng thành vật thí nghiệm khụ khụ không phải xem như nhóm hoán đạo giả đầu tiên lý hạo hưng phấn nói nếu thất bại cũng không sao tước đoạt tinh thần lực tề sở trưởng ta có thể xem thân thể thần linh này như thủ đoạn dự bị sao nếu hoán đạo thất bại vương thự trưởng sắp chết có thể đổi thần linh thân thể này cho ngài ấy không có thể tề sở trưởng cũng không quan tâm ta cũng vừa dung hợp không lâu còn chưa triệt để dung hợp tháo rời ra cũng không thành vấn đề có thể coi hắn làm vật thí nghiệm khục làm chuột bạch không phải làm tiên phong đối với con chuột bạch đầu tiên không đúng Người đầu tiên tiên phong, đích xác cần phải chuẩn bị một chút. Ta cũng rất tò mò đạo mạch càng tò mò hạo tinh giới, cũng rất hy vọng có thể mở mang kiến thức, thay đổi đại đạo vũ trụ có gây nên một vài biến hóa đặc thù hay không. Vương thự trưởng im lặng. Hai người các ngươi đang nói gì đấy? Cái gì chuột bạch, vật thí nghiệm hai người thật đúng là thẳng thắn. Hơn nữa, ông cũng không nghĩ tới, Lý Hạo có thể cùng ra hỏa này, lần đầu tiên gặp mặt liền nói chuyện rất hợp, trước đó ông còn lo hai người sẽ nảy sinh xung đột, Vũ Minh vẫn mãi không nói lời nào, bỗng nhiên nói: Tốt nhất mang theo máy móc chuyển sinh tinh thần lực trong di tích, có thể dung hợp gia tốc, trùng tạo lại nhục thân cùng tinh thần lực, có thể hỗn hợp một thể. Nếu không, sẽ có cảm giác cách ly. Tề sở trưởng cũng gật đầu, có thể ngược lại là có thể, nhưng kể từ đó, nhục thân tổn hại liền sẽ giống như nhục thân của bản thân, chữa trị rất khó, cảm giác đau đều giống nhau. Vũ Minh lắc đầu nói: Là như thế không sai, nhưng là nếu là xem nhục thân như thứ dùng một lần vậy liền vĩnh viễn sẽ không thể hòa làm một thể với nhục thân. Điều này cũng đúng. Vương giã có thể thử xem. Tề sở trưởng gật đầu nói, chỉ là, một khi nhục thân vỡ nát, sẽ phải tiếp nhận sự thống khổ khi nhục thân vỡ nát. Vũ Minh cười nói, vương thự trưởng chính là bất hủ, sẽ không để ý. Vậy thì chưa chắc, lần thí nghiệm đầu tiên, ta cảm thấy, không phá nát mấy chục lần đều khó có khả năng thành công. Mấy chục lần, ta cảm thấy ít nhất như vậy. Đây chẳng phải là tương đương với giết ông ấy mấy chục lần sao? Đúng, cho nên ta cảm thấy ngay từ đầu không cần dùng dụng cụ chuyển sinh tinh thần lực. Nhưng không dùng, có lẽ sẽ xuất hiện vấn đề không dung hợp. Ta đề nghị vẫn nên sử dụng một chút, mỗi một lần đều dùng, dễ phát hiện vấn đề hơn. Cũng có lý. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Cà Phê nhé. Giờ đây, sắc mặt vương thự trưởng đã trắng bệch một mảnh. Ông nhìn Lý Hạo, rất muốn nói ta không đổi nữa. Ta hiện tại rất tốt, nhục thân bất hủ đó còn là nhục thân tân võ cũng không tệ nghe mấy người này nói chuyện ông trời của ta mỗi một lần sau khi dung hợp lại đi thí nghiệm lại đi làm chỉ sợ phải nổ tung mấy chục lần tương đương với việc bị người ta giết mấy chục lần mà lý hạo cũng không nhìn ông chuột bạch không người tiên phong đầu tiên chính là vương thự trưởng hắn giờ đây đang nói chuyện phiếm với viên thạc lão sư ngài cảm thấy có thể phục chế một bản thể đầy đủ như nhân thể hiện đại hay không loại mà có vô số đạo mạch cùng loại với bản mô phỏng lần trước. Viên Thạc nhíu mày, đạo mạch nhiều, làm không dễ. Nói đến đây, truyền âm nói với Lý Hạo, có thể thử xem, nếu muốn thử nghiệm. Vậy thí nghiệm nhiều thêm mấy loại? Ta đề nghị, đề nghị nhiều mấy bản sao lưu, loại thứ nhất, toàn bộ đạo mạch vô thuộc tính, làm 36 đầu. Loại thứ hai, 72 đầu. Loại thứ ba, 108 đầu cứ thế mà suy ra. Sau đó, so sánh đơn độc thần thông chi mạch ngũ hành chi mạch, phong lôi chi mạch, các loại đơn độc thần thông chi mạch. Còn có, đạo mạch trộn lẫn thần thông và vô thuộc tính trong thân thể. Chuẩn bị nhiều hơn một chút, xem như thí nghiệm so sánh mà làm. Dù sao hắn là bất hủ, một lần cũng không chết được, nổi nhiều hơn mấy chục lần, xem loại nào thích hợp với hắn nhất. Lời này, ông đang truyền âm. Nhưng thực lực của ông yếu hơn vương thự trưởng rất nhiều, cho nên, vương thự trưởng nghe nhất thanh nhị sở. Giờ phút này, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Mẹ kiếp! Những người này, còn là người sao cố ý thí nghiệm mình mấy chục lần hơn trăm lần đương nhiên cũng có đạo lý xem thử mình rốt cuộc thích hợp loại nào kỳ thật cũng là một loại biểu hiện chịu trách nhiệm nếu không thích hợp bản thân chẳng phải là phí công thế nhưng vừa nghĩ tới đó trái tim ông liền lạnh như băng ta sẽ thể nghiệm cảm nhận tử vong từ mấy chục hơn trăm lần sao lý hạo có chút hưng phấn cũng đúng đích xác nên làm thí nghiệm so sánh vương thự trưởng là vị thứ nhất phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm một chút, những người khác có thể làm tạm bợ thôi, nhưng vương thự trưởng, chúng ta phải nắm giữ tư liệu trực tiếp mới được. Hắn quay đầu nhìn hai người tề sở trưởng, bản nguyên đại đạo của bất hủ, nếu tiếp nhận bạo động, mấy chục lần hơn trăm lần bạo động, sẽ xảy ra chuyện sao? Tề sở trưởng suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói, chỉ cần vững chắc tốt, sẽ không xảy ra chuyện, chỉ là mỗi một lần ba động, có chút thống khổ thôi. Nhưng nếm trải qua khổ đau mới là người trên người, vương giã là huyết mạch của vương gia, có thể chịu được cực khổ, không thành vấn đề, nếu không, chẳng phải là ném mặt mũi của huyết đế tôn sao. Vương giã vốn đang sợ muốn chết, giờ đây, cắn răng một cái, kiên định nói, đó là đương nhiên. Ta là người của vương gia, sống cả đời với tinh thần chiến thiên, sao lại tham sống sợ chết? Vậy là tốt rồi. Mấy người đồng thời gật đầu, vậy liền bắt ông thí nghiệm. Vương thự trưởng nói xong cũng hối hận, muốn đổi ý, Lý Hạo nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, vương thự trưởng, lần thứ nhất chúng ta nhất định lựa chọn một bộ nhục thân tốt nhất cho ngài hơn nữa lần thứ nhất mới có đầy đủ tài nguyên cho ngài chọn lựa chờ ta hao tổn rỗng tuếch sinh mệnh tri tuyền sử dụng hết bảo vật sau này nếu chuyển đổi ai tùy tiện lừa gạt cho xong việc nếu ngươi không nguyện ý ta sẽ đi tìm cửu sư trưởng đừng vương thự trưởng lập tức nói để ta nói đùa lý hạo nói vậy thật không tìm ra chỗ nào không ổn mỗi một lần chế tạo nhục thân đều phải tiêu hao bảo vật sử dụng hết lấy đâu ra làm cái tốt hơn giờ khắc này ông cắn răng một cái để ta thời đại mới ta lựa chọn ôm người thiên đao vạn quả ta cũng nhận mà giờ khắc này lý hạo nở nụ cười nhìn mấy người tề sở trưởng gật đầu cứ việc mọi người chưa quen thuộc không sao chúng ta sau này cùng nhau làm thí nghiệm một chút tự nhiên là quen thân chọn ngày không bằng gặp ngày trở về làm luôn tề sở trưởng cũng lộ ra dáng vẻ tươi cười trước đó ông cũng cảm thấy lần này ra ngoài không phải chuyện tốt những người này nhất là mấy người lý hạo chưa quen thuộc không phải người cùng một thời đại có lẽ không cách nào hòa hợp cùng nhau hơn nữa nhìn bộ dáng mấy người vương giã còn phải chịu hắn khống chế nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy người lý gia thời đại mới này thế mà không giống người lý gia người lý gia trong ấn tượng mẹ nhà hắn đều là mãng phu đều là kiếm phong tử đều cùng bạo lực không ngờ vô số năm sau quen biết một người lý gia thế mà cũng là kẻ yêu thích nghiên cứu rất tốt không ngờ người lý gia cũng biến dị đã từng có chút hoài nghi có phải không thuộc gia tộc lý gia đúng không nhưng nghĩ tới việc có thể dùng tinh không kiếm xác suất lớn là thuộc lý gia mặc kệ đi dù sao vô số năm sau có phải hay không cũng không quan trọng giờ khắc này một đám người tràn đầy phấn khởi chạy tới di tích của thiên tinh trấn lý hạo lại không có ý quan tâm những người khác nghĩ như thế nào trước tiên thử tạo ra con người rồi tính một đám người cả gan làm loạn bắt đầu chuẩn bị chế tạo con người di tích trong thiên tinh trấn. Trương An đang bế quan, lại bị dẫn xuất. Tề Vân quen biết Trương An, khi nhìn thấy Trương An thì hơi kinh ngạc, nhưng song phương tiếp xúc không nhiều. Tề Vân vẫn tương đối tôn kính, không người thi lễ, nhưng cũng không nói thêm gì. Mà Lý Hạo bắt đầu chuẩn bị tạo ra con người. Trước tiên chế tạo nhục thân. Nhục thân kỳ thật không khó chế tạo, nhưng lần này chế tạo số lượng lớn nhục thân. Mà chế tạo nhục thân, vật liệu tốt nhất ở trong hồ nước của quạng mỏ, Thứ này vốn là chuẩn bị cho mọi người dùng để cường hóa nhục thân, nhưng Lý Hạo cảm thấy, khai mạch cường hóa nhục thân so cái này càng tốt hơn. Giờ đây, thứ này ngược lại là có thể dùng để chế tạo nhục thân. Vương Thự trưởng, ngài thích là nam nhân hay là nữ nhân? Lý Hạo hỏi một câu. Vương Thự trưởng ngồi xếp bằng ở bên cạnh hồ, có chút bất đắc dĩ, nửa ngày sau mới nói, nam nhân. Muốn bao nhiêu tuổi? Khoảng chừng 30 tuổi. Vương Thự trưởng thở dài một tiếng, hỏi như vậy không thấy nực cười sao? có yêu cầu đặc biệt gì không? Không có. Vương thự trưởng đều muốn trợn trắng mắt, ngươi muốn ta mở miệng nói, ta muốn yêu cầu đặc biệt gì hả? Vậy thì bắt đầu tạo ra con người, bắt đầu từ 36 mạch cơ bản. Lý Hạo cũng có chút hưng phấn, đây là lần đầu tiên ta tạo ra con người, có chút cảm giác tạo vật chủ, nếu là nắn xấu, thự trưởng chớ trách. Nói rồi, bắt đầu rút ra sinh mệnh chi tuyền, các loại lực lượng hỗn hợp, bắt đầu chế tạo nhân thể. Nhân thể kỳ thật không phức tạp. Chế tạo huyết nhục, đối với cường giả thì không tính là phiền phức phiền phức ở chỗ đạo mạch đây mới là mấu chốt giờ phút này những người khác chỉ là quan sát cũng không nhúng tay vào lý hạo có hứng thú vậy liền để tự lý hạo làm viên thạc thì kêu người đi chuyển máy móc và nhà kho bảo vật trong sở nghiên cứu giờ phút này không có ở đây mấy vị yêu thực điều tới vây xem hắc báo cũng dừng bế quan xúm lại quan sát tạo ra con người nhất là còn phải vận dụng được nhân thể này trở thành nhục thân chân chính đây cũng là một loại tu luyện lý hạo bắt đầu ghép lại nhân thể nhưng một lát sau lý hạo nhíu mày bỗng nhiên từ bỏ trực tiếp bóp vỡ thân thể đã thành hình năng lượng mở rộng tràn lan thấy được trái tim vương thự trưởng có rút lại một chút khi thấy ra hỏa này bóp vỡ nhục thân tương tự như mình ông cảm thấy đó chính là đang giết chính mình thật tàn nhẫn mà lý hạo nhắm mắt suy nghĩ một lát sau bỗng nhiên bắt đầu tạo ra nhân thể một lần nữa khí huyết hiện lên trong ánh mắt có chút ngoài ý muốn của mọi người lý hạo tiến hành tước đoạt gây dựng lại khí huyết dường như đang biến thành một hình người trương an nhìn thoáng qua ánh mắt khẽ nhúc nhích sách phân pháp được ghi lại trong viên bình ký sự lý hạo thế mà không muốn dùng thủ đoạn bình thường chế tạo nhục thân thô giáp mà là hy vọng thông qua thủ đoạn trọng tổ khí huyết tạo thành hình người thân thể như vậy sẽ càng chặt chẽ hơn càng cường đại hơn một chút sẽ không xuất hiện đại lượng lỗ thủng nhưng lý hạo có thể sao thực lực lý hạo không tính quá cường đại giờ phút này tiến hành gây dựng lại khí huyết bắt đầu chế tạo khí huyết trong thân thể hắn có thể làm được sao lý hạo cũng không biết được hay không thử xem sao dù sao là lần đầu tiên lần thứ nhất tạo ra con người có thể tạo ra đến thế là tốt rồi yêu cầu cao như vậy làm cái gì cơ hội khó có được đây cũng là một thời cơ tốt để võ sư tu luyện có thể càng hiểu rõ cấu tạo nhân thể hơn rất nhanh một dáng người hiện ra đầu tiên là thân thể tiếp theo chính là ngũ tạng ngũ tạng lý hạo suy tư một phen nhìn vương thự trưởng vương thự trưởng rút ra một chút tinh huyết ở ngũ tạng ta dùng tinh huyết của ngài chế tạo hỗn hợp lại càng dễ phù hợp vương thự trưởng bất đắc dĩ nhưng vì sự nghiệp vì tương lai vẫn lựa chọn hiến thân từng giọt tinh huyết bị rút ra nhìn lý hạo mang theo một chút khát vọng cũng đừng dùng linh tinh nhục thân của ta thật vất vả khôi phục hiện tại có thể lại bị phế bỏ rồi có tinh huyết của vương thự trưởng ngũ tạng bắt đầu nhanh chóng thành hình các loại nội tạng trong cơ thể cũng được lý hạo tạo ra chơi thì chơi mỗi một lần chế tạo nhục thân đều là một lần tiêu hao bảo vật lý hạo cũng rất xem trọng lo lắng chế tạo thất bại xuất hiện hao tổn có nhiều bảo vật đi chăng nữa cũng không chịu nổi hao tổn không ngừng chờ đến khi nội tạng trong nhân thể hoàn thành cấu tạo toàn bộ lý hạo bắt đầu chuẩn bị cho đạo mạch đạo mạch mấu chốt liên kết với hạo tinh giới binh khí bản nguyên đại đạo đều có thể dùng như vật gánh chịu nhưng giờ phút này còn cần tạo dựng đạo mạch cơ sở lý hạo khẽ nhíu mày làm sao cấu tạo đạo mạch đây cấu tạo bằng năng lượng đơn thuần không phải không được nhưng quá mức yếu đuối kể từ đó mặc dù thành công khai mạch cũng chưa chắc có thể hấp thu bao nhiêu năng lượng của hạo tinh giới tới lúc đó liền yếu hơn những người khác một vài phần lý hạo rơi vào trầm tư một lát sau mở mắt lần nữa vương thự trưởng phóng thích một chút vật chất bất diệt ta dùng vật chất bất diệt sinh mệnh tri tuyền Bảo dược trong hồ, tạo thành hỗn hợp, chế tạo đạo mạch thử xem. Sắc mặt Vương Thự Trưởng biến hóa, vật chất bất diệt bây giờ rất khó tái sinh. Cho cái này, cho nhiều, nhục thể của ông sẽ phế bỏ. Đây chính là tụ tập bản thể của năm vị yêu thực bất hủ, mới một lần nữa khôi phục thành công. Thở dài một tiếng, không nói nhiều thêm, một cỗ bất diệt vật chất hiện ra. Lý Hạo bắt bỏ vào trong tay, cảm ngộ một phen, khẽ gật đầu, vật chất bất diệt rất kiên cố cũng rất có tính bền dẻo, dùng cái này xem như vật liệu chế tạo đạo mạch, hiệu quả rất cao. Lý Hạo lúc này cũng coi vương thự trưởng như chuột bạch, nếu thật sự thất bại, cùng lắm thì phế bỏ nhục thân, lại kiếm thêm năm cỗ yêu thực bất hủ khác khôi phục thân thể là được. Không có gì to tát. Từng đầu đạo mạch, dựa theo cách bài bố trong trí nhớ Lý Hạo, bắt đầu bày biện ra. Không có hạo tinh giới gia trì, năng lượng hiện lên, ngược lại là vấn đề không lớn. Rất nhanh, lần lượt 36 đầu đạo mạch trong thân thể, được nhân công lý hạo chế tạo ra nhìn người trước mặt tất cả mọi người hơi khác thường cực kỳ tương tự với vương thự trưởng nhưng trẻ hơn chỉ là giờ phút này không có bất kỳ khí thức sinh mệnh nào lý hạo mở miệng nói vì phòng ngừa xuất hiện rủi ro trước thử xem bộ thứ nhất có thể câu thông hạo tinh giới hay không nếu không được sau này lại chế tạo cũng là lãng phí nói rồi nhìn vương thự trưởng lần thứ nhất không cần quá mức coi trọng thự trưởng không cần đoạn bản nguyên đại đạo nhưng cần cấy ghép tinh thần lực, ngoài ra, cần một thanh cường đại binh khí, làm đồ vật gánh chịu để kết nối với hạo tinh giới. Binh khí. Vương thự trưởng ngẫm nghĩ, trong tay hiện ra một đôi quyền sáo, ta lấy cái này. Ấn thành chủ không thể dùng lung tung được. Lý hạo nhìn thoáng qua, miễn cưỡng tạm được. Để thử xem sao. Hắn cũng không nói gì, cầm quyền sáo, bắt đầu nghiên cứu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giờ phút này, người xung quanh cũng bắt đầu nhiều hơn, viên thạc trở về. Còn dẫn theo mấy người hồng nhất đường, tất cả mọi người không nói gì, chỉ yên lặng nhìn xem, chờ đợi kỳ tích phát sinh. Lý Hạo nghiên cứu một hồi, áp dụng thủ đoạn thần văn và quyền sáo, cưỡng ép dung nhập trong đạo mạch. Suy tư một phen, lại nói, tốt nhất còn phải là một đầu mạch thần thông, coi đây là dẫn, tiếp dẫn lực lượng hạo tinh giới. Vương Thự trưởng ưa thích loại lực lượng thần thông nào? Vương Thự trưởng khẽ giật mình, ưa thích loại nào? Còn có thể chọn lựa sao? Đây cũng quá thú vị. Ông suy tư một chút, mở miệng nói, mạch Lôi Đình được không? Lý Hạo cười nói, hệ Lôi sao? Ngược lại là lực sát thương không yếu, Vương Thự trưởng am hiểu quyền pháp, bộc phát Lôi Đình chi quyền, cũng không tệ. Thuộc tính Lôi Đình, Lôi Đình chi mạch là đạo mạch cột sống. Lý Hạo cũng không chậm trễ, chế, chế tạo một đầu đạo mạch trên cột sống, nhưng trong đó cũng không có lực lượng Lôi Đình, Lý Hạo mở miệng nói, ngay từ đầu tiếp dẫn khẳng định là không có lực lượng lôi đình, nhưng từng bộ vị trong nhân thể, đối ứng đạo mạch, hẳn là liên kết với các khu vực khác nhau trong hạo tinh, giới hẳn là có thể tạo ra lực lượng lôi đình. Nói đến đây, vấn đề khó khăn lớn nhất xuất hiện. Giờ phút này, Lý Hạo cần ngao du hạo tinh giới, giúp ông đả thông kết nối. Đây mới là mấu chốt, nhưng hạo tinh giới rộng lớn vô biên, như thế nào tìm được chỗ, tiến hành định vị, sau đó đả thông đây. Đây mới là nan đề. Lý Hạo rơi vào trầm tư. Hơn nữa, rất dễ mất phương hướng trong hạo tinh giới không cách nào trở về. Vậy hắn liền xong đời. Đang nghĩ ngợi, viên thạc bỗng nhiên nói, để ta đi. Ông nhìn Lý Hạo, cười ha ha nói, ta vào xem. Ông đã từng du đáng hạo tinh giới. Cử động lần này của Lý Hạo cũng không đơn giản chỉ là vì chế tạo thân thể cho vương thự trưởng. Ý nghĩa rất trọng đại, vì chế tạo đạo mạch, con người xuyên qua hạo tinh giới. Một khi thành công đây là là một kỳ tích trong lịch sử tu luyện. Cũng có thể tăng tốc khai phá hạo tinh giới, để mọi người hiểu rõ hơn lĩnh vực đại đạo mới thế nhưng nguy hiểm cũng cực lớn lý hạo hít sâu một hơi lắc đầu không ta đi lần này ta dùng tinh không kiếm ở lại bên ngoài định vị trực tiếp lưu tại trong thân thể này mà lão sư cũng có nhiệm vụ phải làm phối hợp vương thự trưởng điều khiển thân thể này vận chuyển ngũ cầm chi thuật đồng thời vận chuyển bí thuật phong lôi ta muốn định vị thử xem nếu cảm giác quá yếu có lẽ không cách nào định vị được khi đó cần lão sư giúp ta trong ngoài quán thông định vị các đạo mạch trong nhục thân viên thạc lập tức ngưng mi hết thảy chỉ là suy đoán nếu là trong ngoài không câu thông được không cách nào định vị ngươi rời đi quá xa rất có thể sẽ triệt để mất phương hướng ở trong hạo tinh giới vẫn nên để ta đi không để ta đi lý hạo cười một tiếng tinh không kiếm hiện ra ngoài tựa như tiểu long dù đãng quay xung quanh lý hạo lý hạo nói khẽ ngươi là thanh kiếm đệ nhất trong thế giới hiện tại ngươi cần mãi mãi khóa chặt vị trí thế giới này luôn luôn bộc phát khí tức mạnh nhất là kiếp nổ để ta trở về nếu không, ta lạc đường ở trong hạo tinh giới, người cũng sẽ im lặng lần nữa. Tinh không kiếm có chút rung động, một cỗ khí tức bộc phát ra ngoài, đặc biệt sắc bén. Lý hạo cũng không thể mất phương hướng. Nếu là thật sự lạc đường trong hạo tinh giới, Lý hạo có lẽ sẽ không chết, nhưng một lần lạc đường, có lẽ chính là vô số năm tháng. Đại đạo không quản năm tháng. Một khi biến mất tại ngân nguyệt, tiến vào hạo tinh giới, Lý hạo khả năng trở về, chính là ngàn vạn năm sau. Giờ phút này, Vương Thự trưởng nhịn không được nói, nguy hiểm như vậy nếu không vẫn là thôi đi. Mất phương hướng trong đại đạo vũ trụ, nghe thôi đã rất đáng sợ. Có một đoạn thời gian, kỳ thật cường giả của Chiến Thiên Thành đã từng hoài nghi, bọn người Nhân Vương phải chăng mất phương hướng trong đại đạo vũ trụ? Đương nhiên, chưa chắc là bản nguyên đại đạo, mà là đại đạo vũ trụ của địch nhân. Vũ trụ tinh không rất lớn, nhưng Nhân Vương mang theo một đám cường giả chinh chiến đi khỏi, chưa hẳn thật sự lạc đường trong vũ trụ tinh không, nhưng nếu Nhân Vương tiêu diệt cường địch muốn triệt để phá hủy tín ngưỡng và con đường tu luyện của bọn họ, có lẽ sẽ đánh vào đại đạo vũ trụ. Vậy sẽ có khả năng mất phương hướng. Đương nhiên, vấn đề này, mọi người không muốn suy nghĩ sâu thêm, đánh vào đại đạo vũ trụ của địch nhân, vậy đại biểu, diệt cỏ tận gốc, trực tiếp hủy diệt căn cơ tu luyện của đối phương, còn khó hơn so với tiêu diệt thế giới. Nhân vương sẽ làm như vậy sao? Ai biết được. Lý Hạo lại không do dự quá nhiều, bật cười, nhục thân dần dần biến mất tại chỗ. Giờ khắc này, cách đó không xa, Trương An than nhẹ một tiếng. Gia hỏa này có đôi khi khiến ông rất bằng hoàng. Ông nghĩ tới rất nhiều người, lý hạo người này, giống rất nhiều người, nhưng lại không quá giống. Khi hắn hung ác so với ai khác đều hung ác, nhưng khi mềm yếu, lại so với ai khác càng yếu đuối hơn. Nghĩ đến nhân vương cùng thời. Đại, nhân vương là thật sự vô tình tàn nhẫn. Nghĩ đến Gia Gia, Gia Gia nhân tử, nhưng cũng là tác phong thiết huyết, giết chóc vô số. Lý Hạo cũng giết người, đã từng học theo Nhân Vương, muốn giết hết địch nhân trong thiên hạ, nhưng dần dần lại đi lệch phương hướng, không biết nghe ai truyền thụ, bắt đầu thành tên lòng dạ đàn bà trong miệng mọi người, mấy triệu siêu năng trong siêu năng chi thành, Lý Hạo kỳ thật không giết nhiều. Rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu Trương An, ông không biết Lý Hạo giống ai, có lẽ ai cũng không giống. Lý Hạo, có lẽ chính là Lý Hạo, chỉ là mỗi một người thành công đều có mị lực đặc biệt của chính mình ở trong đó. Giống như giờ phút này, rõ ràng bản thân mình mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy đối phương, vì đạo thống, vì đại đạo, vì truyền thừa đơn độc tiến vào đại đạo vũ trụ mênh mông, hắn vẫn cảm thấy, chính mình không có được sự quyết đoán và quyết tâm như Lý Hạo. Bên trong hạo tinh giới mênh mông, Lý Hạo đơn độc hiển hiện, nghiêng nhìn tứ phương, ánh sao sáng chói Hắn lộ ra dáng vẻ tươi cười, trước đó liền muốn du đáng hư không, nhưng vẫn luôn không dám, lần này, ngược lại là có cơ hội, du tẩu vào tinh không, nói là cho vương thự trưởng tìm cơ hội câu thông, trên thực tế, cũng là một lần cổ vũ bản thân mình. Ta muốn nhìn thấy, vũ trụ mênh mông này, đại đạo vũ trụ, rốt cuộc có hình dạng như thế nào? Giới hạn trong một phần ba mẫu đất này, Lý Hạo đã không vừa lòng. Tân đạo ra đời, nhưng mình là người phát hiện, đều không có hiểu biết về tân đạo, sao có thể khiến mọi người yên tâm. Hôm nay, trước hết thăm dò một phen lại nói, thân thể Lý Hạo hóa thành mãnh hổ, trong nháy mắt đánh về phía trước hắn giờ phút này còn chưa cảm giác được tọa độ của nhục thân vương thự trưởng lưu lại, chỉ có thể đi lang thang chẳng có mục đích. Trong bầu trời sao, Lý Hạo bay tới chỗ một ngôi sao ở gần nhất. Ngôi sao kia, như là lợi kiếm. Hắn một mực hoài nghi, đây là đạo mạch của Hồng Nhất Đường, nhưng không cách nào xác định, trước đây cũng không có đi thăm dò, giờ phút này, đó là không hề cố kỵ, dù đáng bay thẳng đến bên đó. Vũ trụ mênh mông, mặc dù tốc độ Lý Hạo cực nhanh, hơn nữa đối phương cách mình rất gần, Thế nhưng phi hành hồi lâu, mới dần dần tới gần ngôi sao kia, như là một thanh kiếm sắc đứng lặng trong hư không. Lý Hạo khống chế mãnh hổ, tới gần lợi kiếm. Giờ phút này, hơi hiếu kỳ, phía trên ngôi sao như kiếm kia, vết kiếm dày đặc, cái này rốt cuộc có phải đạo mạch của Hồng Nhất Đường hay không? Hắn cấp tốc tới gần, ngôi sao lại bộc phát ra một trận kiếm mang sáng chói, giống như đang trục xuất ngoại địch. Trong lúc đó, ngoại giới, Hồng Nhất Đường bỗng nhiên nhíu mày, có chút ngưng mi trong nháy mắt ngồi xuống xếp bằng, trong mắt giống như hiện ra một phương vũ trụ, trong lúc mơ hồ, giống như thấy được một con mãnh hổ. Kiếm y triển lộ, bao trùm thiên địa, rất nhanh, khiến những người khác chú ý, đều có chút nghi hoặc, mà hồng nhất đường trong nháy mắt mở mắt, trầm giọng nói, không biết Lý Hạo có phải đã tới gần khu vực của ta hay không, trong lúc mơ hồ phẳng phất thấy được một con mãnh hổ đột kích. Ánh mắt viên thạc nhất động, không nói thêm gì nữa, khẽ quát một tiếng, thân thể vừa chế tạo tốt, bộc phát ra hào quang óng ánh, ông khẽ quát một tiếng vương thự trưởng đưa tinh thần vào vận chuyển ngũ cầm bí thuật nhanh lên vương thự trưởng cũng không dám chậm trễ vội vàng đem tinh thần lực nhập vào trong nhục thân mới lần thứ nhất điều khiển bộ thân thể này còn chưa quá thành thạo nhưng là cũng biết ngũ cầm bí thuật trước đây khi mọi người thảo luận bản bí thuật này cũng được công khai công pháp này cũng không phải chỉ chuyên tu khóa ngũ tạng có chút khác so với trước kia vương thự trưởng vận chuyển công pháp mà viên thạc thì hỗ trợ dẫn dắt cùng lúc đó bên trong Hạo tinh giới, ngôi sao lớn kia bỗng nhiên thiên biến vạn hóa, một hồi hóa thành ngôi sao màu vàng, một hồi hóa thành ngôi sao màu đất. Lý Hạo khẽ giật mình, rất nhanh vui mừng, hình như thật sự là đạo mạch của Hồng Nhất Đường. Thiên biến vạn hóa chi mạch, thú vị thì ra là thế. Lý Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích, vậy nếu là ở nơi này, phá hủy đạo mạch của đối phương thì sẽ như thế nào? Bản nguyên vũ trụ, năm đó hình như có thể làm như vậy. Phá hủy bản nguyên đại đạo của đối phương, đối phương sẽ triệt để tiêu vong vậy hạo tinh giới phải chăng cũng sẽ như vậy chỉ là không cách nào phân biệt địch ta vì đạo mạch của hồng nhất đường rất dễ nhận biết nếu không làm loạn coi chừng giết người một nhà đại đạo thật thú vị lý hạo khẽ cười không nói gì thêm xoay người rời đi hắn dọc theo hư không bốn phía dù đáng khắp nơi nhưng cũng không cảm giác được công pháp đồng nguyên tồn tại lý hạo có chút đau đầu hư không vô ngẩn làm sao mới có thể tìm được đây trong chớp nhoáng trong lòng suy nghĩ tới chuyện gì đó, Lý Hạo bỗng nhiên hóa ra một viên thần văn, như là ngôi sao sáng chói, vạn đạo hội tụ, như là mặt trời thiêu đốt, hiện ra một ngôi sao trong hư không. Đạo. Giờ phút này, đạo chi thần văn triển lộ, trong nháy mắt liền triển lộ ra khí tức vô hạn cường đại, hóa thành mặt trời, chiếu sáng hư không phụ cận. Mà ngay lúc này, ngôi sao có chút dao động. Lý Hạo cũng không nói gì, vận chuyển ngũ cầm bí thuật. Rất nhanh, phía trên ngôi sao hiện ra thân ảnh Lý Hạo vận chuyển ngũ cầm bí thuật bắt đầu dao động dẫn dắt giống như đang chủ động dò xét dao động tương đồng không biết qua bao lâu lý hạo đột nhiên mở mắt thần quang trong mắt thoáng hiện trong nháy mắt ngôi sao dịch chuyển đi theo một hướng nào đó vừa phi hành vừa nghĩ tới một chuyện đại đạo phân tán khắp nơi tìm được cũng rất khó khăn hẳn là cần trải vuốt một phen lôi đình đại đạo chính là ở khu vực lôi đình đại đạo kim mộc thủy hỏa thổ đều nên phân chia ra kể từ đó mới dễ tìm hạo tinh giới chỉ sợ cũng vừa sinh ra không quá lâu, đối với đại đạo vũ trụ đã sinh ra ngàn vạn năm, có lẽ cũng chỉ là bắt đầu. Giờ đây thấy rất lộn xộn. Nếu có thời gian, có thực lực, hẳn nên giúp đỡ trải vuốt đại đạo cho rõ ràng mới đúng. Đương nhiên, nếu hạo tinh giới không cách nào trải vuốt, vậy liền nên trải vuốt đại đạo của mình. Tiến hành phân chia rõ ràng đại đạo, cũng dễ tu luyện hơn chút. Nếu không, đại đạo hỗn tạp, khó mà tu luyện. Tựa như hiện tại, muốn tìm kiếm nhục thân của vương thự trưởng, cực kỳ khó. Nhưng Lý Hạo vẫn mơ hồ cảm nhận được một số điểm khác biệt, có lẽ, bởi vì hiện tại quá ít người cảm nhận được hạo tinh giới, có thế mới có thể cảm nhận được, cho nên, toàn bộ vũ trụ rất an tĩnh. Điều này cũng cho Lý Hạo cơ hội. Ngôi sao dịch chuyển, nhanh chóng độn không đi về một hướng. Ngoại giới, thời gian, trôi qua từng chút một. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Lúc này, ngay cả tinh không kiếm tựa như cũng có chút nôn nóng bất an, đã mất đi liên kết cùng Lý Hạo, khí tức có chút bạo động tất cả mọi người trầm mặc không nói gì tinh thần lực của vương thự trưởng nhập vào nhục thân mới ánh mắt càng ngưng trọng lý hạo vì tình đạo cho mình rèn đúc nhục thân mới đơn độc tiến vào hạo tinh giới một khi thật sự mất phương hướng không cách nào trở về ông thật không dám nghĩ ngược lại là viên thạc lúc này rất chấn định trầm giọng nói không nên suy nghĩ bậy bạ tiếp tục vận chuyển ngũ cầm bí thuật chỉ dẫn phương hướng cho lý hạo vũ trụ quá lớn tìm kiếm cần thời gian mấy canh giờ tính là gì Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng cũng có chút nôn nóng bất an. Mấy canh giờ, một khi xuất hiện sai lầm, ai biết Lý Hạo sẽ chạy đi đâu? Có thể trở về hay không, chỉ dựa vào tinh không kiếm, có thể tìm đường trở về sao? Trong khi mọi người ở đây lo lắng bất an, viên thạc bỗng nhiên nhướng mày, có cảm thấy không? Vương thự trưởng hồ nghi, cảm thấy gì? Viên thạc trầm giọng nói, công pháp đồng nguyên ba động, có cảm nhận được không? Không có, cứ việc vương thự trưởng không có cảm nhận được gì, lúc này, vẫn miễn cưỡng nói, hình như có một chút, là vì an ủi trái tim của chính mình, cũng vì làm an lòng người khác. Viên thạc nhắm mắt lại, yên lặng cảm giác, ông cảm giác được, có lẽ lý hạo tới rồi. Hắn đã tìm được, trong đại đạo vũ trụ xa lạ kia, hắn thật sự làm được, tìm được rồi. Vũ trụ hắc ám. Lý Hạo dừng lại tại một chỗ hư không, nơi đây không có gì cả, không có ngôi sao, không có thế, chỉ có hắc ám, Bóng tối vô tận, nhưng là giờ đây, hư không hắc ám hình như đang chấn động, mà ngôi sao đạo cũng đang dao động. Hai cỗ dao động hình như tương đồng với nhau. Ở đây, Lý Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích, chỉ là làm sao để xuyên qua Hạo tinh giới? Công pháp đồng nguyên, nhất trí dao động, có lẽ có thể đánh xuyên qua. Lý Hạo thầm nghĩ, hẳn là có thể chứ. Hắn cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này, không quá thuần thục. Suy tư một hồi, Ngôi sao đạo hiển hiện, đồng thời, các ngôi sao khác lần lượt hiện ra. Từng viên thần văn hóa thành ngôi sao, kim mộc thủy hỏa thổ, còn có phong lôi, toàn bộ hiện ra ngoài. Sau một khắc, một cỗ kiếm ý hiển hiện. Từng ngôi sao hóa thành từng người lý Hạo, bắt đầu vận chuyển ngũ cầm thổ nạp thuật. Lý Hạo hít sâu một hơi, hút vào thể nội, tất cả đều là năng lượng đặc thù, nhưng lúc này cũng không lo được những thứ này, ở nơi này lâu, hắn cũng đã nhận ra một vài vấn đề thời gian quá lâu liên hệ yếu ớt của mình với ngoại giới sẽ càng ngày càng yếu nếu quá lâu bản thân mình có lẽ sẽ bị đại đạo đồng hóa triệt để mất đi cơ hội trở về rất nhiều ngôi sao đồng thời chấn động hư không lần lượt chấn động hy vọng có thể thông qua công pháp đồng nguyên tiếp dẫn tiến vào đạo mạch đối phương có lần này vương thự trưởng cảm nhận được mặt lộ vẻ vui mừng giống như có thứ gì đó đang triệu hoán ta viên thạc trầm giọng nói lý hạo đã tìm được nhưng bộ thân thể này cũng không phải là đạo thể trời sinh, cho nên không tự nhiên xuyên qua hạo tinh giới được, chỉ có ngày sau đột phá. Đây cũng là một vấn đề cho nhân tộc, tu luyện sau này nếu không có cách nào tự nhiên xuyên qua hạo tinh giới, chỉ có thể khai phá từng chút. Nói đến đây, hít sâu một hơi, Vương Thự trưởng tăng tốc, dùng toàn lực vận chuyển công pháp, thông qua chấn động tương đồng, mở hạo tinh giới. Được. Bùm. Khí huyết trùng thiên, nhục thân mới sinh ra, điên cuồng rút ra năng lượng tứ phương. 36 đầu đạo mạch đều đang vận chuyển. Đạo mạch Lôi Đình trên cột sống cũng đang thống lĩnh các phương, từng luồng năng lượng cường hãn đang dao động. Đông đông đông. Như tiếng tim đập, bên trên nhục thân mới cũng hiện ra từng gợn sóng, chấn động hư không. Trong lúc đó, ngoại giới, thiên địa tựa như cũng đang hô hấp, có chút rung động, gợn sóng nổi lên bốn phía. Giờ khắc này, người ngoại giới nhìn bầu trời, trong lúc mơ hồ, giống như thấy được mặt trời thứ hai. Quốc gia phương Tây xa xôi, trong thần quốc một đám sinh vật đang phong bế trong di tích, bỗng nhiên có người mở mắt, như là ngôi sao sáng chói, nhìn về phía bầu trời, tựa như nói mớ, đây là cái gì? Dường như xuất hiện mặt trời thứ hai. Chuyện khác thường tất có yêu. Ai đang dẫn động toàn bộ đại địa ngân nguyệt biến hóa? Những ngày gần đây, biến hóa như thế, không chỉ một lần, nhưng mỗi một lần đều sẽ xuất hiện biến cố không giống nhau. Lãnh Địa Ngân Nguyệt, trong một cổ thành khổng lồ, có người cũng mở hai mắt nhìn về phía ngoại giới giờ phút này dù là trong di tích cũng rất giống bộ dáng thiên địa trỗi dậy một ngôi sao như là mặt trời từng ngôi sao yếu ớt bốn phía nương theo đó mà rung động người nọ mở mắt tự mình lẩm bẩm đại đạo đang thay đổi sao là tân đạo xuất hiện sao kỳ quái tại sao lại xuất hiện biến hóa đặc thù như thế này giờ phút này người mở mắt nói khẽ ngoại giới xảy ra biến cố gì sao rất nhanh có âm thanh truyền vang đến đây hồi bẩm đại nhân, gần đây cũng không có biến cố gì quá lớn, thiên địa vững chắc hơn một chút, bản nguyên phân thân của một số người đi ra ngoài, nhưng thiên địa vẫn chưa đủ dung nạp bản tôn của cường giả. Nhân tộc của thời đại này thì sao? Thế hệ này, cũng không người tuyệt cường, chỉ là, truyền nhân lý hạo của lý gia ở ngân nguyện, có thể đã thu được một vài đại cơ duyên, nghe nói, đã bước vào lực lượng thần thông thất hệ có thể so với tuyệt điên. Người lý gia sao? Người mở mắt, Chầm mặc một hồi, chậm rãi nói, phái người ra ngoài, cắt chém bản nguyên, tiêu diệt Lý Hạo. Tuân lệnh. Rất nhanh, từng bóng người phi hành biến mất. Người mở mắt, lần nữa nhắm mắt lại. Lý Hạo thất hệ. Là do hắn sao? Hẳn là sẽ không. Có lẽ là thiên ý xuất hiện, quấy phá phong vân. Mặc kệ như thế nào, trước tiên tiêu diệt người này lại nói. Một ngày này, đại địa ngân nguyệt tựa như xuất hiện ngôi sao thứ hai. Vô số võ sư, cảm ngộ thế, đều cảm thấy được nhìn về phía bầu trời có chút mờ mịt cảm giác ngôi sao kia trên không trung nhưng lại cảm thấy ở trong lòng đúng vậy một loại cảm thụ cực kỳ đặc biệt phảng phất đó là mặt trời trong lòng đây là cảm thụ của những người khác mà giờ khắc này ngân nguyện bên trong hồ dực quân cũng có người ngẩng đầu nhìn lên trời vợ chồng hồ định phương đều đang nhìn trời lúc này bọn họ đều đang vận chuyển công pháp ngũ cầm thổ nạp thuật khí tức trên thân không ngừng cường đại Hồ Định Phương lẩm bẩm nói, ngôi sao này xuất hiện đột ngột, không thể coi thường, thế nhưng là vì sao cảm thấy, có quan hệ với ngũ cầm môn chứ? Bên cạnh, Trần Ngọc Hoa cũng hít sâu một hơi, không biết, nhưng ta cũng có loại cảm giác này, có lẽ có liên quan tới sư phụ, hoặc là có liên quan tới tiểu sư đệ kia của ta. Hồ Định Phương khẽ nhíu mày, sao lại thế? Ngôi sao này bỗng nhiên hiển hiện, như là mặt trời. Cứ việc cảm thấy có liên quan tới đối phương, thế nhưng là, sao có thể chứ? Nơi khác, triệu thự trưởng cũng đang nhìn lên bầu trời yên lặng nhìn nhăn mày đã không còn dáng vẻ tươi cười chuyện khác thường tất có yêu mấu chốt là khi ông nhắm mắt ông tựa như thấy được một vị thần đúng vậy thần linh người kia ngồi xếp bằng trên ngôi sao bên cạnh chúng tinh vườn quanh giống như chủ nhân của thiên địa khiến người ta rung động cứ việc chỉ là hình ảnh mơ hồ vẫn khiến ông rung động vì sao người đó lại giống lý hạo tới vậy làm sao có thể như thế lý hạo không phải còn đang ở thiên tinh thành hoàn thành đại nghiệp toàn dân sửa đường của hắn sao? Triệu thự trưởng không ngừng lắc đầu, không ngừng nói với chính mình, chỉ là ảo giác. Không ngờ, khi ngôi sao này xuất hiện, ngay cả mình đều xuất hiện ảo giác. Thân ảnh ông lấp lóe, không bao lâu, tiến vào một tòa cổ thành. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Giờ phút này, trong cổ thành cũng có bóng người lưu động, có người nhìn thấy ông tới, trầm giọng nói, triệu thự trưởng, Bên ngoài, vì sao lại xảy ra biến hóa? Người biết chuyện gì xảy ra không? Triệu thự trưởng lắc đầu, ta còn muốn hỏi hỏi các ngươi đây này. Vào thời khắc này, trong thành thị, một gốc đại thụ che trời, tràn lan hào quang nhàn nhạt, nhạt, thanh âm hư nhược truyền vang, ngôi sao chiếu dọi thiên địa, đây có thể là do tân đạo sắp xuất hiện. Đạo thống sơ khai, bản nguyên biến mất, thiên địa biến hóa, thời đại mới sắp xuất hiện. Một hư ảnh hiển hiện, như là bà lão tăng thương ngửa đầu nhìn trời cầm quải trượng trong tay lẩm bẩm nói ai có thể ở sau vạn cổ lại mở tân đạo hay là thiên địa biến hóa thiên địa tự mở tân đạo sao triệu thự trưởng trầm giọng nói tôn giả lời này có ý gì tân đạo ra đời thời đại mới sơ võ sắp xuất hiện hoặc là thiên đế của thời đại sắp giáng lâm từ nay về sau có lẽ giữa thiên địa đều là cơ hội đều là cơ duyên ai có thể bắt lấy thì sẽ một bước lên trời đáng tiếc chúng ta đi theo bản nguyên đạo chỉ sợ không có cơ hội, từ hôm nay, nhân tộc mới thời đại mới đều có cơ hội. Triệu Thự trưởng nhướng mày, khẽ cười, không phải chứ? Bà lão không nói gì, nhìn bầu trời lần nữa, hồi lâu mới nói, đáng tiếc nhưng ngươi vẫn còn cơ hội, ngươi cảm nhận có điểm gì khác biệt sao? Triệu Thự trưởng suy nghĩ một chút nói, cũng không có gì cả, chỉ là gần đây tu luyện hình như thuận lợi hơn một chút. Vậy thì đúng rồi. Bà lão trầm giọng nói, tân đạo khả năng có liên quan tới võ sư triệu thự trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích không có nói thêm gì vội nói nếu chư vị cũng không biết vậy ta đi ra ngoài nhìn một chút ngoài ra thiên địa càng thêm vững chắc gần đây năng lượng trong thiên địa nồng đậm ngay cả tôn giả đều khôi phục tự nhiên xem ra cường giả của các gia tộc cũng sắp khôi phục đợi đến thiên địa vững chắc còn hy vọng chư vị có thể giúp chút sức vì ngân nguyệt đó là chuyện tất nhiên bà lão khẽ gật đầu lại nói đúng rồi vài ngày trước chúng ta cảm giác được bát đại thần binh, có lẽ có vài cái đã xảy ra chuyện, tinh môn khó mà mở ra lần nữa. Có thể có manh mối và tin tức gì không? Có một chút, ánh hồng nguyệt và lý hạo tranh phong, song phương tự bạo thần binh, có thể đã cho nổ tung bát đại thần binh. Triệu thự trưởng cười ha ha nói, đều là ngoan nhân, không trêu chọc nổi chỉ có thể chờ đợi các vị xuất quan rồi tính. Nói rồi, chắp tay một cái, vậy ta đi trước. Chờ ông biến mất, yêu thực thủ hộ nói khẽ, vị này xem ra cũng không tín nhiệm chúng ta. Bình thường thôi." Một vị chiến sĩ hoàng kim trầm giọng nói, vị này vẫn luôn hạn chế tốc độ khôi phục của chúng ta, ngay cả sau khi chiến thiên thành mở ra, Hoài tướng quân đều đã sớm khôi phục, nếu không phải vì gần đây năng lượng thiên địa khôi phục một chút, Tôn giả đại khái khó mà khôi phục. Người này? Ai? Cũng không tiện nói thêm điều gì. Đám người không nói thêm gì nữa, cổ thành trở nên yên lặng. Mà đúng lúc này đợi, trong di tích Thiên Tinh trấn, một cỗ hào quang óng ánh bao trùm nhục thân mới của Vương Thự trưởng. Giờ khắc này, Vương Thự Trưởng gầm nhẹ một tiếng, sau lưng giống như hiện ra một phương vũ trụ, hiện ra mấy ngôi sao lớn. Trương An vội xuất hiện, nhìn về phía hư ảnh hiện ra phía sau, sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhanh thi triển bản Nguyên Đạo. Trước tiên vững chắc thông đạo, lấy quyền sáo làm sắc ngoài của bản Nguyên Đạo. Trên mặt Vương Thự Trưởng có vẻ thống khổ, cái này chỉ là bộ nhục thân thứ nhất, trước đừng quan tâm chuyện đó, bay biện ra bản Nguyên Đạo trước, vững chắc đại đạo vũ trụ. Được. Vương thự trưởng cũng không nói thêm lời, hiện ra một đầu đại đạo, lúc này, Trương An cũng hiện ra đại đạo, trợ giúp đại đạo của đối phương vững chắc. Đế vệ, đế cung chấn áp. Bên cạnh, cây nhỏ cũng không nói nhiều, trong nháy mắt hiển hiện hư ảnh của đế cung. Mà lúc này, tề sở trưởng và vũ minh nhao nhao xuất hiện, rơi lên một cái máy lớn, tề sở trưởng nở nụ cười, vương thự trưởng, tước đoạt đại đạo, vững chắc thông đạo, chúng ta giúp tinh thần của ngươi dung nhập nhục thân, dính nhau chắc hơn. Vương thự trưởng lộ ra vẻ hoảng sợ, mẹ kiếp đây chỉ là lần thí nghiệm đầu tiên mà thôi bây giờ liền bắt đầu sao hai người đâu để ý đến ông trực tiếp bắt ông lại nhét vào trong cái máy to đó tề sở trưởng hưng phấn nói hợp nhất tinh khí thần dịch chuyển đại đạo một khi vững chắc hắn liền có thể chuyển đổi thành nhân tộc thời đại mới vũ minh cũng rất hưng phấn không ngờ ta còn có thể đợi tới ngày tinh thần lực chuyển sinh thậm chí chuyển đổi đại đạo việc này vô cùng làm cho người khác kích động vương thự trưởng vùng vẫy một hồi sau một khắc đột nhiên kêu thảm một tiếng đau quá sư thúc ngài đang làm gì vậy trong hư không trong tay trương an xuất hiện một quyển sách hiện ra một bóng người trong tay cầm một thanh đại đao đang cắt chém bản nguyên đại đạo trương an cũng có chút kích động không sao đâu ta giúp ngươi cắt chém đại đạo ngươi kiên nhẫn một chút nhất định sẽ có thống khổ thì tương đương với chết một lần nhưng ngươi yên tâm chúng ta sẽ bảo trụ tính mạng của ngươi dứt lời ra lệnh một tiếng tất cả yêu thực đưa vào sinh mệnh tri tuyền ổn định sinh mệnh đặc biệt của hắn mấy vị đoàn trưởng thiên tinh quân phối hợp võ sư ngân nguyệt làm hắn ổn định không được để hắn dãy ruộng trong nháy mắt mấy vị áo giáp bạc hiển hiện tiếp theo vô số võ sư ngân nguyệt xuất hiện khóa ông ở yên một chỗ vương thự trưởng kịch liệt gào thét hét thảm đau quá trời ơi những người này muốn giết mình giờ phút này đại đạo bị người khác cắt chém nhục thân bị người khác giữ chặt tinh thần lực còn đang cưỡng ép dung nhập nhục thân vô cùng thống khổ nhục thân giống như muốn bạo tạc một cỗ lực lượng đặc thù thông qua hư ảnh phía sau tràn vào thể nội càng làm cho ông thiếu chút nữa đã nổ tung ông kịch liệt thống khổ gầm rú ta không chuyển đổi sư thúc thả ta đi a à, cảm giác như đao cùn đang cắt thịt quá thống khổ một lát sau ông kêu thảm nói sư thúc đừng cắt chém một đao ngài cắt từng đao từng đao ta không chịu nổi trương an đột nhiên quay đầu nhìn về phía ông người nói đấy nhé ta trước đó còn lo ngươi không chịu được dứt lời chém xuống một đao răng rắc một tiếng, đại đạo đứt đoạn, giờ khắc này, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt bộc phát, tiếp theo, lặng yên không một tiếng động, giống như triệt để chết đi. Đế cung chấn áp đại đạo, không để cho đứt đoạn. Đại đạo thư của Trương An hiện ra, nâng đại đạo của vương thự trưởng, cưỡng ép lấp đầy hư không vô tận. Cùng lúc đó, chiến thiên thành, bỗng nhiên, trong lòng mấy vị cường giả chấn động một chút, cửu sư trưởng trong nháy mắt hiển hiện, mà hai vị lão nhân đã sớm xuất hiện giờ phút này đều nhìn bầu trời lộ ra vẻ mặt ngưng trọng vương giã hình như chết rồi cửu sư trưởng ngưng trọng không gì sánh được trầm giọng nói hắn có phải đã hy sinh rồi hay không hai vị lão nhân trầm mặc không nói giờ khắc này bọn họ cũng mơ hồ cảm giác được lão ô quy trầm mặc một hồi chậm rãi nói có lẽ đã chết rồi đại đạo có lẽ đứt đoạn bản nguyên ta lưu lại triệt để đứt liên lạc với ta đại đạo bản nguyên của hắn cũng biến mất mấy người trầm mặc chết rồi vương giã ra ngoài là vì bảo hộ lý hạo vương giã chết rồi vậy lý hạo thì sao đích sắc rất ít người trong chiến thiên thành đã khôi phục vương giã tọa trấn chiến thiên thành nhiều năm dù là năm đó chưa quen thuộc hôm nay cũng là thuộc số ít mấy vị chiến hữu của bọn họ hôm nay thiên biến vương giã tựa như đã chết giờ khắc này ba vị cường giả đều có chút bi thương giờ phút này trên tường thành mấy ngàn binh sĩ bỗng nhiên đấm ngực mấy vị đoàn trưởng bỗng nhiên bi thương không gì sánh được cao giọng hô quát tiễn đưa vương thự trưởng lại chết một vị đông 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 giống như chống trận đang sao động giờ khắc này một cỗ sát khí tràn lan ra ngoài chiến thiên thành đang chấn động vương thự trưởng tọa chấn nội thành nhiều năm đã chết giờ này khắc này cửu sư trưởng lên tiếng gầm thét giết người chiến thiên ta giết chủ tướng trong thành ta thù này tất báo giết chiến hữu ta giết đồng liêu ta không thể tha thứ ta muốn cắt chém phân thân ra ngoài Quân sĩ chiến thiên, theo ta xuất trinh. Tuân lệnh. Một tiếng vang thật lớn, chấn động áo giáp. Sau một khắc, trên thân cửu sư trưởng, hiển hiện một bộ áo giáp hoàng kim, cầm trong tay trường kiếm, quát trói tai, ra khỏi thành, thủ vệ quân chuyển thành quân tiên phong. Xuất trinh. ầm ầm. Chiến giáp va chạm, mấy ngàn binh sĩ hiển hiện, sát khí lay trời, hai vị lão nhân muốn khuyên, lại không thể nào khuyên được. Sau một khắc, chiến hoàng kim sĩ xuất quân đi ra ngoài di tích, trong nháy mắt, Ngân Nguyệt, Hoành Đoạn Hạp Cốc, một đội mấy ngàn người chiến thiên quân hiển hiện. Thủ vệ tuần dạ nhân, vô cùng sợ hãi. Thanh âm của một người chiến sĩ Hoàng Kim vang vọng đất trời, giết cảnh vệ thự trưởng của chiến thiên thành ta. Thù này tất báo, năm đó hạng người phản loạn, chiến thiên thành chắc chắn giết hết các ngươi. Bát đại chủ thành, cùng chung mối thù, tự giải quyết cho tốt. ầm ầm đại quân trinh phạt, đi thẳng đến thiên tinh. Giờ khắc này, đất ngân nguyệt, một vài di tích, dung chuyển bất an, cảnh vệ thự trưởng của chiến thiên thành bị giết. Chẳng lẽ thiên biến có quan hệ với việc người này bị giết? Mấu chốt là làm sao đối phương đi ra ngoài được? Bị giết ở đâu? Hiện tại xuất hiện ở đây, hình như là hãn tướng Lý Đạo Tông của chiến thiên thành khi xưa. Người này sát phạt vô số, một tay trường sinh kiếm, tận tâm với chân chuyển lý ra, dù là giờ phút này thiên địa còn hạn chế, chỉ là phân thân xuất hiện, thế nhưng đại biểu bất khả chiến bại ở cùng cấp độ. Chiến tướng giết chóc vô song, hôm nay thế mà xuất quân ra khỏi thành giờ khắc này triệu thự trưởng tại bạch nguyệt thành phía xa cũng trợn mắt há hốc mồm xong rồi chuyện gì vậy chiến thiên thành thế mà trực tiếp xuất binh chiến thiên thành phủ bụi vô số năm tháng dưới sự xuất lĩnh của một vị sư trưởng xuất động mấy ngàn binh lính vong linh thế mà chạy ra ngoài đây mới là chuyện không thể tưởng tượng nổi những binh lính kia vì sao sau khi ra khỏi thành còn có thể bảo trì linh tính mà giờ khắc này vương thự trưởng hồn nhiên không biết tất cả những chuyện này ông chỉ suy nghĩ tới một chuyện trong đầu để cho ta chết đi vô tận thống khổ đang lan rộng mà cái này chỉ là bắt đầu thôi bản nguyên đại đạo lan rộng vào hạo tinh giới bên trong hạo tinh giới lý hạo cũng lung lay sắp đổ có chút thống khổ không dễ củng cố xử lý như thế nào đây có thể xuyên qua thế nhưng là củng cố như thế nào mới là vấn đề lớn mà giờ khắc này hạo tinh giới tựa như cũng đang dung chuyển không biết phải chăng là bởi vì lý hạo quán xuyên hạo tinh giới để hạo tinh giới có chút không thoải mái, bài xích Lý Hạo, muốn đè ép bản nguyên đại đạo ra ngoài. Mà Lý Hạo, liên tục suy tư, cắn răng, ngôi sao lưu tại nguyên địa, gầm nhẹ một tiếng, liên tiếp bắt bản nguyên đại đạo đến trên ngôi sao. Mặc kệ nó, trước tiên củng cố thông đạo lại nói, bùm, Chứ đạo trên ngôi sao. Hiện ra từng đạo quang ảnh sán lạn, ngôi sao đạo cũng đang kịch liệt chấn động, Lý Hạo bị chấn thật điên bắt đảo, cũng không lo được quá nhiều, giờ phút này, hắn phải đi về không thể đợi quá lâu đáng tiếc thông đạo vương thự trưởng chế tạo hình như hắn không ra được bằng không đi ra ngoài bằng cái này thì tốt biết bao nhiêu thầm nghĩ như vậy lý hạo vẫn lựa chọn giữ lại ngôi sao đạo tại nguyên địa hóa thành một ánh lửa hình hổ trong nháy mắt biến mất xuyên thẳng qua hư không không biết qua bao lâu quát khẽ một tiếng đánh ra một quyền một thanh tiểu kiếm xuyên qua hư không lý hạo dọc theo thông đạo tinh không kiếm mở ra trong nháy mắt biến mất ở trong hạo tinh giới khi thân ảnh lý hạo hiển hiện, hiện vương thự trưởng đã được mọi người kéo ra từ trong máy móc giờ phút này mặt xám như cho tàn thống khổ tới mức đã để ông chết lặng ta chết đi cho rồi ai cũng không nên quấy giày ta mà lý hạo nhìn thoáng qua lại lộ ra dáng vẻ tươi cười hắn cảm giác được trên người vương thự trưởng có khí tức thuộc về mình khí tức đạo tinh thành công ổn định thông đạo vào thời khắc này khí tức bản nguyên trên người vương thự trưởng cấp tốc thuế biến từ khí tức bản nguyên dần dần chuyển biến thành khí tức hạo tinh giới Vương Thự trưởng tựa như có chút hoàn hồn, nhìn thoáng qua Lý Hạo, lẩm bẩm nói, "Phụ thân." Lý Hạo sững sốt một chút, sau một khắc, Vương Thự trưởng trong nháy mắt thanh tỉnh, tiếp theo, giận dữ, "Ngươi làm gì ta hả? Vì sao nhìn thấy ngươi, ta dường như thấy được phụ thân ta?" "Móa." Lý Hạo làm gì mình rồi, chuyện này cũng không thể dễ dàng tha thứ được. Lý Hạo nghĩ nghĩ, nửa ngày sau mới nói, "Ta giữ ngôi sao đại đạo ở lại, trở thành điểm kết nối cho ngài." cho nên kết nối tạm thời của ngài bây giờ chính là thần văn chữ đạo của ta, chờ ngài vững chắc, ta liền rút đi. Cho nên trong khoảng thời gian này, ngài, đại khái sẽ rất thân thiết với ta. Vương thự trưởng khẽ giật mình, sau một khắc, ngửa mặt lên trời bi thương. Móa, trách không được. Ta nói, vì sao nhìn thấy Lý Hạo, như nhìn thấy cha mình, thì ra là thế. Mà trong hư không, Trương An thì là dị dạng nhìn về phía Lý Hạo. Chuyển đổi đại đạo thật là ly kỳ. Mà Lý Hạo, lá gan cũng thật lớn lưu lại thần văn chữ đạo của mình mà những người khác lại không quan tâm những chuyện đó trong nháy mắt nhao nhao cùng hô thành công thế mà thật có thể làm được bản nguyên đại đạo thật sự quán xuyên hạo tinh giới giờ khắc này dù là những yêu thực kia cũng động tâm tư nếu là bản nguyên đại đạo của chúng ta cũng kết nối được với hạo tinh giới thì sao mà nhục thân vương thự trưởng lại có chút dạn nứt bất chấp tất cả nhìn nhục thân dạn nứt nhìn lý hạo nửa ngày sau mới nói giống như có chút không chịu đựng được. Lý Hạo gật đầu, bình thường, thân thể này không tính quá mạnh, nhưng là bản nguyên đạo của ngài tạo ra ra thông đạo tương đối cường đại, cho nên quán thâu năng lượng cũng nhiều lắm, ngài có chút khó có thể chịu đựng, không sao đâu, đây là lần thứ nhất, chúng ta sẽ tiếp tục chế tạo bộ nhục thân khác cho ngài nếm thử. Trong nháy mắt, vương thự trưởng hận không thể khiến bản thân mình chết đi cho rồi. Cái này chỉ là bắt đầu thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Di tích thiên tinh trấn Chế tạo nhục thân vẫn còn đang diễn ra một bộ nhục thân, nhìn không ra được gì. Mấy người Lý Hạo cần đạt được số liệu tích trữ nhiều hơn nữa. Nhưng ngay lúc này, hai đội nhân mã đang vội vàng hội tụ tại Trung Bộ. Một phe là phân thân cửu sư trưởng từ trong chiến thiên thành xuất quân. Phe còn lại thì có hơn 10 vị phân thân bản nguyên cực kỳ cường hãn. Đều ở trong thời kỳ bị thiên địa áp chế cùng cực. Thực lực tuyệt điên sơ kỳ. Thiên địa ngày nay đã đủ để trèo chống tuyệt điên sinh tồn. Những người này cắt chém phân thân bản nguyên, tướng mạo mơ hồ, cũng trong lúc mơ hồ đi tới từ phương Bắc, chạy tới Trung Bộ, chuẩn bị bắt giết Lý Hạo. Lý Hạo ở thiên tinh thành, thực lực không yếu, nghe nói đã bước vào thất hệ. Nhưng thất hệ, cũng chỉ mới là thời khắc bước vào thực lực tuyệt điên sơ kỳ mà thôi. Đối phó Lý Hạo, một người là đủ. Nhưng vì đề phòng vạn nhất, lần này, những người này vẫn xuất động hơn 10 vị phân thân bản nguyên, vì chấm dứt hậu hoạn, thiên địa biến động, đã có người suy đoán là do Lý Hạo dở trò quỷ. Dù không phải thiên tài của thời đại mới này Cũng cần phải giết chết Không chỉ hắn, những võ sư ngân nguyệt Đều phải chết Hai đội nhân mã cũng không phải đi chung một con đường Mà là trạch hướng một chút Tự mình bay về phía thiên tinh thành Hơn 10 người bay ngang qua bầu trời Kẻ yếu căn bản không nhìn thấy bọn hắn Tốc độ cực nhanh Thậm chí có thể xé rách hư không Chỉ là bây giờ hư không bất ổn Vì để tránh cho phiền phức Những người này chỉ là xé rách hư không cấp độ thấp Cũng không phải triệt để xé rách hư không trực tiếp xuyên thẳng ngàn dặm một đoàn người lý hạo đều ở miền trung thiên tinh thành đi đi động tĩnh nhỏ một chút tìm được lý hạo giết ngay tại chỗ là được nếu phản kháng hoặc bị những người khác nhìn thấy diệt sát toàn bộ tốc độ phải nhanh động tĩnh không nên quá lớn người đầu lĩnh thanh âm mơ hồ bốn phương tám hướng phân thân của những cường giả khác đồng loạt xác nhận ngoài ra tinh không kiếm ở trong tay lý hạo cướp lấy tinh không kiếm nếu có thể tước đoạt huyết mạch trong người lý hạo đã rõ đúng rồi vừa nãy có phải lý đạo tông thuộc chiến thiên thành xuất hiện hay không nói là vương giã bị giết đây là ý gì phân thân bị giết chiến thiên thành có quan hệ không tồi với lý hạo lý hạo cũng cấp cho chiến thiên thành khôi phục chiến thiên thành cũng hồi báo nghe nói lý hạo đã trở thành sư trưởng của chiến thiên thành chẳng lẽ là di tích thiên tinh trấn bên đó xảy ra chuyện phân thân vương giã tiến vào bị đánh chết có lẽ là vậy lần này chúng ta còn có một nhiệm vụ khác đả thông thông tin ở thiên tinh trấn kinh cước mân cô một mực ngăn cản người của chúng ta tiến vào, lần này. Nếu được, thăm dò một phen, thực lực đối phương hư nhược, trực tiếp giết giết. Chỉ sợ khó. Tôn hâm không cách nào khu trục. Đối phương có lẽ đã thành thánh. Nếu thành thánh, vậy tiến vào từ cửa vào khác, yêu thực khác, có lẽ còn nhớ rõ chúng ta, sẽ không dám ngăn cản. Liên thủ các yêu thực khác, cộng thêm tôn hâm, giết chết kinh cước mân côi. Không biết vị đại nhân kia đã khôi phục hay đã tỉnh lại chưa? Không chắc lắm, mấy ngày trước một vị đại nhân khác từng nói có bản nguyên dung chuyển mơ hồ cảm thấy bản nguyên của vị đại nhân kia xảy ra chút vấn đề bản nguyên là bản nguyên thật hay là giả bọn họ có bản nguyên tồn tại sao không chắc cho nên chỉ là suy đoán đã rõ tốc độ đoàn người này cực nhanh vừa đi vừa trò chuyện rất nhanh vượt qua bắc hải tiến vào khu vực trung bộ lúc này khu vực trung bộ không ít đội ngũ đã tới trước có đội ngũ siêu năng cũng có đội ngũ mà võ sư Ngân Nguyệt dẫn theo từ nơi khác tới, những người này cũng nhìn thấy một vài cường giả. Ví như, giờ phút này, đám người này thấy được một người, so sánh chân dung trong danh sách, vội nói, người phía dưới, là Ngân Nguyệt võ sư, nam quyền hạ dũng, có cần giết không? Không nên đánh rắn động cỏ. Lý Hạo biết được, tìm di tích trốn vào, liền phiền toái. Trước giải quyết Lý Hạo, những tiểu nhân vật này, thanh lý từng người là được. Nếu không có thời gian thanh lý, liền giao cho tam đại tổ chức giải quyết đã rõ đám người cấp tốc lướt qua đỉnh đầu nam quyền phía dưới nam quyền đang nghĩ tới chuyện hoàn thành viên mãn nhiệm vụ lần này đuổi trấn nam vương và trấn tây vương hoàn thành kế hoạch lớn nhất thống trung bộ đang muốn về thiên tinh thành bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời khẽ nhíu mày cường giả ông ta bây giờ cũng không phải kẻ yếu bây giờ nam quyền không còn là kẻ yếu không đánh lại bắc quyền không đánh lại điệu phúc kiếm không đánh lại ai như lúc trước giai đoạn hiện tại tất cả mọi người bước vào lục hệ ông ta cũng thế cho nên ông ta hiện tại cũng không thể yếu hơn những người khác bao nhiêu cường giả lục hệ cường giả ở cấp độ này toàn bộ trung bộ đều không có bao nhiêu đại bộ phận đều là cường giả ngân nguyệt nhưng vừa vặn có người đang dò xét chính mình đúng không ông ta ngẩng đầu nhìn lên trời cau mày nếu là võ sư ngân nguyệt tất nhiên sẽ nói một tiếng chẳng lẽ không phải võ sư ngân nguyệt sao thế nhưng chẳng lẽ là người của tam đại tổ chức trong lòng của ông ta nghĩ, hay là, lầm rồi, chỉ là cảm thấy bị người khác nhìn trộm, nhưng là võ sư, ông ta tin tưởng trực giác của mình. Ai mẹ nhà hắn nhìn lén ta? Thầm nghĩ, thông qua áo giáp phát tin tức ra ngoài, bây giờ áo giáp đủ để trèo chống đưa tin trong 3.000 dặm, mặc dù nơi đây cách thiên tinh thành hơn 3.000 dặm, nhưng hệ thống thông tin của Lý Hạo hôm nay, coi như đã được trải rộng, trong phạm vi 3.000 dặm, tất có hắc khải tọa chấn. Tin tức, nhanh chóng truyền về phía thiên tinh thành không chỉ như vậy ngay cả tin tức chiến thiên thành xuất binh cũng lập tức truyền về phía thiên tinh thành thiên tinh thành lý hạo lại biến mất còn dẫn theo một nhóm võ sư lâm hồng ngọc cũng rất bất đắc dĩ giờ phút này nàng đang bề bộn tìm kiếm chuyện học viện võ đạo và kế hoạch xóa nạn mù chữ trong thành ở các nơi bỗng nhiên chu thự trưởng phiêu nhiên tới đây cũng không nhiều lời hiện ra ngân khải đây là thứ đô đốc nhờ ta chuyển cho thành chủ trước đó bận quá trong lúc nhất thời quên mất Chu thự trưởng cũng không nhiều lời, Lâm Hồng Ngọc có chút ngoài ý muốn, chiến thiên khải. Đúng, áo giáp đoàn trưởng. Dứt lời, Chu thự trưởng lập tức nói, hai chuyện, thứ nhất, chiến thiên thành xuất binh. Một vị chiến sĩ Hoàng Kim dẫn đội, xuất lĩnh mấy ngàn quân tiến thẳng đến thiên tinh. Nói là vì báo thù cho vương thự trưởng tình huống cụ thể thì không biết, nhưng vấn đề không tính nghiêm trọng. Quan hệ của chúng ta với chiến thiên thành không tệ đương nhiên, không thể không phòng. Thứ hai, trên đường nam quyền đang xuất đội trở về phát giác được có người lướt qua hư không dò xét hắn hắn cũng không cảm giác được quá nhiều nhưng hoài nghi xuất hiện cường giả thất hệ khả năng đến từ khu vực phía bắc lâm hồng ngọc khẽ nhíu mày chuyện thứ nhất có thể lớn có thể nhỏ quan hệ giữa lý hạo và chiến thiên thành không phải tầm thường chưa chắc sẽ gây ra chuyện phiền phức có lẽ vẫn là trợ lực chuyện thứ hai cũng có thể lớn có thể nhỏ một cường giả đi ngang qua dường như rất bình thường giai đoạn hiện nay thiên địa càng vững chắc, có thể chống đỡ một vài cường giả xuất hiện, dù là bản tôn còn chưa được, nhưng phân thân cũng không thành vấn đề. Trong di tích trung bộ không ít, Nam Quyền thấy một vị, kỳ thật cũng không có chuyện gì lớn. Không đáng hưng sư động chúng. Chu Thự trưởng cố ý tới nói việc này. Chu Thự trưởng nghiêm mặt nói, ngày thường thì không tính, hôm nay thiên biến, ngoại nhân không biết, ngươi và ta biết một chút, nhưng đô đốc lại đang nghiên cứu tân đạo. Trước đó đô đốc đi tới sở nghiên cứu lã chấn một chuyến, chuyển về một vài thứ gì đó rất nhanh liền xuất hiện thiên biến cho nên những người này có thể là bị đô đốc dẫn dụ đến đây đô đốc dụ phát thiên biến bọn hắn có lẽ không biết nhưng bọn hắn khả năng cảm nhận được bất kể có phải là do đô đốc hay không hiện tại thiên địa giải phong một chút không bằng thừa cơ giết chết đô đốc chuyện này có khả năng xảy ra bao gồm chiến thiên thành xuất binh cũng ở đúng vào thời cơ này nói là báo thù gì đó kỳ thật cũng chưa chắc cũng có thể là vì dò xét một chút hư thực chiến thiên thành bỗng nhiên xuất binh chưa hẳn chính là vì cái gọi là báo thù vương thự trưởng có chết hay không bọn họ rất rõ ràng đã như vậy khả năng cũng là vì đến đây dò xét thiên biến hôm nay xuất hiện mặt trời thứ hai mặc dù lúc này đã biến mất nhưng động tĩnh trước đó cực lớn ai biết có phải cũng là vì việc này mà đến hay không thiên tinh thành chưa hẳn có thể an bình trở lại chu thự trưởng trầm giọng nói đương nhiên giai đoạn này chúng ta không sợ hết thảy điều đô đốc hy vọng nhìn thấy không phải là thiên tinh thành sau khi chiến đấu không phải cảnh tượng hoàng tàn khắp nơi trong thiên tinh thành sau khi giết địch hắn đang mở rộng giáo dục cách mạng kỹ thuật giai đoạn này cần nhất chính là thái bình có chút dung chuyển liền có khả năng dẫn đến biến cố to lớn lâm hồng ngọc gật đầu nghĩ nghĩ bây giờ lý hạo có thể còn có chuyện quan trọng phải làm suy tư một phen mở miệng nói nếu là thật sự có cường địch khả năng chính là thực lực thất hệ mặc dù ngài và ta chưa hẳn e ngại nhưng khi chiến đấu khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút thương tích. Dứt lời, mở miệng nói, nghe nói trong thành hiện tại có không ít học sinh khôi lỗi của thời đại tân võ. Đúng, triệu tập bọn họ, lấy thần năng thạch làm đại giá, đi ra bên ngoài thiên tinh thành, khu vực thiên tinh hải, đánh lén cường địch. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị, triệu tập 30 người học sinh khôi lỗi, điều động ngàn vạn thần năng thạch trong khố phòng, mỗi người được phân chia 3 triệu viên, do ta tự mình dẫn đội, ôm cây đợi thỏ nếu không có ai đến cũng không sao, nếu có, ưu tiên bắt giữ nếu không bắt được vậy liền giết chết bất luận tội lâm hồng ngọc cũng là người quyết đoán rất nhanh đã ra quyết định về phần lý hạo bên kia tạm thời không cần thông chi chuyện gì đều cần lý hạo làm vậy nàng tới đó làm gì đương nhiên là vì bài ưu giải nạn cho đám người lý hạo nói đến đây lại nói mang theo màn trời để phòng vạn nhất ánh mắt chu thự trưởng khẽ nhúc nhích nhẹ gật đầu cũng nói được lâm hồng ngọc ngẫm nghĩ lại nói đô đốc lần này lại đang nghiên cứu gì vậy chu thự trưởng lắc đầu chuyện này ông thật đúng là không biết ngẫm nghĩ rồi mở miệng nói dẫn theo mộ gia phụ tử trần gia để chấn nhiếp cũng là để bọn họ xuất lực nếu thật sự có cường địch những người này cũng có thể có một chút tác dụng được song phương rất nhanh đã nhất trí dự định không bao lâu trong thành một đám học sinh khôi lỗi có chút hưng phấn đi theo một đám người bay về hướng thành bắc nhiều năm không đi ra khỏi di tích bây giờ tới đây không lâu liền có thể tham gia chiến đấu thật sự rất hưng phấn một đám gia hỏa không sợ trời không sợ đất sẽ không e ngại bất luận kẻ nào bây giờ thiên địa không đủ để trèo chống cường đại tồn tại giáng lâm căng hết cỡ lực lượng tuyệt điên sơ kỳ bọn họ cũng không yếu bao nhiêu coi như một đối một không bằng hai chọi một cũng đủ để chiến thắng mà lý hạo bây giờ đối với tất cả chuyện này hoàn toàn không biết gì đây chính là lợi ích của đoàn đội có một số việc những người khác có thể xử lý đều tự mình xử lý mất rồi sẽ không để cho hắn xuất thủ Lúc này Lý Hạo, có kinh nghiệm lần thứ nhất, đang chế tạo thân thể khác, vừa chế tạo, vừa hưng phấn nói, đây chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, nhục thân ngay từ đầu, khóa siêu năng cũng không nhiều, hậu kỳ sẽ càng ngày càng nhiều, mà đã được coi là thành công, là định vị bản nguyên đại đạo, mà không phải định vị nhục thân. Cho nên, quay về chuyển di bản nguyên đại đạo là được, không cần ta đi định vị lần nữa. Lý Hạo rất hưng phấn, vương thự trưởng lại không có vui vẻ như vậy. Bị dày vò thảm rồi. Mấu chốt là, bây giờ thấy Lý Hạo, đã cảm thấy rất thân thiết, ông cảm thấy, Lý Hạo đang cố ý chiếm tiện nghi của ông. Lý Hạo mặc kệ chuyện này, vừa tiếp tục tạo ra nhân thể, vừa nhìn về phía cỗ thân thể thần linh kia, có chút nhướng mày nói, thân thể thần linh này, không thể lãng phí. Mặc dù chỉ có một đầu đại đạo chi mạch, nhưng chiến lực cực mạnh. Nói tới nói lui, ngẫm nghĩ lại nói, kỳ thật rất thích hợp với tề sở trưởng các ngươi, nhưng là, các ngươi đối với một đầu đại đạo trong thân thể thần linh, chưa chắc hiểu tường tận, ngược lại không phát huy được chiến lực mạnh mẽ gì. Lý Hạo nhìn về phía Tề Sở trưởng, "Tề lão, nếu ngài có hứng thú, quay về ta có thể làm một bộ nhục thân của nhân tộc hiện đại cho ngài, hoặc là khôi phục nhục thân ở thời đại tân võ, thân thể thần linh này thần linh, ta muốn." Tề Sở trưởng ngược lại là không quan trọng, khẽ cười nói, "Tùy ngươi xử trí." Lý Hạo có chút hưng phấn, "Được, vậy ta lấy, ta muốn cải tạo một phen, xem như đòn sát thủ của ta đã cường đại đến cấp độ thánh. Thân thể chuẩn thiên vương trước đó là thân thể tân võ, ta không dùng, nhưng vật này ta có thể luyện hóa. Lấy thần văn thổ hệ điều khiển, mặc dù không có khả năng phát huy toàn bộ chiến lực, nhưng tuyệt đối có thể trở thành chiến thể cường đại trấn áp đương thời. Ta còn thực phát sầu, mặc dù thực lực của ta tăng lên nhiều, nhưng giai đoạn hiện nay vẫn không bằng những tồn tại cường đại kia đơn độc đi vào di tích, vô cùng nguy hiểm. Nếu có thể luyện hóa, ở bên ngoài ta sẽ vô địch. Bên trong di tích, thân thể thánh đạo cũng không phải người bình thường có thể đánh vỡ lý hạo cải tạo bộ thi thể này thành khôi lỗi chiến thể thích hợp cho bản thân sử dụng có thứ này lý hạo thậm chí dám đơn độc xuống dưới di tích xử lý một chút phiền toái dứt lời lý hạo lại nói ngoài ra mọi người gần đây nên tu luyện một chút phá khiếu quyết mau chóng tăng lên thực lực chuyển hóa tài nguyên thành thực lực khoáng mạch nơi này mọi người tùy ý sử dụng không có khả năng người đã chết khoáng mạch vẫn còn ở đó vậy quá lãng phí tất cả mọi người không nói gì lý hạo cũng không nói thêm gì cấp tốc bắt đầu tạo ra con người mà vương thự trưởng cũng lần lượt trải nghiệm thống khổ lý hạo cũng không vội vã giải quyết một lần duy nhất làm xong mấy cỗ thân thể liền đi nghiên cứu thân thể thần linh đây là thân thể thần linh thần linh thổ hệ một đầu đại đạo cực kỳ cường hãn thần văn thổ hệ của lý hạo cũng không thể hoàn toàn điều khiển phát huy ra thực lực thánh đạo có thể coi là như vậy khi lý hạo xâm nhập khống chế cũng cảm nhận được lực lượng cường hãn hùng vĩ như đại địa trong lúc bọn người Lý Hạo còn đang nghiên cứu, bên ngoài Thiên Tinh Thành, Thiên Tinh Hải vực, hư không sóng gió nổi lên, trên mặt biển, một đám người giờ phút này đang quan sát, bỗng nhiên, một vị siêu năng giả bộ dáng thư sinh biến sắc nói, "Ta thấy được từng cỗ sát ý." Bên cạnh, một vị lão nhân hèn mọn, toàn thân run rẩy, "Ta cảm nhận được lực lượng cường đại vô tận, không phải một người, mà là rất nhiều." "Bao nhiêu người?" Lâm Hồng Ngọc đi ra ngoài, cố ý mang theo hai vị này đều là cường giả siêu năng đặc biệt được phát hiện trong siêu năng chi thành. Thư Sinh nuốt một ngụm nước bọt, 14 đạo sát ý màu đen, lỗ tai lão nhân hèn mọn cũng đang rung động, toàn thân run rẩy, cực kỳ cường hãn, thậm chí còn cường đại hơn thành chủ. Lâm Hồng Ngọc biến sắc. 14 vị, việc này không cần đoán, kẻ đến không có thiện ý, mang theo sát ý, 14 vị cường giả bay thẳng đến Thiên Tinh thành, đây còn phải nói sao? Tuyệt đối là vì đối phó Lý Hạo may mắn, dẫn theo trọn vẹn 30 vị học viên. Sắc mặt nàng biến ảo một chút, nhìn về phía đám người bên cạnh, xuất động liệp ma quân, vận dụng phúc không thuẫn, tỏa không. Liên, ngoài ra, dùng năng nguyên pháo trước tiến hành một vòng xạ kích bao trùm. Màn trời ghi chép lại hết thảy. Xem như tài liệu giảng dạy tuyên truyền để sau này dùng, cũng làm cho địch nhân biết, phủ đô đốc thiên tinh, đến cùng mạnh cỡ nào. Dứt lời, quát khẽ nói, tất cả học viên trước, thay đổi trang phục. Mặc vào liệp ma quân khải, những học viên của Đại học Võ Khoa Viên Bình cũng không có ý kiến gì, dù sao chính là Chiến Thiên Quân Khải. Giờ phút này, từng người cũng đang rất hưng phấn. 14 vị trước đó còn lo lắng tới quá ít, không có cách nào chia, hiện tại, tới nhiều mới tốt. Cũng không biết có thể gặp được người quen hay không. Nhưng trưởng phòng đã nói, đi ra ngoài, không cần quan tâm chuyện khác, Lý Hạo bên này an bài như thế nào, vậy liền làm như thế đó, không có vấn đề gì, đối với một đám hậu duệ Đế Tôn Vô Pháp Vô Thiên, Trưởng phòng nói như vậy, vậy liền không có vấn đề. Quản hắn là ai, làm theo là được. Lâm Hồng Ngọc cũng hơi có vẻ kích động, đây là lần đầu tiên nàng chỉ huy nhiều cường giả như vậy, vây quét một đám cổ lão, cứ việc không phải chân thân, xác suất lớn chỉ là phân thân bản nguyên, thế nhưng là vẫn khiến nàng có chút run rẩy. Kích động đến run rẩy. Tại siêu năng chi thành, đối thủ của nàng là những võ giả hiện đại, những siêu năng kia là cửu ti, là hoàng thất, có thể gia nhập phủ Đô đốc Thiên Tinh nàng cảm thấy, nhân sinh của mình liền xuất hiện cải biến. Đối thủ của mình, cũng không còn là những người kia. Mà là cường giả cường đại thuộc về văn minh cổ đại. Đây mới là nhân sinh, mới là thứ cường giả theo đuổi, không phải sao. Nàng nhìn về phía Chu thự trưởng, có chút xấu hổ, nhưng vẫn mở miệng nói, Chu thự trưởng, ngài phụ trách chỉ huy, ta muốn tự mình xuất thủ thử xem thực lực của những người này mạnh hay yếu, ta cũng muốn nhìn xem, thần thông lục hệ, cộng thêm 144 khiếu huyện, thực lực như vậy có thể đối phó một vài phân thân bản nguyên hay không nàng muốn tự mình xuất thủ chu thự trưởng có chút bất đắc dĩ võ sư a à, cuối cùng vẫn là võ sư lâm hồng ngọc bình thường thì nhìn ổn trọng thời khắc mấu chốt cũng phải lên trận ông cũng không nhiều lời gật đầu mở miệng nói hết thầy cẩn thận việc này còn chưa thông chi cho đô đốc có thể bắt sống người tận lực bắt một người sống phân thân bản nguyên tán loạn bọn hắn sẽ không chết nhưng tổn thất sẽ không nhỏ không phải vạn bất đắc dĩ những người này sẽ không tự bạo cho nên phải trước lúc đối phương tuyệt vọng bắt được một người là tốt nhất dứt lời mở miệng nói cường giả từ chiến thiên thành đi ra cũng liền ở phía sau tốc độ phải nhanh cũng cần phòng ngừa yêu thiêu thân từ chiến thiên thành bên này giải quyết nhóm người này chúng ta còn phải ngăn cản đối phương vào thành dù thật sự xảy ra chuyện gì đó cũng phải chờ đô đốc ra ngoài rồi tính ta biết lâm hồng ngọc gật đầu bên cạnh trần trung thiên ngược lại là không nói gì chỉ là có chút kích động nho nhỏ trần diệu thì có chút vô lực truyền âm nói lão đầu tử đây là muốn đối phó cường giả cổ đại sao chúng ta có thể thành công sao sợ cái rắm cường giả cổ đại thì thế nào bên cạnh ngươi có một đống lớn đấy thôi tất cả mọi người có thể khinh thường lý hạo chúng ta thì không được bây giờ lý hạo binh hùng tướng mạnh cũng liền không đặt ý nghĩ ở địa phương khác nếu không tam đại tổ chức muốn rút lui không dễ dàng như vậy Đối thủ phái tới người vị phân thân cường giả cổ đại, cho là ăn chắc Lý Hạo, thế nhưng không nhìn xem chủ lực của bên Lý Hạo còn chưa động, chỉ là Lâm Hồng Ngọc phụ trách chấn giữ, liền có tâm tư đánh giết diệt toàn quân của đối phương, muốn chiếm công đầu. Bản tôn đám người này mới là mấu chốt. Lần này đối phương xuất động, Lý Hạo chỉ sợ cũng không ngồi yên, đối phương không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ, ngươi cảm thấy đám người ngân nguyệt kia nhịn được sao? Cho nên, nắm lấy cơ hội. Lần này lập được công lao, phụ tử ta mới có thể đứng ổn gót chân. Nếu không rất nhanh sẽ bị bỏ lại phía sau. Trần Diệu như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, đại lượng liệp ma quân, khống chế toàn địa toa xuất hiện, cấp tốc phân bố đến bốn phương tám hướng. Người dẫn đội lần này cũng không phải là Lưu Long, mà là Hoàng Vũ. Hoàng Vũ cầm trong tay trường thương, một mực trở lệnh. Đây cũng là lần đầu tiên liệp ma quân xuất động quy mô lớn, đối phó những cường giả thuộc văn minh cổ đại, Mặc dù chỉ là phối hợp diễn, nhưng dù là phối hợp diễn cũng phải thể hiện phong thái của Liệp Ma Quân. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một, phong tỏa hư không, không cho phép bất luận kẻ nào trốn chạy. Địch nhân có hai nhóm, nhóm đầu tiên là một vài cường giả văn minh cổ đại, nhóm thứ hai cũng là như thế, hơn nữa còn là người chúng ta quen biết, Chiến Thiên Quân. Chiến Thiên Quân chân chính, lần này mang mọi người ra ngoài cũng là vì để mọi người mở mang kiến thức một chút, sự cường đại chân chính của Chiến Thiên Quân hoàng vũ cũng nhận được tin tức giờ phút này trực tiếp xem chiến thiên quân như địch nhân đây cũng là chuyện chủ quan quân đội nên làm mặc kệ đối phương là bạn hay địch trước tiên xem như địch nhân là không sai cũng miễn khiến tâm tình buông lỏng mấy ngàn liệp ma quân giờ phút này đều có chút run rẩy bọn họ người mặc chiến thiên khải giáp đương nhiên biết chiến thiên quân bây giờ lại có thể thật sự gặp được chiến thiên quân chân chính há có thể không kích động đối với chiến thiên thành chiến thiên quân mọi người có cảm xúc rất phức tạp nhưng khi đối mặt, bọn họ cảm thấy, chính mình cũng không sợ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé. Hư không lần lượt dao động. Hơn 10 vị cường giả thân ảnh mơ hồ, cấp tốc bay về phía trước, không sợ hết thảy, bọn hắn không cảm thấy, giai đoạn trước mắt, ở ngoại giới, có bất kỳ người nào có thể địch nổi bọn hắn. Sự tồn tại vô địch. Hơn nữa, không phải một vị, mà là hơn 10 vị. Nếu không vì ẩn tàng hành tung, tránh để một vài cường giả ngân nguyệt biết được sự tồn tại của bọn hắn giờ phút này hoàn toàn có thể thoải mái trực tiếp giáng lâm thiên tinh thành khiến lý hạo nhận lấy cái chết hửm phụ cận dường như có không ít người có thì có không cần để ý ta cũng cảm giác được một đám người nhỏ yếu như sâu kiến ngay lúc đám người này bước vào thiên tinh hải liền cảm giác được gì đó nhưng quá yếu ớt hơn nữa khoảng cách tương đối xa mặc dù không ít người thế nhưng là quan tâm những thứ này để làm gì một bầy kiến hôi đối với bọn hắn phía dưới tuyệt điên đều là sâu kiến huống chi bản tôn bọn hắn còn chưa hoàn toàn là tuyệt điên cảnh nếu không phải bản nguyên biến mất thiên địa áp chế chân chính tuyệt điên ở đây bọn hắn cũng sẽ không quá để ý a à, dường như đang đi về phía chúng ta người đầu lĩnh có chút ngoài ý muốn sau một khắc quát khẽ một tiếng dường như có người hạ lệnh một tấm chắn khổng lồ hiện lên trong hư không che khuất bầu trời phúc không thuẫn trong nháy mắt một đầu xình xích sen lẫn ngàn vạn khí huyết xuyên thẳng qua hư không khóa chặt bốn phương tám hướng tấm chắn và xiềng xích đồng thời xuất hiện khóa lại thiên địa những cường giả kia đều có chút bất ngờ chiến thiên quân phân phó một bầy kiến hôi thế mà phục kích chúng ta là đã sớm biết tin tức hay là vô tình chạm mặt quản nhiều như vậy làm gì giết toàn bộ giết trong nháy mắt có người ra quyền một quyền đánh về phía hư không hư không trực tiếp nứt vỡ chỉ là thứ hiện ra chính là một mặt tấm chắn người xuất quyền, mang theo một chút khinh thường, chiến thiên quân năm đó, nếu xuất động mấy ngàn người, thật đúng là có thể giữ bọn hắn lại, nhưng bây giờ bọn ngụy liệt phẩm này, cũng muốn học theo chiến thiên quân chân chính, thật sự là trò cười. Mặc dù khí huyết dung hợp, nhưng đánh xuống một quyền, dù là đánh không nát được tấm chắn, cũng có thể đánh chết bọn gia hỏa này. Nã pháo. Mệnh lệnh truyền vang trong khải giáp. Sau một khắc, người cái pháo siêu năng hiển hiện, ầm ầm. Vô số đạn pháo, bắn ra ngoài. Ầm ầm nổ tung hư không. Hơn 10 đạo thân ảnh, đồng loạt xuất thủ, có người hừ lạnh một tiếng, mang theo khinh thường, đối phó những người yếu kia thì thôi đi, đối phó chúng ta, những vật này, có tác dụng sao? Oanh! Từng đạn pháo nổ tung, cũng trong nháy mắt bị hủy diệt. Có người ra quyền, có người xuất kiếm, trong chớp mắt, hư không bị hủy một mảnh. Trên tấm chắn khổng lồ, cũng xuất hiện một cái quyền ấn, phản chấn khí huyết của vô số liệp ma quân tán loạn, đồng loạt thổ huyết không ngừng một màn này cũng làm cho không ít người nhíu mày trên tấm chắn lâm hồng ngọc nhíu mày chu thự trưởng cũng nhăn mày truyền âm nói liệp ma quân vẫn quá yếu gặp phải tuyệt điên chân chính dù là trang bị tinh lương cũng khó có thể địch nổi đúng số lượng cũng hơi ít một chút không có cách nào khác áo giáp có hạn đương nhiên đang tăng tốc chế tạo mấy người đối thoại một lát phụ tử mộ ra lần đầu tiên tham dự loại đại chiến này nghe thấy thế thì đều có chút rung động Giờ phút này, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng không giống những người khác. Bọn họ nhìn thấy chính là, hơn 10 vị đỉnh cấp cường giả, cực kỳ cường hãn, bị một đám liệp ma quân nhỏ yếu cản lại, hơn nữa, bị phong tỏa trên mặt biển. Những người này, bất luận khí tức của một vị nào, đều cường hãn hơn bọn họ. Chấn động. Đây chính là địch nhân mà Lý Hạo muốn đối phó sao? Không, Lý Hạo có lẽ căn bản không thèm để ý những người này. Thì ra, sự tranh lệch giữa cửu ti cùng phủ đô đốc thiên tinh, lớn đến mức này, khó trách cửu ti không có chút lực phản kích nào, trong nháy mắt bị hủy diệt. Mắt thấy liệp ma quân không cách nào phong tỏa cường địch, giờ phút này, Lâm Hồng Ngọc lại ra lệnh, xuất thủ. Trong nháy mắt, một đám áo giáp hiển hiện, đám khôi lỗi đồng loạt mặc áo giáp vào. Những hư ảnh kia, khi đang chuẩn bị đánh giết liệp ma quân, bỗng nhiên, thiên địa nứt vỡ, người nọ xuất hiện, người mặc áo giáp bạc, lộ ra dáng vẻ, kiều tiếu, hừ lạnh một tiếng, phủ đô đốc thiên tinh, tổng đốc thiên tinh Lâm Hồng Ngọc tới đây để lĩnh giáo. Dù cho chư vị là cường giả thuộc văn minh cổ đại, mỗi người có lực lượng thất hệ, dám không mời mà tới, xâm phạm ta cương vực, giết không tha. Giết! Một tiếng quát nhẹ, trong nháy mắt, hơn 30 đạo thân ảnh xuất hiện đánh giết. Oanh! Lực lượng cường đại, trực tiếp xé rách không gian. Những hư ảnh kia lập tức biến sắc. Lâm Hồng Ngọc: Ai? Tại sao lại có nhiều cường giả xuất hiện như vậy? Không phải nói, chỉ là võ sư hiện đại tạo thành thế lực nhỏ một phương thôi sao? Những hư ảnh này đều rất bất ngờ, sau một khắc, chiến đấu bộc phát, không có quá nhiều lời nói, Lâm Hồng Ngọc lơ lửng ở trên không, quát lạnh một tiếng, "Chúng ta vào văn minh cổ đại, nước giếng không phạm nước sông, các ngươi chui vào khu vực Thiên Tinh Thành, không mời mà tới, bây giờ nói ra người chủ sự sau màn, ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Nếu không, giết chết bất luận tội." Cuồng vọng, có người gầm thét một tiếng, "Nhân tộc hiện đại yếu đuối, cũng dám làm càn." "Yếu đuối?" Lâm Hồng Ngọc hừ lạnh một tiếng, thôi vậy liền để cho các ngươi biết cái gì gọi là thời đại mới ai nói nhân tộc hiện đại nhục thân yếu đuối hạng người cuồng vọng vô tri tu sĩ sơn hải cảnh lâm hồng ngọc xin chỉ giáo dứt lời loan đao hiện ra xuất đao hư không phá toái hư ảnh kia giật mình loan đao của lâm hồng ngọc xé rách hư không nhục thân nào có yếu đuối như vậy hoàn toàn tương phản so với bọn hắn chỉ có bản nguyên nhục thân mạnh mẽ hơn nhiều một đao xé rách hư không đao ý tung hoành thiên hạ trong lòng càng mặc niệm, ta vì khu trục cường địch, hộ vệ thiên địa, còn xin thiên địa ban cho ta lực lượng cường đại. Giờ khắc này, thiên địa dường như thật sự thiên vị nàng, đào ý trong nháy mắt cường đại hơn, dùng đao đánh giết, một tiếng ầm vang vang lên, hư ảnh kia cũng xuất thủ, đánh ra một quyền, hư không cũng đã nứt vỡ. Lực lượng song phương sau khi va chạm, hư ảnh lại hơi lào đảo Có chút khó tin, trên nắm tay, hiện ra một vết đao, lâm hồng ngọc lập tức sĩ khí đại chấn, khẽ quát một tiếng, đô đốc sáng tạo tân võ đạo thiên hạ vô song bản nguyên đã thành quá khứ ta lấy lực lượng sơn hải lục hệ theo đó có thể giết chết tuyệt điên thất hệ oanh đao quang tung hoành thiên địa một thanh loan đao xé rách hư không hư ảnh kia vô cùng sợ hãi tân võ đạo gì hạng người vô tri há xứng biết được đạo này sắp truyền thừa thiên hạ người người có thể học đô đốc hùng tài vĩ lực các ngươi sao có thể biết được dân chúng thiên tinh người người cũng có thể vượt qua văn minh cổ đại giết oanh bốn phương tám hướng, từng hư ảnh lập tức bị áp chế, từng tôn khôi lỗi, cấp tốc xuất thủ, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, những hậu duệ đế tôn này, mặc dù không có nhục thân, thậm chí không có bản nguyên, nhưng năm đó, ai mà không phải thiên tài, ai mà không cường hãn vô song. Giờ phút này, trọn vẹn 30 tôn khôi lỗi, trong nháy mắt áp chế 12 tôn hư ảnh không cách nào ngẩng đầu, mà phụ tử mộ ra cùng phụ tử trần gia, bốn người liên thủ, đối phó một vị hư ảnh, hai vị lão ti trưởng chiến lực cũng rất cường hãn, tuy nói cũng không chiếm cứ tiên cơ, cũng không chiếm thượng phong, nhưng cũng đánh đến mức sinh động. giờ khắc này, những hư ảnh kia đều cực kỳ chấn động. sao lại thế này? sao đột nhiên lại toát ra nhiều cường giả như vậy? ầm, um, dưới một tiếng vang thật lớn, ba tôn khôi lỗi vây công một vị cường giả. không bao lâu, vị hư ảnh thứ nhất trong nháy mắt nổ tung. lâm hồng ngọc khẽ quát một tiếng, bắt sống người, đầu hàng thì không giết. mặc dù không phải bản tôn, bản nguyên tán loạn, cũng đủ các người uống một bầu. Đầu hàng, người giật dây của các ngươi không biết nội tình. Sẽ không gây chuyện với bản tôn của các ngươi. Nàng trực tiếp áp chế một vị hư ảnh cường hãn, còn có thể nhân lúc rãnh rỗi nói chuyện, càng làm cho người khác cực kỳ chấn động. Ngu xuẩn mất khôn, không muốn đầu hàng giết chết toàn bộ. Oanh! Chém ra một đao, chém bản nguyên của hư ảnh kia trực tiếp phá toái, trong nháy mắt ngưng tụ, mang theo một chút không thể tưởng tượng nổi, sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Các ngươi, các ngươi làm sao lại cường đại như thế? Không, những người kia không phải là người thời đại này. Hắn ta quay đầu nhìn những hắc khải kia, hắn ta đã nhìn ra, những người này không phải người thuộc thời đại mới. Nhưng nữ nhân này thì phải. Lý Hạo đâu? Người kia giống to một tiếng, những đồ vô sỉ như các ngươi, dựa vào sinh vật văn minh cổ đại, đối phó chúng ta, trốn ở trong tối, tính là hảo hán gì? Võ sư Ngân Nguyệt, không phải từ trước đến nay ưa thích dựa vào chính mình sao? Lâm Hồng Ngọc lạnh lùng nói, giết các ngươi, còn cần đô đốc ra mặt sao? đô đốc căn bản không biết các ngươi đến đây, một đám con dẹp thôi, người giật dây ra ngoài, hoặc là bản tôn đến đây, còn có mấy phần tư cách. Hiện tại, đưa các ngươi lên đường. Dứt lời, đao quang lần nữa tung hoành thiên địa. Oanh, hư không bị, đao quang chém rách, một đầu cự thú hiển hiện, thế mà cũng là một đầu mãnh hổ, đó là một đầu hổ đỏ. Chu thự trưởng đang quan chiến có chút hít khí, hổ thế. Đây là hổ thế đó. Trước đó thế mà không biết, vị này cũng ẩn dưỡng hổ thế khó trách bưu hãn như vậy, mà liền ngay lúc này, trên thân lâm hồng ngọc từng điểm sáng hiển hiện, như là ngôi sao, đó là khiếu huyệt, trong nháy mắt hiện ra 180 khiếu huyệt, khẽ quát một tiếng, giết. Lực lượng nhục thân cường hãn trực tiếp đè ép ra ngoài, khí huyết trùng thiên, lại chém ra một đao, thần thông lục hệ đồng thời bộc phát, lực lượng ngũ hành trong nháy mắt nổ tung. Oanh! Hư không đổ sụp một phần, hư ảnh cường đại liên tục giống to, lại trong nháy mắt bị tỏa không liên khóa chặt tứ phương lập tức biến sắc, không kịp phản kích, bị một đao chém trúng. Một tiếng ầm vang vang lên, hư ảnh tán loạn, mang theo một chút không cam tâm cùng không dám tin, lực lượng tân đạo. Các ngươi, phát hiện tân đạo sao? Giờ mới biết, quá muộn. Đao quang lấp lóe, Lâm Hồng Ngọc xuyên thẳng qua hư không, liên tiếp chém ra mấy chục đao, trực tiếp chém đối phương thành mảnh vỡ, dương tay vổ một cái. Đại lượng bản nguyên hội tụ, trong tay nàng hiển hiện một thanh thần binh, đem tất cả bản nguyên hội tụ được tiến nhập vào trong thần binh. Mà các nơi khác, giờ phút này, tiếng giống giận dữ, tiếng mắng chửi, không ngừng vang lên. Dưới con mắt rung động của những binh sĩ ở bốn phía, từng đạo hư ảnh bị chém vỡ. Không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, những binh sĩ kia đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, những sự tồn tại cường đại kia. Thế mà bị rào sát dễ dàng như vậy. Mà thanh âm lâm hồng ngọc lại vang vọng tứ phương, chỉ là một đám chuột nhắt mà thôi, chỉ là lực lượng thất hệ. Tân võ đạo sắp truyền thừa thiên hạ, chỉ cần bước vào sơn hải thất trọng trở lên, chỉ có thất hệ, không chịu nổi một kích. Đô đốc tự mình sáng tạo tân đạo, võ đạo có con đường phía trước, thiên hạ sắp nhất thống, hết thảy địch nhân cũng chỉ là gà đất chó xanh. Lời này vừa nói ra, bốn phương tám hướng, bỗng nhiên tiếng hô kinh thiên vang lên. Đô đốc thần uy, thiên hạ nhất thống. Giờ phút này, hoàng vũ cũng dơ cao trường thương, quát lên một tiếng lớn, tất cả địch nhân cản đường đều là ma đầu, liệt ma quân, vì liệt ma mà sinh, liệt ma, liệt ma, liệt ma tiếng hô chấn động thiên địa giờ phút này liệp ma quân cũng cực kỳ rung động vô cùng kích động thật mạnh phủ đô đốc thế mà đã cường đại đến mức này một đám thất hệ xuất thủ thế mà bị tùy tiện giết chết mà bọn họ cũng không thấy người quen chỉ có lâm hồng ngọc đã đầu hàng còn có mấy vị ti trưởng mới cũ bọn họ quen biết những người này xuất thủ mà thôi vậy những võ sư ngân nguyệt kia đâu mà giờ khắc này nơi xa thần quang trong mắt người nọ bộc phát dường như nhìn thấu thiên địa nhìn về phía nơi xa, mang theo một chút chấn động. Cái này sao lại thế? Cửu sư trưởng xuất quân đến, cũng chỉ cảm nhận được một chút dao động, lúc này mới ra tốc xuất quân đến đây, muốn nhìn xem tình hình như thế nào. Nhưng lúc này, ông thấy được, thấy được thiên địa biến sắc, thấy được từng vị cường giả phân thân bản nguyên bị xé rách. Không nói những khôi lỗi kia, ông nhận ra, trên đại thể đoán được thân phận. Nhưng Lâm Hồng Ngọc, thế mà đơn độc giết một vị phân thân cường giả bản nguyên. Cửu sư trưởng cảm thấy có chút khó tin. Lý Hạo, khi nào thu nạp vị nữ tướng hung hãn này? Đang nghĩ ngợi, nơi xa, khí huyết trần trung thiên bộc phát, khiếu huyệt hiện ra, giống to một tiếng, một kiếm xuyên thẳng, xé rách hư ảnh, khẽ quát một tiếng, trần trung thiên của tuần kiểm ti, sơn hải lục trọng, giết chết thất hệ văn minh cổ đại. Gã biết, giờ phút này có màn trời đang ghi lại hết thảy, rất có thể sẽ được xem là video tuyên truyền để tuyên truyền tân võ đạo. Lâm Hồng Ngọc có kế hoạch, có dự mưu mới nói ra những lời kia. Gã cũng là người già thành tinh, há có thể không cho mình tăng thêm một vài thẻ đánh bạc. Sau khi hô xong, gầm nhẹ một tiếng, đô đốc thần uy, uy ra bốn bể, chỉ là thất hệ, không chịu nổi một kích. Giờ phút này, dù là lực lượng trong cơ thể hao hết, gã cũng bày ra bộ dáng vân đạm phong khinh. Cách đó không xa, Lâm Hồng Ngọc nhìn thoáng qua, cũng không nói gì, thầm nghĩ, quay về cắt ghép một chút. Ta nói là được rồi, hình ảnh ngươi giết người thì giữ lại, về phần vuốt mông ngựa khúc sau cắt hết phần của ngươi. Mắt thấy còn có mấy vị phân thân bản nguyên, vẫn không đầu hàng như cũ nàng hừ lạnh một tiếng quát giết chết toàn bộ không cần biết tin tức của bọn hắn đợi đô đốc xuất quan trực tiếp quét sạch thiên hạ nhưng nơi không tuân theo quy tắc giết từng tiếng quát chói tay truyền ra trong chớp mắt mấy vị phân thân bản nguyên đồng loạt nổ tung có người gầm thét các ngươi không có kết cục tốt các ngươi coi đây là toàn lực của chúng ta sao đợi bản tôn của ta ra ngoài lâm hồng ngọc hừ lạnh một tiếng các ngươi coi là đây là toàn lực của chúng ta sao bản tổng đốc chỉ là sơn hải lục trọng phù đô đốc thiên tinh sơn hải cửu trọng thiên tri thượng mấy chục cường giải nhật nguyệt cảnh giết người bản tôn như cắt dưa ngu xuẩn tự cuồng tự đại cũng xứng xưng là cường giả tân võ sao buồn cười tân võ có các ngươi đó là sỉ nhục chém người kia mang theo một chút không thể tưởng tượng nổi nhật nguyệt nhật nguyệt lại là cảnh giới gì thế nhưng là đã không có cơ hội oanh từng tiếng vang từng đạo phân thân bản nguyên toàn bộ bị hủy diệt đại địa ngân nguyệt. Một tòa cổ thành, bỗng nhiên, từng vị cường giả, đồng loạt thổ huyết, bản nguyên kịch liệt dung chuyển. Lập tức, toàn bộ thành dường như trở nên sôi động. Có người không dám tin nói, phân thân của chúng ta toàn bộ đều đã chết, bị người đánh chết. Dựa theo tốc độ, bọn hắn khả năng vừa tới thiên tinh thành, làm sao có thể? Ai giết? Chọn vẹn 14 vị cường giả, làm sao lại bị người đánh chết nhanh như vậy? Trong thành, trong phủ đệ, một tôn cổ lão, trong nháy mắt mở mắt, mang theo một chút lạnh nhạt và ngưng trọng, khó trách, xem ra, thiên biến hoàn toàn chính xác có quan hệ tới Lý Hạo kia. 14 vị phân thân bản nguyên đều có lực lượng tuyệt điên, mặc dù không bằng năm đó, nhưng cũng là người mạnh nhất trong thời đại này. Thế mà chỉ trong chốc lát, bị người giết sạch, có chút khó tin. Cách lúc ông phát ra mệnh lệnh, vẫn chưa tới nửa ngày. Đại nhân, có người ở cửa ra vào chờ đợi mệnh lệnh, có chút tâm thần bất định. Phái người đi thăm dò, khiêm tốn một chút không nên tùy tiện hành động. Cổ lão khẽ quát một tiếng, có chút ngưng mi, thiên địa hạn chế ở đây. Muốn giết 14 vị tuyệt điên, không thể nào là tầng thứ cao hơn xuất thủ. Nói như vậy, đối phương cũng có đại lượng cường giả tân võ tương trợ. Giờ khắc này, ông ta cũng không nhìn thấu, chỉ có thể xem xét tình hình trước lại nói. Kêu người của tam đại tổ chức, nhanh chóng dò xét rõ ràng, còn nữa. Kêu ánh hồng nguyệt, nhanh chóng tới gặp ta. Tuân lệnh. Giờ khắc này, trên thiên tinh hải, Lâm Hồng Ngọc nghiêng nhìn phương xa, lộ ra dáng vẻ tươi cười, thanh âm nhu hòa, chiến thiên thành tiền bối đến đây, không từ xa tiếp đón. Đô đốc bế quan chưa ra, Hồng Ngọc tạm thay chức thành chủ, đã ở ngoài thành, chuẩn bị tiệc rượu, xin chiến thiên thành tiền bối, nghỉ ngơi một lát. Đợi ta bẩm báo đô đốc, mở cửa thành, nghênh đón khách quý. Giờ phút này, mấy ngàn liệp ma quân bày trận, từng vị cường giả đứng lặng trên biển. Đối diện, mấy ngàn chiến thiên quân vô thanh vô tức, cửu sư trưởng nhìn về phía đối diện, có chút cảm khái, không ngờ, thời gian ngắn ngủi, thập nhất sư trưởng thế mà chiêu binh mấy ngàn, cũng coi là huấn luyện nghiêm chỉnh, mặc dù không tính là quân tinh nhuệ, cũng xem như khó được. Lâm Hồng Ngọc cười nói, nơi đây chỉ có một phần ba liệp ma quân, bây giờ, đã có vạn liệp ma quân, nơi này chỉ là chi đội thứ hai, chi đội liệp ma quân thứ nhất, đang bảo vệ phủ đô đốc, chấn áp phản quân các nơi, để tiền bối chê cười. Chiêu binh hơn vạn, cửu sư trưởng thầm nghĩ hơi xúc động đạp không một bước đi lên phía trước người ở đây ông cơ hồ cũng không nhận ra ai thập nhất sư trưởng bế quan chưa ra vậy ông vừa định nói gì đó bên người lâm hồng ngọc có người mở miệng nói chờ là được lý đạo tông sao ngươi nói nhiều thế cửu sư trưởng khẽ giật mình ai sau một khắc nhìn về phía mấy người bên người lâm hồng ngọc có người mở miệng nhìn cái gì vậy ta tưởng doanh lý cửu sư trưởng khẽ giật mình mặc dù đoán được là những người này nhưng không nghĩ tới những người này thế mà chủ động giúp đỡ lý hạo nói chuyện ông có chút ngoài ý muốn chư vị có từng gặp vương dã không đã từng gặp ông ấy đại đạo đứt đoạn a à, không sao còn sống đây này hơn nữa trương lão sư ở đây có thể có chuyện gì cửu sư trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích vội vàng nói sư thúc cũng ở đây sao đương nhiên lý đạo tông người dẫn theo quân đến đây vốn không nên ngăn cản nhưng mà thời đại thay đổi trương lão sư nói người tân võ nếu từ bỏ thế giới này, vậy liền nên tuân thủ quy củ của thế giới này. Nơi đây, không phải 10 vạn năm trước." Lời này vừa dứt, Cửu sư trưởng có chút hoảng hốt. "Không phải 10 vạn năm trước. Trương sư thúc, để mọi người tuân thủ quy củ thế hệ này." Ông nhìn về phía Thiên Tinh Thành, nhìn mấy ngàn quân sĩ chiến giáp phía đối diện, nhìn lại nhìn, những cường giả hiện đại đang ngăn cản đường đi, hồi lâu, trầm giọng nói, "Vậy ta ở đây chờ thập nhất sư trưởng xuất quan, đóng quân ở đây." Tuân lệnh. Mấy vị đoàn trưởng hồi đáp rất nhanh, mấy ngàn chiến thiên quân, lặng yên không một tiếng động, bắt đầu hạ trại. Mà đối diện, Liệp Ma quân cẩn thận nhìn xem, cả đám đều trừng to mắt mà nhìn, nhìn những đội quân thượng cổ, nghe nói những người này đều đã chết, chỉ là lưu lại một chút tàn niệm mà thôi. Nhưng lúc này, vẫn tinh nhuệ không gì sánh được. Trước đó, chiến sĩ Hoàng Kim nói bọn họ không tính là tinh nhuệ, còn có người không phục, nhưng lúc này, nhìn thấy những người này, hạ trại trong nháy mắt, liên kết thành đại trận phòng ngự đâu ra đấy, tốc độ cực nhanh, hơn nữa công thủ có thứ tự, mọi người nhìn rất đã mắt. Cái này, chính là đoàn thượng cổ quân tinh nhuệ sao. Mà giờ khắc này, Hoàng Vũ cũng đang quan sát, rất ngưng trọng, quân đội như vậy, còn là kết quả sau khi chết của người khác. Hơn nữa, đây chỉ là thủ vệ quân hậu bị, cũng không phải là một quân đoàn. Ông đang nghĩ, nếu gặp được chiến thiên quân thời kỳ toàn thịnh, mấy ngàn người chính mình dưới chứng bây giờ, có thể ngăn cản bao lâu? Tỉ mỉ nghĩ lại. Được rồi, có lẽ, sống không quá một khắc đồng hồ, liền sẽ toàn quân bị diệt. Mà đối diện, cửu sư trưởng cũng yên lặng nhìn xem, nhìn những liệp ma quân hiện đại, cũng có chút cảm xúc, chỉ là một đám nhỏ yếu tồn tại. Nhưng quân kỳ xâm nghiêm, dù gặp được cường địch, còn có thể không bại, ra hỏa lý hạo này, như thế nào làm được, trong thời gian ngắn ngủi, huấn luyện được một chi quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh. Liền tên lý hạo kia, cả lơ phất phơ, võ sư gà mờ, ra hỏa không hề có tác phong quân nhân, cũng có thể bồi dưỡng được một chi chuẩn tinh nhuệ sao thật sự là không thể tin được. Hơn nữa, vương giã đến cùng có chết hay không? Sơn Hải Nhật Nguyệt trong miệng những người này, lại là chuyện gì? Giờ phút này, cửu sư trưởng cũng có vô số nghi hoặc, còn nữa, càng thêm hiếu kỳ, những phân thân bản nguyên vừa bị giết, đến từ đâu? Thế lực phương nào, khôi phục nhiều người như vậy? 14 vị phân thân bản nguyên, đại biểu khôi phục 14 vị cường giả, bản tôn ít nhất đều là bất hủ, bản tôn tuyệt điên, giờ phút này sẽ không dễ dàng cắt chém bản nguyên trong lúc nhất thời, hai quân đối chọi. Mà Lâm Hồng Ngọc cũng không nhàn rỗi, cấp tốc sắp xếp người quay lại màn trời, đi tìm nhân sĩ chuyên nghiệp hoàn thành biên tập, tân võ đạo sắp truyền thừa thiên hạ, có một màn này, xem như video dùng để tuyên truyền so với thứ gì đều mạnh hơn. Giết chết hơn 10 vị cường giả văn minh cổ đại thất hệ, có lẽ, đại lục tứ phương sẽ nghe tiếng mà hàng. Mà Lâm Hồng Ngọc nàng, cũng coi là triệt để đứng vững gót chân. Về phần đối diện cường giả chiến thiên thành, đối phương rất cường đại, nhưng là nếu đối phương lựa chọn hạ trại, nàng cũng liền không nói gì. Trận chiến này, không có thông chi lý hạo, liền hoàn thành đại hoạch toàn thắng, tâm tình Lâm Hồng Ngọc coi như không tệ. Hơn nữa, liệp ma quân cùng chiến thiên quân rằng coi nhiều hơn chút, cũng mang đến hiệu quả luyện gan. Lâm Hồng Ngọc tính toán một phen, tâm tình không tệ. Nhìn lại nhìn Trần Trung Thiên bên cạnh, tâm tình người này cũng không tồi, nàng cười cười, không nói gì. Chờ video tuyên truyền ra, người sẽ không còn vui vẻ như này đâu bởi vì không ai nhận ra ngươi. Đoạt ngọn gió đầu, cũng không nhìn xem đang đoạt với ai. Ngược lại là Chu Thự trưởng, không nói gì, theo gió biến mất, đi vào trong thành bẩm báo tình huống. Việc này, không phải chỉ có chuyện giết 14 vị phân thân, mà còn là chuyện địch nhân đã đánh chủ ý lên bọn họ. Không biết Lý Hạo, sẽ nghênh đón khiêu chiến như thế nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Di tích thiên tinh trấn Từng bộ nhục thân hiện ra, có bộ nổ tung, có bộ được bảo tồn hoàn chỉnh, khiến vương thự trưởng nhìn mà hoa cả mắt. Ánh mắt sáng như tuyết, lúc này, cũng không biết mình chọn cái nào mới tốt. Mà Lý Hạo, lại không có tâm tư quan tâm ông. Lý Hạo bây giờ, đang luyện hóa cỗ nhục thân thần linh. Lực lượng thổ hệ cường đại, quét sạch tứ phương. Trưởng đại địa chi lực, một viên thần văn thổ tiến vào trong cơ thể, điều khiển nhục thân, cho dù không có cách nào phát huy lực lượng thánh đạo, nhưng vẫn cực kỳ cường hãn. Nhục thân hung hãn, vốn vóc dáng rất lớn, nhưng lúc này dần dần thu nhỏ lại dần dần hóa thành người bình thường rất nhanh xuất hiện bên người lý hạo như là hộ vệ hộ vệ này mạnh hơn những người khác nhiều hơn nữa quan trọng là hộ vệ này không sợ chết có thể toàn tâm bảo hộ lý hạo lúc này bọn người viên thạc cũng rất hài lòng thật lòng thì để người tân võ bảo hộ lý hạo dù sao mọi người kỳ thật cũng có chút không yên lòng nhưng bây giờ thân thể thần linh đền bù khiếm khuyết này thực lực lý hạo rất cường đại có lẽ là một vị cường giả duy nhất chân chính bước vào nhật nguyệt cảnh trước nhất. Nhưng so với những cường giả tân võ kia, tranh lệch vẫn rất lớn. Hiện tại, có thêm một tôn thần linh hộ vệ, tất cả mọi người an tâm hơn rất nhiều. Lý Hạo cũng lộ vẻ vui mừng. Thân thể thần linh, không có khả năng vẫn luôn sử dụng, nhưng giai đoạn hiện nay, cũng cho Lý Hạo rất nhiều thời gian và cơ hội. Hơn nữa đây là thần linh thế giới này, có thể sánh ngang với nhục thân cường hãn thời tân võ, Lý Hạo thậm chí cảm thấy, Thứ này hữu dụng hơn thân thể chuẩn thiên vương trước đó nhiều. Tối thiểu, hắn có thể điều khiển thứ này, mà thân thể chuẩn thiên vương, lý Hạo xác suất lớn sẽ không điều khiển được, bởi vì phải do bản nguyên đại đạo điều khiển mới có thể phát huy thực lực chân chính. Đa Tạ Vũ Minh và Tề Sở trưởng, Lý Hạo lộ ra dáng vẻ tươi cười, nhìn về phía hai người, Tề Sở trưởng đối với nhục thân có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, ta sẽ mau chóng giúp Tề Sở trưởng chế tạo một bộ nhục thân phù hợp với yêu cầu của ngài. Tề Sở trưởng suy ngẫm một phen, mở miệng nói, ta muốn một bộ nhục thân có chút đặc biệt, không biết có được không?" Tề Sở trưởng cứ nói. Lý Hạo tương đối khách khí, bởi vì mặc dù vị này mới chỉ nói vài câu, lại giúp mình giải đáp không ít nghi hoặc. Tề Sở trưởng mở miệng nói, "Ta muốn một bộ nhục thân cực kỳ đặc biệt, chỉ khai phá não vực, đạo mạch, trong não vực hẳn là cũng không ít, ta không cần nhục thân thần thông, cũng không cần thần thông nào khác, chỉ đơn giản là thuần túy khai phá đạo mạch ở não vực." Lý Hạo khẽ giật mình, lập tức nhíu mày, rất khó não vực có bao nhiêu đạo mạch. Bọn họ kỳ thật đã từng thống kê, giai đoạn hiện nay, phát hiện được chưa tới 10 đầu, so sánh đạo mạch khác thì ít hơn nhiều, thậm chí không thể hình thành hệ thống tuần hoàn hoàn chỉnh, cho nên, muốn có nhục thân đạo mạch não vực thuần túy. Dù là Lý Hạo cũng rất đau đầu. Tề sở trưởng thấy hắn khó xử, lại nói, vậy thì không cần thần thông khác, chỉ cần đạo mạch nhục thân cộng thêm đạo mạch não vực là đủ rồi. Ta muốn thử xem, vứt bỏ thần thông khác, chuyên chú vào khai phá não vực, có khác gì không? ông có hơi xúc động, nhân tộc tân võ, nhục thân không phức tạp như nhân tộc hiện tại, nhục thân nhân tộc hiện đại. Đơn giản chính là côi bảo. Lúc trước, bị bọn người Trương An ghét bỏ. Nhưng hôm nay, vị này lại cực kỳ hâm mộ, nhân tộc thời đại này, thật sự là được trời ưu ái. Đạo mạch, khi ngươi không coi nó như xiềng xích, như trói buộc, mà xem như thượng thiên ban ân, đạo thể trời sinh, đích xác sẽ khiến người khác hâm mộ đỏ mắt. Có lẽ, đây chính là ý thức của thiên địa sơ khai, bừng bừng phấn chấn ưu thế thời đại nhân tộc lý hạo mở miệng nói nếu đạo mạch não vực phối hợp với đạo mạch nhục thân chuyện này ngược lại là có thể chỉ là khai phá đạo mạch não vực rất nguy hiểm cho dù là ta lúc này cũng không chưa khai phá được bất luận một đầu đạo mạch não vực nào tề sở trưởng muốn thân thể như vậy vẫn là phải xem xét rồi tính tề sở trưởng cười ha ha cũng bởi vì không ai khai phá mới thú vị làm nghiên cứu nếu có người khác làm rồi ngươi còn đi làm lại vậy thì có ý nghĩa gì đâu ông cảm thấy lý hạo nói không đúng quá sai cũng bởi vì không ai làm ngươi đi làm mới có cơ hội tạo ra thành quả mới có thể tìm ra nhiều thứ khác ông cảm thấy thời đại mới chính là thánh địa nghiên cứu lĩnh vực đáng tiếc một nhóm cường giả ưa thích nghiên cứu năm đó nếu không phải đã chết hết nếu không phải không ở đây nếu không nhất định sẽ bắt đầu một hồi nghiên cứu điên cuồng nhân tộc thời đại mới có lẽ rất nhiều người sẽ trở thành chuột bạch đương nhiên những lời này giấu ở trong lòng là được rồi lý hạo ngẫm nghĩ cảm thấy cũng đúng đang trò chuyện một bóng người vội vàng bay trên không tới đây. Chu thự trưởng đáp xuống đất, khẽ gật đầu với mấy vị lão nhân tân võ, cũng không giao lưu với những người khác, lập tức truyền âm với Lý Hạo. Lý Hạo yên lặng nghe, mặt không đổi sắc. 14 vị phân thân bản nguyên đánh tới đây, cũng không tính là chuyện quá ngoài ý muốn. Chỉ là không ngờ, động tĩnh lớn như vậy, thế mà xuất hiện mặt trời thứ hai. Nói thật, hắc thủ phía sau màn, đến bây giờ mới ra tay với Lý Hạo. Lý Hạo cảm thấy, đối phương đang xem thường mình ta đã chiếm được trung bộ, cướp đoạt di tích của thiên tinh trấn. Người mới phái người tới đây giết ta, xem thường ta cỡ nào. Cũng may, rốt cuộc vẫn xuất thủ. Vừa ra tay, chính là 14 tôn phân thân cường giả, cũng tạm được. Lý Hạo nở nụ cười, Lâm Hồng Ngọc xử lý không tệ, tạm ổn. Chu Thự trưởng thấy hắn lên tiếng, cũng không tiếp tục truyền âm nữa, mà là thấp giọng nói, quyền hành của Lâm Hồng Ngọc phải chăng quá lớn rồi. Khi Lý Hạo không có ở đây, trực tiếp điều động những học viên khôi lỗi kia, còn có Liệp Ma Quân, mặc dù ông cũng đồng ý, kỳ thật cũng muốn xem thử, những học viên này và liệp ma quân có chấp hành quân lệnh hay không. Kết quả, thật sự nghe lệnh, ông không biết đây xem như là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cho nên, bây giờ ông cũng có chút xoắn suýt. Nhưng khi Lý Hạo chưa đưa ra mệnh lệnh, trong nháy mắt điều động nhiều người như vậy, trực tiếp giết chết 14 vị cường giả thất hệ, chuyện này nếu là lúc trước, thật không dám tưởng tượng. Lý Hạo lại nở nụ cười, không sao, đó là quyền uy mà cho ta mượn, cũng không phải là của nàng ta nếu không điều động được người chỉ nghe lệnh ta mới là phiền phức chu thự trưởng khẽ gật đầu lý hạo nhìn ông suy nghĩ một lúc rồi nói chu thự trưởng gần đây đang nghiên cứu tân võ đạo nên không có quá chú ý bên ngài ngài đi theo bản nguyên đại đạo của thời đại tân võ bây giờ có thể cấu tạo nhục thân một lần nữa chu thự trưởng lại lắc đầu ta biết nhưng bản nguyên đại đạo cũng được hạo tinh đại đạo cũng tốt kỳ thật đều là một trong các đại đạo tinh môn vừa mở đạo đều như thế. Bây giờ địch nhân không ít, vật chất bất hủ rất nhiều, lực lượng bản nguyên không thiếu. Đồ đốc giết nhiều địch nhân cổ lão. Lực lượng bản nguyên cũng không thể lãng phí, ngược lại là cơ hội của ta. Ông nở nụ cười, khi tất cả mọi người không cần lực lượng bản nguyên, lúc đó chính là cơ hội của ta. Lời này vừa dứt, mọi người khẽ giật mình. Sau đó đồng loạt bật cười. Rất có đạo lý. Nếu tất cả mọi người tu luyện tân võ đạo, vậy lực lượng bản nguyên, tác dụng liền không lớn đối với mọi người. Lúc này, Chu Thự trưởng đích xác có rất nhiều cơ hội, nếu tinh môn có thể mở ra, bản nguyên còn có thể tiếp tục chiếu dọi tới đây. Khi đó, ai có tiền đồ rộng hơn, thật đúng là khó mà nói. Không ai dám nói, hạo tinh vũ trụ mạnh hơn bản nguyên vũ trụ. Trong lòng đang mong đợi như thế, không có nghĩa sự thật chính là như vậy. Một đạo bản nguyên, tạo nên quá nhiều cường giả, dù là nội thiên địa nhân vương, kỳ thật cũng là một loại bản nguyên đại đạo. Thời đại kia, tạo nên nhiều cường giả như vậy, cũng không phải nhân tộc bây giờ có thể so sánh như được. Lý Hạo cũng không nói gì thêm, sửa sang lại quần áo một chút, vương thự trưởng tiếp tục thí nghiệm nhục thân mới, những người khác theo ta ra ngoài, mặc dù ta muốn dành nhiều thời gian hơn thăm dò võ đạo, phát triển dân sinh, thế nhưng vẫn hiểu một đạo lý, cường địch vây quanh, nên ưu tiên chu sát cường địch trước. Đi thôi. Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt đuổi theo, vương thự trưởng thế mà nhảy dựng lên, ta cũng đi. Không cần thích ứng, ta dùng bộ thân thể này trước là được, sau này cảm thấy không hợp thì đổi lại. Lúc này, ông đã nhập vào một bộ nhục thân, bộ nhục thân này có khoảng chừng 108 đầu đạo mạch. Vương Thự trưởng cười ha ha, 36 đầu đạo mạch mở ra, liền có thể đạt tới cảnh tuyệt điên đỉnh phong năm đó, nếu toàn bộ 108 đầu mở ra, cũng sẽ không hề kém bất hủ năm đó đâu. Trước tiên dùng bộ này là được. Lý Hạo khẽ cười, vậy được, đi thôi. Hắn cũng không nói thêm gì. Vũ Minh cũng cấp tốc đuổi theo, hắn ta còn phải đi bố trí màn trời, hoàn thành trải rộng màn trời, lần này mở ra sở nghiên cứu, có rất nhiều màn trời, ngược lại có thể tiết kiệm đại lượng thời gian của mọi người. Mà tề sở trưởng, lại không đi ra ngoài, ông lưu lại bồi Trương An. Đương nhiên, Trương An không cần ông bồi. Vẫn luôn dõi theo mọi người ra ngoài, lúc này Trương An mới chuẩn bị rời đi, tề sở trưởng lại chủ động mở miệng, Trương trưởng phòng. Trương An nhìn ông một cái, dường như mới nhớ tới ông, hồi lâu mới nói, tề học đệ học đệ tề vân thế mà đến từ ma võ đương nhiên người của sở nghiên cứu lã trấn đa số đều đến từ ma võ bản nhân lã trấn chính là ma võ đạo sư thậm chí là viện trưởng nữ nhi của hắn lão sư của nhân vương cũng là cao tầng trong ma võ con rể cũng đã từng đảm nhiệm chức hiệu trưởng ma võ tề vân nhìn khá già lớn hơn trương an nhiều trên thực tế lại nhỏ hơn trương an lúc này nghe trương an gọi mình là học đệ tề sở trưởng ngược lại lộ ra dáng vẻ tươi cười trương học trưởng ta có chuyện muốn báo cáo với ngài chuyện gì liên quan tới một vài nghiên cứu trong sở nghiên cứu trước đó những người khác ở đây ta không tiện nói nhiều trương an khẽ nhướng mày nói thử xem chuyện gì sở nghiên cứu chủ yếu có tám phương hướng nghiên cứu bao gồm phạm vi phóng xạ bản nguyên đạo trương an gật đầu tề vân lại nói lần này vị lý đô đốc phát hiện hạo tinh giới ta liền nghĩ bản nguyên đạo bị cắt đứt phải chăng có liên quan tới hạo tinh giới đại đạo vũ trụ có phải tương liên hay không nếu tương liên có thể tìm được bản nguyên vũ trụ hay không từ đó thành công liên hệ với tân võ ông nhìn về phía trương an thực lực chúng ta yếu ớt vô lực thăm dò vũ trụ hạo tinh trương học trưởng có lẽ là người tân võ người ma võ mạnh nhất của thời đại này là hộ vệ của nhân vương tôn tử của trí tôn ta cảm thấy trương học trưởng có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm hy sinh mình một chút tiếp vào vũ trụ hạo tinh thăm dò đại đạo hạo tinh từ đó cố gắng tìm kiếm con đường kết nối với tân võ ông nhìn về phía trương an ta thấy học trưởng một mực im lặng cũng chưa từng đề cập đến việc tìm kiếm tân võ lý đô đốc không phải người thời đại đó có thể không quan tâm vì sao học trưởng không tự mình cố gắng tìm kiếm con đường trở về chẳng lẽ thật sự ngồi đợi lý hạo mở ra tinh môn rồi mới tìm kiếm tân võ sao ngài và ta đều là người ma võ học viên ma võ rất nhiều nhưng người ma võ chân chính lại không coi là nhiều học trưởng chính là học viên cùng thời kỳ với nhân vương, vậy mà luyến tiếc lực lượng thánh nhân này sao?" Trương An có chút nhướng mày, "Tề học đệ đang giáo huấn ta sao?" Tề Vân vừa nãy biểu hiện coi như ôn hòa, bây giờ lại gật đầu, nói thẳng, "Là người ma võ mạnh nhất thời đại này, học viên ma võ khác, theo lý mà nói đều nên dựa sát vào học trưởng. Thân phận và địa vị của học trưởng rất cao, cũng là nòng cốt của mọi người, tại đây gặp được học trưởng, ta rất vui vẻ. Chỉ là học trưởng cũng không biểu hiện ra bất kỳ ý định trở về tân võ nào cả cũng không cứu viện tìm kiếm dò xét cử động của tân võ vừa nãy liền ngay cả vương giã cũng đang thử đi theo tân đạo có lẽ còn có cơ hội trở về tân võ vì sao học trưởng không nói một lời ta có tính toán của riêng ta tề vân lại không khách khí tính toán của ngài chính là chờ đợi chính là bí mật quan sát sao khó trách khó trách ai cũng nói trong các hậu duệ của đế tôn thời đại đó học trưởng biểu hiện bình thường không hề có lòng cầu tiến cũng chỉ có thể nịnh nọt phương hiệu trưởng phương hiệu trưởng cũng là nữ trung hào kiệt há có thể coi trọng loại người như học trưởng nhân vương cũng chướng mắt có đứa em rể như thế này cho nên học trưởng đừng do dự nữa người ma võ không phải như thế trương an yên lặng nhìn ông ánh mắt có chút lạnh nhạt tề vân lại không quan tâm thế nào học trưởng còn muốn động thủ đánh ta ma võ kiên kỵ nhất điểm này đồng môn tương sát một khi bị phát hiện cho dù học trưởng là tôn tử của trí tôn cũng phải xong đời huống chi ta chỉ là một đạo tinh thần lực mà thôi làm người ma võ mạnh nhất thời đại này nếu học trưởng vô tâm chỉnh hợp ma võ chỉnh hợp tân võ vậy xin học trưởng đừng tự xưng là học viên ma võ nữa trương an hử nhẹ một tiếng không để ý tới ông xoay người rời đi tề vân nhíu mày có chút bất mãn học trưởng rốt cuộc đang suy nghĩ gì đến lúc này còn không từ bỏ được cái gọi là thân phận hậu duệ của trí tôn sao Trí Tôn biến mất, đối với học trưởng mà nói, có lẽ còn là chuyện tốt, tối thiểu không cần lo lắng những thân phận bối cảnh này nữa, ta sẽ cân nhắc, chưa cần ngươi tới giáo huấn ta. Trương An đã biến mất, Tề Vân thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, nếu không phải thực lực của ngươi cường đại, ai nguyện ý để ý tới ngươi? Đáng tiếc, chúng ta không có lực lượng của nhân vương, nếu không, đã sớm lật đổ ngươi. Đây mới là truyền thống của ma võ, ngươi không làm, tất nhiên sẽ có người khác làm đáng tiếc, không đủ sức lực, không thể làm gì cả. Được rồi, lười nói nhiều. Nếu Trương An không muốn tiến vào vũ trụ Hạo Tinh, vậy tự bọn họ thử là được. Cuộc thảo luận của hai người họ, Lý Hạo không biết. Hắn bây giờ đang thẳng tiến đến Thiên Tinh Hải. Phía xa, liền cảm nhận được một cỗ khí tức cường hãn, khí tức có chút quen thuộc, hắn biết ai tới, cửu sư trưởng Lý Đạo Tông. Đại khái là cắt bản nguyên mà tới. Vương thự trưởng cũng cảm nhận được, lúc này, ông không cần Lý Hạo che chở hoàn toàn có thể tự do hành động chỉ là thực lực vẫn còn suy yếu rất nhiều cảm nhận được khí tức thì có chút hưng phấn tên kia đến rồi dứt lời lại hơi nghi hoặc hắn sao lại tới đây thật sự là kỳ quái thiên địa vẫn chưa hoàn toàn dung nạp bọn họ dựa theo kế hoạch của chiến thiên thành bây giờ không nên xuất binh lúc này cửu sư trưởng cũng đã cảm nhận được một ít gì đó sau một khắc thấy được mấy người lý hạo bay trên không đến đây lý hạo nhìn cửu sư trưởng phía xa cũng nhìn thấy mấy vị đoàn trưởng quen thuộc bỗng nhiên nở nụ cười. Cửu sư trưởng đường xa mà đến, thật là khiến người khác vui mừng. Lý Hạo bật cười, đạp không đi tới, cũng mặc kệ những người còn lại, khoảng cách xa xôi, vượt không tới đó, lập tức tới gần, cửu sư trưởng, hôm nay cũng khảo nghiệm ta thử xem, có đủ tư cách làm sư trưởng hay không. Dứt lời, như mãnh hổ hạ sơn, xuất quyền, hám thiên chi quyền. Một đầu mãnh hổ gào thét sơn lâm, thậm chí đánh nát hư không. Cửu sư trưởng lạnh lùng nhìn hắn, cũng không nói lời nào, kim giáp tràn lan quang huy, đánh ra huy quyền. Tên gia hỏa lý hạo này, mỗi lần đều muốn lật bàn, luôn tìm cơ hội đánh ngược trở về, thù rất dai. Thế nhưng là, ngươi làm được không? Hai vị kim giáp, hai cặp thiết quyền, hư không va chạm. Oanh, biển cả nổ tung, trực tiếp xuất hiện một cái hang lớn màu đen. Thôn vệ nước biển, tạo ra vòng xoáy, Lý Hạo vượt biển hành động, vòng xoáy tiêu tán, mãnh hổ chi quyền bộc phát lần nữa, Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng khổng lồ giáng xuống. Ầm ầm, liên tiếp mấy chục quyền, hai người đều không lùi bước, Lý Hạo bật cười, phân thân của cửu sư trưởng không yếu, vậy ta cũng dùng phân thân bồi cửu sư trưởng chơi đùa. Đi. Sau lưng, một bóng người lập tức xuất hiện, xuất quyền, như núi non va chạm, mặt biển đều biến thành đại địa, năng lượng thổ hệ được thân thể hấp thu, đánh ra một quyền, dung chuyển trời đất. Oanh. Lần này, thân thể thần linh không hề nhúc nhích, mà cửu sư trưởng lại khẽ lảo đảo, lùi lại mấy bước, thần quang trong mắt lấp lóe, nhìn về phía Lý Hạo, mang theo một chút kinh ngạc. Thời đại này, thiên địa này, lúc này chỉ có thể dung nạp tuyệt điên. Cho nên, phân thân của ông, kỳ thật chiến lực cực mạnh, cơ hồ là sự tồn tại vô địch cùng dai. Thế nhưng là, vẫn bị bộ thân thể này chấn áp, đánh lui. Thứ này dường như không phải người sống, đích thật là phân thân. Có lý hạo khí tức ở trong đó. Kỳ quái. Cửu sư trưởng, cũng rất bất ngờ, mà sau lưng, mấy vị đoàn trưởng, cũng vô cùng sừng sốt, mặc dù không phải bản tôn của sư trưởng, nhưng ai cũng biết chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, kết quả, thật sự bị thập nhất sư trưởng đánh lui. Lý Hạo cười to, cửu ca, chơi chơi thôi, không để ý chứ. Cửu sư trưởng sừng sốt, ngươi, gọi ta là gì? Lý Hạo cười nói, dựa theo quy củ của chiến thiên quân. Ngài là cửu sư trưởng, ta là thập nhất sư trưởng, ngài đứng hàng thứ 9, ta xếp hạng 11. Huynh đệ nhà mình, đừng khách khí." Dứt lời, cười ha ha, nhìn về phía mấy vị đoàn trưởng phía sau, mấy vị thất đoàn trưởng, bát đoàn trưởng đều tới đây, hồi lâu không gặp, thật rất tưởng niệm, có hứng thú đến sư đoàn thập nhất của ta đảm nhiệm chức đoàn trưởng không?" Mấy vị đoàn trưởng xấu hổ không gì sánh được, không ai nói một lời. Cửu sư trưởng hừ lạnh một tiếng, "Lý Hạo, cho ngươi, ngươi có thể dùng sao? Đều là người chết, cho Lý Hạo, Lý Hạo cũng khó có thể duy trì sự tồn tại của bọn họ." Lý Hạo cười, ngài dám cho, ta dám dùng. Mấy vị đoàn trưởng không tin thì cứ tới đây, ta sẽ tạo ra một bộ nhục thân thích hợp cho các ngươi, dùng rất tốt. Dứt lời, hô một tiếng, vương thự trưởng, đi ra đây gặp mặt cửu ca nào. Phía sau, vương thự trưởng có chút xấu hổ. Gia hỏa này, có đôi khi thật sự cần rỡ. Cửu ca, cũng chỉ có ngươi có lá gan loạn hô kiểu này. Huống chi, đều là người lý gia, nghiêm túc mà nói. Người ta có thể là huynh đệ của vô số đời tổ tiên nhà ngươi, Sưng huynh gọi đệ với tổ tiên của ngươi, ngươi thế mà gọi người ta là cửu ca. Vương Thự trưởng phá không mà tới, cửu sư trưởng mặc kệ Lý Hạo, cũng không để ý phân thân kia nữa, mà là nhìn về phía Vương Thự trưởng, tinh quang trong mắt lấp lóe, dường như muốn xem thấu ông, hồi lâu, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là Vương Giã. Vương Thự trưởng khẽ giật mình, sau đó gật đầu, là ta. Ngươi không nhận ra ta sao? Nói rồi, nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, nhục thân đổi, đại đạo sập cũng lây nhiễm khí tức của hạo tinh giới đích xác giống như biến thành người khác cửu sư trưởng lại nhìn thoáng qua lý hạo thanh âm đột nhiên có chút băng hàn ngươi luyện hóa hắn thành phân thân khôi lỗi rồi à lý hạo khẽ giật mình phân thân trên người hắn có khí tức của ngươi lý hạo tỉnh ngộ cười lắc đầu không có chỉ là một chút thủ đoạn đặc biệt huống chi một vị bất hủ sơ kỳ còn đổi nhục thân ta luyện hóa hắn làm gì ngụ ý bất hủ sơ kỳ một đống lớn còn đổi nhục thân ta luyện hóa vương giã có tác dụng cái rắm gì cũng đúng cửu sư trưởng khẽ gật đầu lại nhìn về phía vương thự trưởng mà vương thự trưởng có chút im lặng thấy ông nhìn mình bất đắc dĩ nói thật sự là ta tình cảnh có chút đặc biệt chưa kịp trở về nói cho các ngươi biết chúng ta cho là ngươi chết rồi cửu sư trưởng bình tĩnh nói lúc ra ngoài chư tướng trong thành còn tiễn đưa ngươi vương giã vô cùng phiền muộn đại đạo đứt gãy ngươi cảm nhận được sao có chút cảm giác cửu sư trưởng hoàn toàn bình tĩnh như trước đây nếu ngươi còn sống vậy ta liền trở về đừng lý hạo trực tiếp mở miệng cười nói đến cũng đến rồi trở về làm gì gấp gáp như vậy cửu ca sốt ruột những người khác cũng không vội cửu sư trưởng trầm giọng nói trong thành còn có việc cần giải quyết được rồi huống chi hai vị thủ hộ ở đó còn đến phiên cửu ca nhúng tay sao lý hạo cười ha ha sau một khắc truyền âm nói đã tìm được một vài tên phản đồ ca của ngài lý đạo hằng chính là một trong mấy tên phản đồ đó. Cửu sư trưởng lại cực kỳ bình tĩnh, trực tiếp mở miệng nói, sau đó thì sao? Lý Hạo sững sờ, gì mà sau đó? Ngài không kinh ngạc sao? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé. Ca của ngươi, làm phản rồi, diệt thiên tinh chấn. Ngữ khí cửu sư trưởng bình tĩnh như trước, người có trí riêng, đều có đường riêng, tuy là huynh đệ, hắn có lựa chọn của hắn. Làm phản, giết chết là được nếu gặp tự ta sẽ xuất thủ hay đấy lý hạo cũng im lặng sao vị này bình tĩnh như vậy được chết nhiều năm như thế chẳng lẽ tinh thần lực cũng làm cho người trở nên máu lạnh dù sao cũng không có nhục thân ta tìm được biện pháp có thể tu luyện tân đạo cũng có thể giúp mọi người khôi phục nhục thân ngài không quan tâm nhưng mấy vị đoàn trưởng không thể nào một mực làm binh hồn đúng không trước kia binh hồn không có cách nào khôi phục nhưng bây giờ ta có biện pháp binh có binh đạo lấy áo giáp làm vật gánh chịu cũng có cơ hội rất lớn, tạo ra nhục thân lần nữa. Đây cũng là hiện tại, nếu là trước đây, Lý Hạo cũng bất lực. Nói đến đây, lại nói, trước đó có cường địch đột kích, xác suất lớn là người của một phe trong mấy tên phản đồ, chẳng lẽ cửu sư trưởng cũng không quan tâm? Đến cũng đã đến, còn về làm gì? Vừa vặn, ta còn cảm thấy thực lực bây giờ không đủ, có thêm mấy ngàn chiến thiên quân, giúp đỡ huấn luyện Liệp Ma quân, có lẽ cũng có hiệu quả. Người cũng đã ra ngoài, ta còn có thể thả các ngươi chạy sao? Cửu sư trưởng nhìn hắn, trầm giọng nói, ngươi muốn đối phó những tên phản đồ kia? Đương nhiên. Lý Hạo cười nói, làm phản hay không, kỳ thật cũng không tính là có quan hệ với ta, nhưng chủ động tập sát ta, chuyện này có quan hệ rất lớn với ta. Hơn nữa làm phản, phản chính là thế giới của Lý gia, về công về tư, ta có quyền xuất thủ đối phó bọn hắn. Liền thừa dịp hiện tại áp chế bọn gia hỏa này xuống, miễn cho bọn hắn làm bậy, kỳ thật ta không hứng thú đối phó bọn hắn. Nhưng bọn hắn nhất định phải tự mình tìm phiền toái, vậy ta cũng sẽ không khách khí nữa." Cửu sư trưởng trầm mặc một hồi, "Vậy ta có thể đóng quân một đoạn thời gian, nhưng không thể quá lâu. Vội vã trở về có việc gì sao?" Lý Hạo thắc mắc, "Ta đều nói như vậy rồi, có thể cho mọi người chế tạo nhục thân, ngài còn vội trở về làm gì?" Cửu sư trưởng bình tĩnh nói, "Tất nhiên có việc, thủ vệ quân hậu bị, khoảng chừng 100.000 người. Bây giờ chỉ xuất hiện một phần, gần đây chúng ta vội vàng khôi phục những người khác." Năm đó lưu thủ chính là toàn bộ hậu bị thủ vệ quân, cũng không phải chỉ có sư đoàn đệ cửu. Bây giờ, đại địa ngân nguyệt, năng lượng bắt đầu nồng đậm hơn, thừa cơ hội này hấp thu nhiều năng lượng hơn, có thể có càng nhiều chiến sĩ khôi phục. Mười vạn người đều ở đây sao? Đều ở đây. Quân trưởng cũng ở đây. Đúng. Cửu sư trưởng gật đầu, lại nói, tuy nhiên, quân trưởng năm đó mạo hiểm ra ngoài, trọng thương quay về, những năm này một mực yên lặng không cách nào khôi phục hiện tại ta tạm thay chức quân trưởng cho nên thập nhất sư trưởng xin mời lấy thái độ đối đãi thượng cấp mà nói chuyện với ta người phách lối cái gì cửu sư trưởng không quen nhìn loại người đắc chí liền lộ ra dáng vẻ cản rỡ vốn là lười nói lúc này vẫn nói ra ta là đại diện quân trưởng hiểu không lý hạo cười cười cũng không thèm để ý coi như không nghe thấy hắn nhìn những chiến thiên quân phía sau lúc này nghiêm nghị không gì sánh được đại bộ phận đều là vô ý thức những người này có lẽ thật khó khôi phục, nhưng mấy vị đoàn trưởng vẫn có thể, về phần một vài đại đội trưởng đồng khải, có một ít ý thức hư nhược, không biết có thể triệt để khôi phục hay không. Hắn cũng không nhiều lời, quay đầu, nhìn về phía liệp ma quân, quát, làm không tệ. Liệp ma quân thoát thai từ chiến thiên quân, thực lực tự nhiên là không bằng chiến thiên quân, nhưng khí thế cũng cần phải có. Tiếp theo, chúng ta còn có nhiệm vụ quan trọng, rất nhiều chuyện cần chúng ta giải quyết. Chúng ta không giải quyết, vậy phiền phức liền để lại cho hậu thế của chúng ta tiếp đó ta sẽ để cho chiến thiên quân thao luyện các ngươi chư vị đừng sợ khổ đừng sợ thụ thương thời đại tân võ có thể làm được chúng ta cũng có thể làm được nói đến đây lại cao giọng quát gần đây chúng ta suy luận ra một môn công pháp mới trước đó lâm thành chủ cũng đã để mọi người nhìn thấy rất nhanh công pháp mới sẽ mở rộng ưu tiên trong quân chư vị đều có cơ hội trở thành con cưng của thời đại này trở thành sơn hải có thể so với tuyệt điên nhật nguyệt có thể so với bất hủ Ta tin rằng, một vài năm sau, thanh danh, uy phong của Liệp Ma Quân đều sẽ vượt qua Chiến Thiên Quân. Thời đại này, thuộc về chúng ta." Dứt lời, Lý Hạo vung cánh tay lên, cao giọng hét to, "Liệp Ma! Liệp Ma! Liệp Ma!" Mấy ngàn tướng sĩ, cao giọng hét to, "Lúc này, đồng loạt kích động mặt đỏ tía tai, chúng ta sẽ vượt qua Chiến Thiên Quân. Nhất định sẽ như thế." Lý Hạo lộ ra dáng vẻ tươi cười, tiêm máu gà cho các binh sĩ, tránh để mọi người quá mức uể oải lúc này cùng chiến thiên quân so sánh tất nhiên không cách nào so sánh được cũng không đại biểu sau này cũng sẽ không cách nào so sánh được hắn vừa nhìn về phía mấy người lâm hồng ngọc cao giọng quát chờ hoàn thành trải rộng màn trời cấp tốc tuyên truyền tân võ đạo tân võ đạo liền mệnh danh là hạo tinh đạo trước tiên hoàn thành mở rộng tuyên truyền ở đại lục trung bộ trước đây nghe nói các ngươi thu lại khung cảnh chiến đấu vậy dùng làm video tuyên truyền đi bên cạnh vương thự trưởng hơi biến sắc truyền âm nói vậy thực lực liền sẽ bại lộ coi chừng phản đồ thấy được những thứ này. Sợ cái gì? Lý Hạo cười một tiếng, lần khôi phục thứ hai còn chưa bắt đầu, bọn hắn có năng lực liền sớm khôi phục, uy hiếp bọn hắn trước, càng trần chờ càng tốt, đẩy rộng tân võ đạo, vạn chúng tu luyện, trong nháy mắt rút sạch năng lượng trong thiên địa. Khiến bọn hắn hao phí đại giới khổng lồ để khôi phục đi, để ta xem, có thể ép khô bọn hắn hay không? Vương thự trưởng nghe vậy, cũng không còn nói gì nữa. Một bên, Lâm Hồng Ngọc cười nói, được, vậy ta lập tức sắp xếp người đi làm, đô đốc trừ việc đó ra nếu có người đầu hàng nên xử trí như thế nào người có tội chu người vô tội thả lý hạo nói xong một câu lại nói yêu hàng hay không hàng chờ một khoảng thời gian ngắn nữa ta sẽ xuất binh quét sạch đại lục tứ phương lâm hồng ngọc không cần phải nhiều lời nữa mà lý hạo rất nhanh đã mời cửu sư trưởng cùng nhau vào thành mặc dù vị này không tình nguyện lắm nhưng không chịu nổi lý hạo nhiệt tâm khuyên bảo thân thể thần linh thiếu chút nữa đã bao vây đối phương mặc dù cửu sư trưởng rất không hài lòng thế nhưng không còn cách nào khác ai bảo tới đây chỉ là phân thân của ông về phần vương thự trưởng cửu sư trưởng liền không thèm để ý để cho ngươi ra ngoài kết quả ngươi thay đổi người thay đổi khí tức không còn đại đạo kẻ như vậy ông thật muốn xem như phản đồ mà chém giết được rồi cũng liền câu nói này người có trí riêng gia hỏa này nhất định phải lựa chọn như thế ông cũng không làm được gì cùng lúc đó khắp nơi đều đang khua chiêng gõ trống làm việc 14 vị cường giả phân thân bị giết cũng không gây nên gợn sóng gì quá lớn. Dù sao không phải ai cũng biết việc này. Mà vào ngày thứ năm sau khi những phân thân kia bị giết, hệ thống thiên mạc ở đại lục trung bộ cuối cùng đã thành công trải rộng nhờ vào hơn vạn khối màn trời của sở nghiên cứu. Các thành trung bộ cơ hồ đều được lắp đặt màn trời. Một ngày này, sáng sớm, các nơi trung bộ màn trời chiếu sáng thiên địa. Màn trời khổng lồ chiếu rọi hư không, bao trùm bốn phương tám hướng. Ngày hôm nay, vô số màn trời, được treo trên bầu trời ở các đại thành. Mà dáng vẻ Lý Hạo, cũng lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người ở đại lục Trung Bộ. Lý Hạo thời khắc này, người mặc kim khải, sắc mặt bình tĩnh. Dần dần, bốn phương tám hướng, dáng vẻ của Lý Hạo xuất hiện ở khắp mọi nơi. Đây là lần đầu tiên Lý Hạo tiến hành chiếu ảnh ở toàn bộ đại lục Trung Bộ. Chư vị phụ lão hương thân, ta là Lý Hạo thuộc phủ đô đốc thiên tinh. Hôm nay, ngày 11 tháng 1 năm tinh nguyên 1731, phủ đô đốc thiên tinh đã đưa ra một quyết định quan trọng. Bây giờ, thiên hạ dung chuyển, thiên tinh nội loạn không ngừng. Rất nhiều người thậm chí quên mất, chúng ta còn có cường địch ở bên. Xung quanh thiên tinh, tứ đại quốc độ, muốn phát binh tới Trung Nguyên, ngầm chiếm thiên hạ. Đoạt giang sơn ta, giết tử đệ ta, diệt thành trì ta, nhục thế nữ ta. Siêu năng quật khởi, thiên hạ dung chuyển, chiến loạn không ngừng, bách tính khổ không thể tả. Vì chống lại cường địch, vì tự vệ, vì trung nguyên bất diệt, vì bảo hộ thế nữ, vì hậu thế, Chúng ta chỉ có cách tự cường. Tự cường như thế nào? Làm bản thân mạnh hơn, cường đại quốc gia, cường đại quân đội, khiến sự thống trị của Hắc Ám rời xa thiên tinh, để những người loạn thế kia cút khỏi đây. Cho nên, mở rộng võ đạo cần thiết phải làm. Tất cả mọi người, ai cũng nên không ngừng vươn lên, vận mệnh hẳn là giao cho mình tự nắm giữ. Người có thể từng bởi vì siêu năng dung chuyển mà ly biệt quê hương, người có thể từng bởi vì siêu phàm tồn tại cùng đường mặt lộ, chỉ có toàn dân tập võ toàn dân siêu phàm mới có thể thoát khỏi vận mệnh mặc người thịt cá. Thanh âm hùng vĩ giờ khắc này vang vọng khắp thiên tinh. Trung bộ, hàng tỷ dân chúng đều đang quan sát màn trời. Mà đại lục tứ phương, kỳ thật cũng có một vài cái, nhưng rất ít, chỉ là lúc này cũng có thật nhiều người đang ngẩng đầu nhìn trời. Đại địa ngân nguyệt cũng là lần đầu tiên sử dụng màn trời, số lượng không nhiều, chỉ có mấy chục khối phân bố trong 32 thành thị. Lúc này, tất cả mọi người đang nhìn bầu trời. Trong mắt bọn họ mơ hồ có chút ánh lửa đúng vậy ai mà không biết chỉ có tập võ chỉ có trở thành siêu phàm mới có thể chống cự siêu phàm thế nhưng luyện võ hay siêu năng đều rất khó khăn mà ngay lúc này trong màn trời lý hạo lại lên tiếng bây giờ các nơi đều đang xây dựng học viện võ đạo nhưng lực lượng lão sư không đủ trước mắt còn chưa khai giảng thế nhưng là mọi người trước tiên có thể tự mình tu luyện đợi đến lúc học phủ mở ra sẽ có lão sư chỉ điểm để chưa vị tiến thêm một bước trải qua sự cải tiến của phủ đô đốc, bây giờ, phát hiện ra công pháp tân võ đạo, người người có thể tu luyện, tên là phá khiếu quyết. Nhân thể có 360 khiếu huyệt, mở một khiếu, bước vào trảm thập cảnh. Trảm thập cảnh tứ trọng, nhất trọng 9 khiếu, 36 khiếu là trảm thập cảnh đỉnh phong. Mở 37 khiếu bước vào phá bách, phá bách tứ trọng, nhất trọng 9 khiếu, 72 khiếu là phá bách đỉnh phong. Mở 73 khiếu bước vào đấu thiên, không cần cảm ngộ thế, Thẳng vào đấu thiên cảnh, đấu thiên tam trọng, nhất trọng mở 36 khiếu, mở được 180 khiếu, đấu thiên đỉnh phong. Trên đấu thiên là sơn hải, sơn hải cửu trọng, nhất trọng mở 5 khiếu, mở được 225 khiếu, sơn hải cửu trọng thiên. Trên sơn hải vẫn còn cảnh giới, chỉ là bây giờ, khoảng cách trừ vị tới đó còn xa. Thanh âm lý hạo vang vọng đất trời, sơn hải thất trọng, có thể địch lại thần thông thất hệ. Người người đều có thể tu luyện, người người đều có thể làm được nhập sơn hải, như thần thông. Đấu thiên có thể địch lại tam dương hút quang, phá bách có thể địch lại nhật diệu, chảm thập có thể giết tinh quang. Tân hạo tinh võ đạo, càng hơn lúc trước, tu luyện càng đơn giản. Bây giờ, phủ đô đốc thiên tinh, in ấn 3 triệu sách công pháp phá khiếu quyết, dán khắp nơi ở thiên tinh, phân phát cho thiên, hạ. Toàn dân bắt đầu tu luyện tân võ đạo, có thể nắm lấy cơ hội hay không? Một bước lên trời, liền phải dựa vào chính bản thân các ngươi. Ngoài ra, một vài sinh vật tà tác trong văn minh cổ đại, vẫn không chết tâm, muốn phá vỡ thời đại mới của ta, mấy lần muốn hủy diệt thời đại tinh nguyên. Phủ đô đốc thiên tinh, mấy ngày trước đã chém giết nhiều vị cổ tài năng thất hệ. Hôm nay, sẽ chiếu phim cho chư vị nhìn xem, cũng cho phép dân chúng thiên tinh, biết được chỗ cường đại của hạo tinh võ đạo ta. Dứt lời, thân ảnh lý hạo biến mất. Sau một khắc, xuất hiện cảnh chiến đấu ở thiên tinh hải. Mấy ngàn tướng sĩ, phong tỏa hư không, 14 vị cường giả, xé rách hư không đến đây quyền phá không gian vô số người cảm thấy rung động một cách khó hiểu chuyện này con người có thể làm được sao xé rách không gian vô số người lần đầu tiên biết được thì ra không gian cũng có thể bị phá hủy sau một khắc những người lâm hồng ngọc ra sân không có thanh âm của người khác chỉ có thanh âm của lâm hồng ngọc sơn hải lục trọng thiên lâm hồng ngọc cường hãn loan đao toái hư không cuối cùng một đao chém giết vị cường giả phá hủy hư không nọ Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Sơn Hải Lục trọng, liền có thể chém giết Thần Thông thất hệ sao? Giờ khắc này, bất kể là siêu năng hay là võ sư, đều sợ ngây người. Vô số cường giả, Thần Thông nghe đồn cực kỳ cường hãn ở ngoại giới, thì ra, không hơn gì cái này, đừng nói Thần Thông hài hệ, nơi này, Thần Thông thất hệ đều đã chết một nhóm đông, mà nghe nói, phủ đô đốc còn có vô số Nhật Nguyệt cảnh, cao hơn một cấp bậc. Sau cùng, một sơ đồ hiện ra, 360 điểm sáng lấp lóe, hóa thành 36 đầu đạo mạch. Thanh âm lý hạo, vang lên phía sau màn, khiếu huyệt, điểm phân cách đạo mạch, đã giúp các ngươi đánh dấu toàn bộ vị trí, dựa theo trình tự khai khiếu, không thể rối loạn, vận chuyển phá khiếu quyết hấp thu năng lượng là được. Võ đạo học viện các nơi, một tháng, tranh thủ khai giảng toàn bộ. Đến lúc đó, kẻ có trí, có thể nhập học bồi dưỡng, không thể tu luyện lung tung, siêu năng, võ sư đã có cơ sở, đều có thể tu luyện lý hạo hy vọng thời đại này người người đều có thân thể khỏe mạnh luyện võ cũng không phải là vì lấy mạnh hiếp yếu mà là vì bảo vệ mình bảo vệ quốc gia cường thân kiện thể phủ đô đốc thiên tinh sơn hải đã có vạn người nhưng lực lượng như vậy vẫn chưa đủ thiên hạ có vô số anh kiệt hy vọng lần này võ đạo mở rộng có thể xuất hiện anh tài cùng bọn ta thủ hộ vùng thiên địa này khu trục tà ác để quang minh bao phủ đại địa lần nữa giờ khắc này thế giới yên tĩnh trở lại tất cả mọi người không nói lời nào, nhìn từng điểm sáng hiện ra giữa bầu trời. Đó là một sơ đồ về nhân thể. 360 điểm sáng, thậm chí được ghi chú số thứ tự, bắt đầu từ một, mãi cho đến cuối cùng, dựa theo trình tự tu luyện là được, mà phá khiếu quyết, rất nhiều người không biết chữ. Lúc này, cũng có tiếng ai đó đang thì thầm đọc chậm, thậm chí xuất hiện một người, đang vận chuyển kinh mạch, nói cho bọn họ, nên tu luyện như thế nào. Đã có người khoanh chân ngồi xuống, trong đầu, vẫn không nhịn được hiện ra cảnh tượng kia. Cảnh tượng 14 vị thất hệ bị đánh giết trong chớp mắt. Nữ tướng Sơn Hải Lục Trọng hung hãn để cho người ta khó có thể tin, một đao chém một vị cường giả nghe nói là đến từ thời kỳ văn minh cổ đại. Bọn họ không biết phân thân là gì, bọn họ chỉ biết là người đó rất lợi hại, một quyền có thể đánh phá hư không. Ngân Nguyệt, Triệu Thự trưởng mở to hai mắt, có chút ngây ngốc, không thể tin vào mắt mình, cho dù trước đó có người đã từng đến Ngân Nguyệt, nói với ông việc này. Thế nhưng là, ông thật sự không cảm thấy Sơn Hải rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nhưng hôm nay, Lâm Hồng Ngọc đã chứng minh điều này. Nàng không tính là Sơn Hải lục trọng thuần túy, kỳ thật Triệu Thự trưởng đã nhìn ra, nữ nhân này, đơn độc mở lục mạch, lại mở hơn 100 khiếu huyệt, kỳ khi thật không tính là tu sĩ Sơn Hải lục trọng thuần túy. Thế nhưng, thực lực của Lâm Hồng Ngọc đích xác không đạt tới trình độ thất hệ lúc trước đây. Thế nhưng, đối phương vẫn chém giết một vị phân thân cường giả. Mà Lý Hạo nói, Bây giờ phủ đô đốc thiên tinh có hơn vạn Sơn Hải. Lời này là thật hay giả? Sơn Hải, xác suất lớn sẽ tương đương với cấp độ thần thông trước đây. Hơn vạn thần thông. Còn nữa, công pháp tu luyện này. Quá mẹ nhà hắn đơn giản. Chỉ dựa theo tiêu chí 360 khiếu huyệt, tên ngốc nào vận chuyển công pháp, hấp thu năng lượng, sau đó mở khiếu. Mở được 360 cái, lúc đó tính là vô địch rồi sao? Giờ khắc này, triệu thự trưởng có chút mê mang. Thật sự đơn giản như thế sao? Còn nữa, cứ công khai như vậy trong lúc đó tổng bộ của tam đại tổ chức và hạo thiên thần sơn một đám cường giả cũng đang nhìn màn trời đó là do bọn họ tự mình lấy được không có nhập vào hệ thống của lý hạo nhưng cũng được chiếu ảnh lúc này trên màn trời đang chiếu cảnh tượng lâm hồng ngọc giết người lặp đi lặp lại cũng đang phát chi tiết công pháp tu luyện hồi lâu một tiếng cười khẽ văng lên âm thanh thăm thẳm hiển hiện phá khiếu quyết này chỉ sợ còn phải thâm ảo hơn ngũ cầm bí thuật những thứ liên quan sẽ càng nhiều ngày đó ngay cả viên thạc cũng không nguyện ý giao ra ngũ cầm bí thuật bây giờ lý hạo ngớ ngẩn này ngược lại công khai toàn bộ có người nhìn về phía người đang nói nhưng lại không có ai tiếp lời ngớ ngẩn sao đây là tự tin tuyệt đối lúc này mấy vị cường giả không nói một lời phía dưới có tổ chức cao tầng trầm giọng nói không thể để cho tin tức lưu truyền ra ngoài nhất định có bẫy công pháp này nhất định có vấn đề không có khả năng tu luyện nếu không liền bị lý hạo lừa đúng, nhất định có vấn đề, nào có đơn giản như vậy, mở 181 khiếu huyện, liền có chiến lực thần thông. Đúng đấy, con đường tu luyện, khó như lên trời. Chúng ta bước vào thần thông, nhất định phải cần sinh mệnh chi tuyền, Lý Hạo còn không nhắc đến thứ này. Nhất định giáp tâm hại người. Người một lời, ta một câu, mọi người vẫn còn có chút không dám tin. Làm sao có thể chứ? Tu luyện, thần thánh vĩ đại cỡ nào, dù là võ sư hay là siêu năng, đều muốn có thiên phú cực mạnh, cũng cần đại lượng tài nguyên, còn phải có cơ hội kỳ ngộ. Cứ tu luyện như vậy, có thể tu luyện ra cái gì? Mà trước đám người, ánh hồng nguyệt không lên tiếng, mà là dựa theo những gì trên màn hình, từng cái khiếu huyệt lập tức thắp sáng ở trên người, cơ sở ở đây, đạo mạch hiện ra rất nhiều, căn bản không có gì quá khó khăn. 9 cái, 18 cái, 36 cái. Gã yên lặng cảm thụ, đã cảm nhận được, rất nhanh, 72 cái. Một cỗ khí tức bay lên, gã nhắm mắt không nói, tiếp tục mở khiếu. Đại lượng sinh mệnh chi tuyển tràn vào thể nội, lần lượt mở ra từng cái khiếu huyệt. Không bao lâu, gã đã mở ra 180 cái khiếu huyệt. Khi khiếu huyệt thứ 181 bị mở ra, một tiếng nổ vang lên. Dựa theo so sánh, 181 cái, xem như bước vào cấp độ thần thông, cũng chính là sơn hải nhất trọng. Vốn là, không có lực lượng cường đại ngũ tạng, là không có cách nào tiến vào. Nhưng lúc này, ngũ tạng cũng không hề dao động, một cỗ cường hãn lực lượng đặc thù tràn vào thể nội, tăng cường lực lượng, thân thể ánh hồng nguyệt có chút chấn động, sau một khắc, đánh ra một quyền, nắm đấm cường hãn, thậm chí có dấu hiệu xé rách hư không. Tất cả mọi người nhìn mà ngây người. Ánh hồng nguyệt ngửa đầu nhìn lên trời, hồi lâu, bình tĩnh nói, "Toàn bộ thành viên tu luyện phá khiếu quyết, ngoài thần thông, húc quang, bắt đầu từ tam dương, tất cả mọi người phải đổi sang tu luyện công pháp mới, tốc độ phải nhanh." Mấy người Diêm La bên cạnh, sắc mặt cũng rất phức tạp. Hồi lâu, Phi Kiếm Tiên đột nhiên chào phúng bật cười, ánh hồng nguyệt. Chúng ta lấy cái gì để tiếp tục đánh đây? Diêm La cũng trầm mặc không nói, Hạo Thiên Sơn chủ vẫn đang tu luyện, đang mở khiếu, lúc này mở mắt, Lý Hạo rất ngông cuồng, nhưng là rất có tư cách để cuồng vọng. Nếu thật sự như lời hắn nói, hơn vạn sơn hải, vô số nhật nguyệt, tam đại tổ chức bao gồm Hạo Thiên Thần Sơn không chịu nổi một kích. Bây giờ, trừ Phi Cổ Văn Minh xuất hiện đại lượng phân thân của cường giả hoặc là lập tức bắt đầu lần khôi phục thứ hai nếu không sẽ phiền toái ngay một khắc này ánh hồng nguyệt chậm rãi nói lần khôi phục thứ hai còn chưa cảm nhận được sao cái gì năng lượng sau một khắc sắc mặt mọi người đồng loạt biến đổi đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy giờ khắc này giữa thiên địa vô số năng lượng đã bị quét sạch trong nháy mắt biến mất bây giờ không biết có phải hàng tỷ người đang tu luyện hay không dù ai cũng đều rất nhỏ yếu nhưng trong nháy mắt năng lượng trong thiên địa dường như đã bị rút cạn, vừa sinh ra một chút năng lượng, lập tức bị rút sạch. Giờ khắc này, dù là một vài cường giả trong di tích cũng lập tức bị gián đoạn tu luyện, bọn hắn có thể cướp đoạt năng lượng, một người không đoạt nổi bọn hắn, thế nhưng là một vạn người, mười vạn người, tỷ người thì sao? Lần khôi phục thứ hai vĩnh viễn không mở ra được nữa sao? Phi kiếm tiên thì thào một tiếng, có chút hoảng sợ. Vậy, ai có thể địch nổi lý Hạo? Ai có thể làm được chuyện này? Hàng vạn dân tu luyện, chỉ là mới bắt đầu tiếp theo có lẽ là một tỷ có lẽ là chục tỷ giữa thiên địa có lẽ rất nhanh tất cả năng lượng đều sẽ bị rút cạn sinh ra chút nào biến mất chút ấy bây giờ dù cho khoáng mạch nổ tung có lẽ cũng sẽ trong nháy mắt bị rút cạn ánh hồng nguyệt bình tĩnh nói sẽ mở ra thiên địa đang thức tỉnh đang sinh ra năng lượng tự nhiên tu luyện cũng sẽ không mãi rút ra năng lượng nhưng thời gian lần khôi phục thứ hai sẽ kéo dài vô thời hạn đám người trầm mặc không lên tiếng Hồi lâu, Diêm La trầm trầm giọng nói, vậy bây giờ, phải làm sao? Làm sao bây giờ? Ánh Hồng Nguyệt trầm mặc một hồi, bỗng nhiên cười, tu luyện, mở khiếu, bước vào sơn hải nhật nguyệt, tìm kiếm di tích nhỏ yếu, đánh giết cổ cường giả, cướp đoạt bảo vật và năng lượng, làm bản thân mạnh lên. Sau đó, lại nghĩ cách khác. Còn có thể làm sao? Đây, liều mạng với bọn Lý Hạo sao? Làm sao liều mạng? 14 vị thất hệ, phía Lý Hạo, liền chỉ có Lâm Hồng Ngọc xuất hiện cộng thêm một chút cường giả cổ văn minh, trong nháy mắt bị giết sạch, lúc này, còn có thể làm gì? Một ngày này, toàn bộ vương triều, chấn động khắp nơi. Vô số bá chủ, mặc dù sớm đã đoán trước, nhưng nhìn thấy Lý Hạo trực tiếp công khai công pháp, vẫn khóc không ra nước mắt. Bọn họ trước đó, còn lấy bảo vật đi đổi. Ai có thể ngờ, công pháp cường đại như vậy, Lý Hạo trực tiếp liền công khai ra ngoài. Trời thay đổi thật rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngày 11 tháng 1, Lý Hạo công khai công pháp, phá khiếu quyết, chia thành 5 cảnh là trảm thập, phá bách, đấu thiên, sơn hải, nhật nguyện. Mà trên thực tế, 36 mạch, đối với mấy người Lý Hạo, mạch vô thuộc tính, 36 mạch chỉ là cơ bản thôi, có thể coi là nền tảng, cũng đủ khiến rất nhiều người cố gắng theo đuổi cả đời. Ngày đó, vô số người trong thiên hạ bắt đầu tu luyện. Có người thiên phú không tồi, trong một ngày đã mở khiếu, bước vào con đường tu luyện, rung động lòng người. Có người vốn là võ sư, trong một ngày mở 36 khiếu, càng khiến mọi người vô cùng chấn động. Hơn nữa, lúc này dù là Trảm Thập Cảnh hay là Phá Bách, kỳ thật đều cường đại hơn võ sư cùng cảnh giới trước đây, tất nhiên cũng cường đại hơn siêu năng ngay lúc đó. Công pháp cường đại, tiến hành tu luyện. Dân số chục tỷ, dù không phải ai cũng hiểu, ai cũng đều biết tin tức, nhưng ngày hôm nay cũng có vài tỷ người nhận được tin tức từ người lớn tuổi, như lão nhân trên 80 tuổi đến đứa trẻ nhỏ như đứa bé vừa hiểu chuyện, đều bắt đầu thử tu luyện. Bởi vì có câu lý Hạo nói rất đúng, thời điểm đại loạn, chỉ có thể dựa vào bản thân mình mới có thể bảo vệ người nhà. Vệ quốc gì đó, hiện tại rất nhiều người còn chưa nghĩ tới, nhưng bảo vệ gia đình, đó là đạo lý người người đều hiểu, thời đại hắc ám, đa số người đều khó mà vứt bỏ người nhà của mình. Không vì mình, chỉ vì người nhà, cũng phải nỗ lực tu luyện. Mà muốn tu luyện cường đại, còn cần một điều phải đọc sách, phải biết chữ, nếu không, nghe không hiểu, xem cũng xem không hiểu dù là bí tịch có đơn giản đi nữa đầu óc không cơ trí, người cũng khó có thể tu luyện thế là ngày hôm nay khắp vương triều khai trương mấy ngàn học phủ không phải học viện võ đạo mà là lớp xóa nạn mù chữ lớp như thế này muốn mở thì rất đơn giản một vị lão sư chỉ cần biết chữ là được một lớp ít thì trăm người nhiều thì mấy trăm người lúc này nhân dân khát vọng tri thức khó có thể tưởng tượng bọn họ hy vọng mình có thể biết chữ có thể biết vị trí khiếu huyệt thậm chí rất nhiều người ngay cả số một hai, ba cơ bản cũng không biết. Không phải không có, còn rất nhiều là đằng khác. Dù Lý Hạo đã đánh số cho tất cả khiếu huyệt, vẫn còn rất nhiều người không giống người, cảm nhận vượt quá tưởng tượng. Nhưng sự thật chính là như vậy, những người này căn bản không biết số đếm, làm sao tu luyện. Ngày đầu tiên, người phạm lỗi trong tu luyện cũng không tốt, tốt thì may, những người này không có tư cách tẩu hỏa nhập ma, bởi vì tu luyện hỗn loạn ngươi căn bản không hấp thu được năng lượng, cũng không có cơ hội để ngươi tẩu hỏa nhập ma chỉ là uổng phí công phu không hề đem lại hiệu quả gì cả cũng trong ngày hôm đó lý hạo phù đô đốc thiên tinh cái tên này triệt để vang vọng khắp đại lục thiên tinh mọi người trong quá khứ có lẽ đã từng nghe nói lại không quan tâm nhưng ngày hôm nay vô số người đều đang thảo luận đều đang nghị luận đều rất hưng phấn lý hạo lý đô đốc nam tử kỳ quặc muốn thiên hạ học võ nam tử kỳ quặc mở lớp xóa nạn mù chữ phụ cấp lương thực nghe nói phụ cấp lương thực thậm chí trợ giúp tu luyện, mà yêu cầu của Lý Hạo rất đơn giản, tất cả mọi người phải biết chữ. Ai muốn tốt cho mọi người, kỳ thật trong lòng dân chúng rất rõ. Lý Hạo có mưu đồ gì? Vừa phí tiền, vừa phí sức, thậm chí bắt giữ vô số siêu năng, để siêu năng kiến thiết học viện, không phải là vì để mọi người có cuộc sống tốt hơn sao. Trung bộ, đã bắt đầu làm những chuyện này. Nhưng đại lục tứ phương thì không như vậy. Ngày hôm nay, ngân nguyệt, dân chúng loạn sĩ bát nháo nghênh đón đô đốc trở về ngân nguyện lật đổ triệu thự quang lý đô đốc chính là người ngân nguyện vì sao không chấp trưởng ngân nguyện cho đến hôm nay ngân nguyệt còn treo kim long kỳ của hoàng thất thiên tinh mà không phải là mãnh hổ kỳ của phủ đô đốc lý đô đốc là người ngân nguyện vì sao không ưu tiên mở lớp xóa nạn mù chữ ở ngân nguyện còn trợ cấp hạt gạo thần thánh đều là do chuyện tốt mà triệu thự quang làm người ngân nguyện từ xưa đến nay không sợ chết vì hậu thế vì thiên hạ thái bình vì chống cự đại ly ở phương bắc các phụ lão hương thân người thế hệ này như chúng ta đã khổ đủ rồi thế hệ sau còn phải chịu khổ như vậy sao lật đổ triệu thự quang chúng ta muốn tu luyện chúng ta muốn xóa nạn mù chữ chúng ta muốn biết chữ chúng ta muốn bảo vệ quốc gia một ngày này bắt đầu từ ngân thành lan rộng khắp nơi bao gồm bạch nguyệt thành đều đang ngầm thét gào giống dựa vào cái gì trung bộ có thể tu luyện có thể xóa nạn mù chữ có thể được trợ cấp hạt gạo thần thánh mà chúng ta, không có gì cả. Phủ đô đốc thiên tinh bên đó, đô đốc thiên tinh Lý Hạo, là người Ngân Thành. Đô đốc Bắc Phương Hầu Tiêu Trần, là người Bạch Nguyệt Thành. Đô đốc Nam Phương Hạ Dũng, là người Diệu Quang Thành. Đô đốc Đông Phương Quang Minh Kiếm, là người Ngân Nguyệt cụ thể người sống ở đâu mọi người cũng không biết, dù sao vẫn tính là người Ngân Nguyệt. Đều xuất thân từ Ngân Nguyệt, đều là người Ngân Nguyệt ta, vì sao Ngân Nguyệt ta phải chậm một bước. Tất cả chuyện này, nhất định đều là do Triệu Thự Quang làm. Lão già này, chèn ép Lý Đô Đốc, chèn ép Hầu Đô Đốc, chèn ép tất cả mọi người. Đến bây giờ, còn treo kim long kỳ của Hoàng Thất dù biết, chức quan của những người này rất lớn. Thế nhưng, vì hậu đại, vì để đời sau không phải chịu khổ, vẫn có người phát động, trong nháy mắt đã có vô số người học theo. Chỉ cần có người dám đứng ra, liền có người coi người đó là người dẫn đầu. Lật đổ triệu thự quang. Thời đại cách mạng đã đến, xé nát kim long kỳ, treo lên mãnh hổ kỳ. Chúng ta muốn ăn cơm, chúng ta muốn tu luyện, chúng ta muốn phản kháng bất công một ngày này ngay cả ngân nguyệt đều như vậy có thể tưởng tượng các nơi khác sẽ như thế nào đại lục tứ phương tin tức không tính thông suốt nhưng ngày hôm nay thật sự là có quá nhiều người biết tin thật sự là người vào nam ra bắc không ít thật sự là tin tức lưu truyền quá nhanh thậm chí có vài nơi có ý đầu nhập vào lý hạo cố ý âm thầm liên lạc trung bộ bày ra màn trời tất cả đều được mọi người để ở trong mắt nhanh chóng lan rộng vùng lên cách mạng Lý Đô Đốc nói, hắc ám không thống trị được thế giới, chỉ có quang minh mới có thể nghênh đón tương lai. Không ngừng vươn lên, tự cường, mới là con đường ra duy nhất. Đã như vậy một mình ta không địch lại siêu năng, vạn người thì sao? Siêu năng, không sợ chết sao? Siêu năng giết chúng ta, không sợ Lý Đô Đốc giết ngược lại sao? Người có tội thì chu. Lời này được truyền ra từ phủ Đô Đốc Thiên Tinh, cường giả trong thiên hạ cũng được, siêu phàm cũng tốt, bá chủ cũng được, quản lý cũng tốt, người có tội thì đáng chém. Ngươi không sợ hơn vạn sơn hải cảnh của phủ đô đốc thiên tinh sao? Không sợ cường giả nọ phá toái hư không, xé rách hư không, lấy mạng ngươi sao? Một ngày này, khắp thiên hạ, trở nên loạn sĩ bát nháo. Phủ tổng đốc, phủ thự trưởng, nhà môn tuần dạ nhân, tổng bộ chú quân, tuần kiểm ti. Khắp nơi, đều có dân chúng tụ tập. Chúng ta muốn xóa nạn mù chữ, chúng ta muốn luyện võ, chúng ta muốn hạt gạo thần thánh chỉ cần các ngươi cung cấp cho chúng ta. Chúng ta cũng có thể không tạo phản, mặc kệ ai là hoàng đế thế nhưng nếu ngươi không cung cấp vì mình vì người nhà vì hậu thế vậy liền tạo phản mãnh hổ lý tự kỳ một ngày này ở trung bộ ở đại lục tứ phương phiêu đáng khắp nơi vô số người chạy tới trung bộ nếu không cách nào lật đổ vậy liền rời đi ly biệt quê hương cũng được hay có như thế nào đi nữa nếu không cách nào tiếp tục chờ đợi ở đại lục tứ phương vậy liền trốn đi tới trung bộ đi tìm đường sống chỉ là một cái thông cáo mà thôi bá chủ địa phương gì đó hành chính tổng đốc gì đó tất cả đều khóc không ra nước mắt đến đâu làm ra được hạt gạo thần thánh gì đó làm sao xây nhiều trường học như vậy nhiều lão sư như vậy tiến hành xóa nạn mù chữ lý hạo bên đó vận dụng mấy chục vạn siêu năng kiến tạo trường học khắp nơi ai có năng lực này vận dụng nhiều siêu năng như thế đi làm chuyện như vậy không dùng siêu năng đám dân chúng can đảm lập tức liền muốn tạo phản bình thường những lớp người quê mùa này bọn họ sao có thể để ý thế nhưng bây giờ thì sao có thể giết sao có thể chấn áp sao lý hạo nhắc lên đại thế nhất thống thiên hạ bây giờ trừ phi thật sự nghĩ quẩn hoàn toàn không lưu lại đường lui cho mình nếu không một khi người giết người vậy sẽ xong đời một khi thật sự bị lý hạo đánh tới đại lục tứ phương vậy cứ chờ chết đi bọn họ dám nhưng quân đội không dám siêu năng cũng không dám lý hạo vẫn rất hung tàn ở trung bộ đã bắt đầu giải quyết siêu năng làm nô những cường giả ở đại lục tứ phương cũng đều biết lúc này ai dám đi trợ giúp chấn áp dân chúng? Không sợ rơi đầu sao? Đừng nói hơn vạn Sơn Hải là thật hay giả, chỉ nói đến đám người trong màn hình, tùy tiện giết chết hơn 10 vị cường giả thất hệ, khiến bọn họ sợ run cả người. Huống chi, những người này, không có mấy người có danh tiếng. Những võ sư đỉnh cấp của Ngân Nguyệt, còn chưa hề ra tay. Ai biết thực lực của những người này là gì? Hành chính tổng thự tại Ngân Nguyệt, thanh âm bên ngoài, đinh tai nhức óc, thanh âm lật đổ triệu thự quang, vang vẳng không dứt bên tai thân vệ ngoài cửa, đều rất xoắn suýt, rất biệt khuất. Ngân Nguyệt, thế nhưng vẫn luôn là chỗ dựa cho Lý Hạo. Ngay cả phó thự trưởng, đều chạy mất, nguyên soái cũng đi, ti trưởng tuần kiểm ti cũng rời đi, bộ trưởng tuần dạ nhân cũng đi mất hiện tại, Ngân Nguyệt lớn như vậy, liền chỉ có thự trưởng chống đỡ. Mấy tên khốn kiếp này không phân phải trái, liền muốn tạo phản. Ngay cả đám thân vệ cũng muốn giết người. Quá ủy khuất, mà triệu thự trưởng lại rất lạnh nhạt, nhìn ra bên ngoài, có chút thất thần người còn chưa đến thiên hạ đại loạn người người hô to lý đô đốc không ai quan tâm thời tiết thắng chạp lạnh lẽo dân chúng thiên tinh là nhát gan nhất hèn yếu nhất có phần cơm ăn không đói chết là được từ trước tới giờ sẽ không có yêu cầu quá cao nhưng hôm nay ngân nguyệt còn có thể ăn no mặc ấm đều như thế này vậy nhưng nơi khác thì sao dù sao sống không nổi nữa không bằng tạo phản đi chỉ một đốm lửa có thể tạo ra đám cháy lý hạo bắt đầu mạnh lên rồi thì thào một tiếng, vẫn không dám tin. 99 hành tỉnh trong thiên hạ, vô cùng khó tin. Người bình thường, cố gắng cả đời, đều khó mà đi tới khắp mọi nơi. Thế nhưng, Lý Hạo bỏ ra nửa năm, từ Ngân Thành đi ra ngoài, bỏ ra ba tháng, đặt xuống căn cơ ở Thiên Tinh Thành. Bỏ ra một ngày, để người trong thiên hạ biết, thời đại mới đến rồi. Một bản công pháp. Đúng vậy, chính là một bản công pháp, lại thêm mấy câu. Không có quá nhiều hào tình tráng ngữ, cũng không giật dây dân chúng các nơi tạo phản, thế nhưng khi bốn phương tám hướng tin tức bắt đầu lan rộng người người đều có thể tu luyện trung bộ bắt đầu xóa nạn mù chữ có người một bước lên trời bước vào cái gọi là sơn hải cảnh bốn phương tám hướng tất cả mọi người sôi nổi chúng ta cũng có thể nếu cả đời đều không tiếp xúc võ đạo không tiếp xúc siêu năng bọn họ sẽ không có lá gan như thế không có quyết đoán như vậy nhưng hôm nay rất nhiều người mở khiếu thứ nhất trong cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận được ta không nhỏ yếu nữa không còn là người bình thường chỉ có thể chịu ức hiếp ta cũng có thể bước vào siêu phàm người người đều là siêu phàm đều giống nhau giai tầng bị đánh vỡ đúng vậy khi người bình thường khi mấy đứa trẻ đều mở được khiếu huyệt thứ nhất bước vào trảm thập cảnh lúc này sự kính sợ đối với siêu phàm của tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất thì ra ai cũng giống như nhau ngươi có nhiều hơn chúng ta một cái con mắt một cái miệng sao không có một người thì khó địch nổi nhưng mười người trăm người, ngàn người ngươi có thể giết tất cả mọi người trong thiên hạ sao? Giờ khắc này, thiên hạ dung chuyển. Lúc này, trong một tòa cổ thành, một tòa dinh thự cổ xưa, một cổ nhân phẳng phất đã ngủ say vô số năm, đi ra từ trong dinh thự cổ, ngửa đầu nhìn về phía hư không. Tân đạo ra đời. Hạo tinh võ đạo, lý hạo. Như là cường giả thần linh, thì thào một tiếng, có chút thổn thức. Năng lượng trong thiên hạ, lập tức tiêu hao sạch sẽ, thiên địa sinh ra năng lượng, vốn sẽ rất nhanh có thể trèo chống lần khôi phục thứ hai đáng tiếc, đã không còn. Trong nháy mắt liền không còn. Hiện tại, có bao nhiêu tiêu hao bấy nhiêu? Dù ngươi bây giờ nổ mỏ lớn thiên tinh một lần nữa, cũng không có tác dụng gì, bởi vì khả năng không cần quá lâu. Trong chớp mắt liền bị hàng tỷ vạn thương sinh hấp thu hết, lúc này, chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Chờ đợi người người vững chắc, chờ đợi thiên địa sinh ra năng lượng, đủ để người người tiêu hao, chờ đợi những người kia phun ra nuốt vào, cường hóa thiên địa có thể chống đỡ cường giả xuất hiện, mới có thể xuất hiện lần khôi phục thứ hai. Nếu không, dù ngươi nổ mỏ lớn, cũng không hề có tác dụng. Thực sự là buồn cười, nhưng cũng đáng sợ. Chẳng ai ngờ rằng, tiến trình lần khôi phục thứ hai, sẽ bị một đám người bình thường đánh gãy. Có thấy buồn cười hay không? Vốn là, nếu thiên tinh mỏ lớn không nổ, muốn mở lần khôi phục thứ hai, cũng không phải không thể. Đám người này, năm đó cướp đoạt 2 phần 3 mỏ lớn thiên tinh, chỉ cần bỏ được cũng có thể mở ra lần khôi phục thứ hai nhưng không chờ bọn họ nghĩ tới điểm này không chờ bọn họ mở ra không chờ bọn họ thảo luận muốn khôi phục phía bên mình hay không lý hạo liền đoạn tuyệt hy vọng của bọn họ tỉnh lại đi chớ lãng phí hiện tại dù ngươi chính có cho nổ ba cái mỏ lớn ta đều hút rỗng cho ngươi một mình ta không hút được vậy một trăm triệu người một tỷ người ngươi có bao nhiêu ta hấp thu bấy nhiêu nam nhân như thần linh nói khẽ mấy người ánh hồng nguyệt tới chưa bẩm đại nhân có người cẩn thận từng ly từng tí không người nói vẫn chưa ánh hồng nguyệt truyền tin nói lúc này đang tránh né phủ đô đốc thiên tinh truy sát vì không để cho phủ đô đốc thiên tinh phát hiện địa điểm của chúng ta nên hắn sẽ không tới nam tử thản nhiên nói là hắn đưa tin mà không phải là hồng bào vâng là ánh hồng nguyệt đưa tin hồng bào đâu chuyện này hồng bào dường như đã biến mất biến mất vâng sao lại biến mất không biết nam tử trầm mặc một hồi khẽ cười không phải là bị ánh hồng nguyệt ăn rồi chứ sắc mặt người bên cạnh biến đổi sao lại thế hắn ta có chút khẩn trương nói tinh thần lực của hồng bào cường đại mặc dù dựa theo cách phân chia của thế giới hiện tại cũng chỉ là thất hệ đỉnh phong nhưng tới vô ảnh đi vô tung ánh hồng nguyệt cũng không hợp nhất bảy mạch sao có thể giết chết hồng bào nam tử bình tĩnh nói chỉ cần muốn liền có thể năm đó thời kỳ nhân vương nhỏ yếu không phải cũng trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của tất cả mọi người hoàn thành tuyệt sát hầm mộ sao? Thế nhưng đó là Nhân Vương. Nói đùa gì vậy? Sao có thể so sánh những người này với Nhân Vương? Dù là Lý Hạo hiện tại, bọn họ cũng cảm thấy không xứng so sánh với Nhân Vương. Huống chi là ánh hồng nguyệt, dù phản bội, dù không còn thừa nhận mình là người Tân Võ, Nhân Vương của Tân Võ cường đại, đáng sợ, tàn nhẫn là đối tượng khiến mọi người run rẩy. Đó là cường giả vô địch chân chính, cả đời bất khả chiến bại. Bất cứ địch nhân nào, cuối cùng đều sẽ bị chém chết dưới đao một thanh bình loạn đao, thực sự đã bình định loạn thế. Mặc kệ ngươi là thượng cổ sơ võ, mặc kệ ngươi là cửu hoàng tứ đế, chẳng cần biết ngươi là ai, đao bổ thiên đế, chu sát ý thức thế giới, hoàn thành nhất thống thiên hạ. Nam tử cười nói, ta chỉ nói là, bất kỳ người nào muốn, liền có khả năng làm được. Không nói hắn có thể sánh vai với nhân vương. Dứt lời, sắc mặt bình tĩnh trở lại, phái người đi ngọc sơn chấn, thông chi địa diệu, cẩn thận một chút ngọc sơn trấn nơi bắt đầu lần khôi phục đầu tiên cũng đang có một vị cường đại tọa trấn mở ra lần khôi phục thứ nhất bên đó vốn là cũng có một tòa khoáng mạch bị nổ tung quét sạch thiên địa năng lượng khôi phục lần thứ nhất được dẫn dắt ra ngoài nhưng bởi vì thiên địa hạn chế vị cường giả tọa trấn đến nay vẫn ở bên đó lời này vừa dứt người bên cạnh có chút kinh ngạc đại nhân đi thông chi đi nam tử nói khẽ nếu như hồng bào đã chết bên đó cũng sẽ không an toàn thiên tinh trấn có thể đã thất thủ Mỏ lớn Thiên Tinh, đại khái đã rơi vào tay Lý Hạo, mặc kệ hơn vạn sơn hải trong miệng hắn là thật hay giả, Lý Hạo một phương, cường giả sẽ không thiếu, nếu lại cộng thêm cho một vài tên gia hỏa tồn tại trong di tích phối hợp với nhau, chu sát thánh nhân, có lẽ rất khó nhưng chưa hẳn không có hy vọng. Thiên Tinh trấn bên đó, có thánh nhân tọa trấn, nhưng đã nhiều năm như vậy, không biết nhục thân có khôi phục hay không, hiện tại cũng không tiện phán đoán, nhưng Thiên Tinh trấn xác suất lớn đã thất thủ, kế hoạch khôi phục lần hai, triệt để thất bại nam tử cũng không phải quá mức bất ngờ. Thứ như kế hoạch, rất dễ bị phá hoại. Tốt xấu là người thuộc thời đại tân võ, ai mà không biết, kế hoạch thì thật là thứ khó tin cậy nhất. Nhân vương mỗi một khắc đều có vô số kế hoạch, sau đó tự mình đánh vỡ kế hoạch, sau đó địch nhân đều không biết nhân vương đang nghĩ gì. Chính nhân vương cũng không biết, chính mình đang nghĩ gì. Mặc dù lý hạo khiến người khác ngoài dự liệu, nhưng còn chưa tới mức độ như nhân vương, khiến người khác sợ hãi, khiến người khác tuyệt vọng trong đầu lần nữa hiện ra thân ảnh người đó sự tồn tại đáng sợ có đôi khi chính mình cũng đang nghĩ nếu có một ngày nhân vương thật sự trở về mọi người sẽ có kết cục như thế nào cũng không như thế nào chịu chết là được còn có thể như thế nào nghĩ đi nghĩ lại khẽ cười ánh hồng nguyệt cũng có tính toán của riêng mình chỉ là coi như không hợp tác với ta dù hợp tác với những người khác hoặc là hợp tác với cái tên ở phụ cận tinh môn đều đang bảo hộ lột ra dưới gầm trời này nào có bữa cơm miễn phí kết quả là cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình dứt lời lại nói hiện nay lý hạo có lẽ đang đe dọa chúng ta có lẽ thật sự có thật nhiều cường giả chờ đợi chúng ta ra tay với hắn hoặc là chủ động đánh tới đó nhưng vô luận như thế nào đều cần phải tránh xung đột với hắn trong giai đoạn hiện tại đạo lý nuôi hổ gây họa y hiểu y rất hiểu nhân vương chính là mãnh hổ mà rất nhiều người nuôi kết quả con mãnh hổ này ăn thịt hết tất cả mọi người vết xe đổ đang ở trước mắt nhưng y cũng rất bất đắc dĩ có lẽ thiên ý chính là như vậy đây chắc là trời đang phản kích hiện tại đối phương tiến có thể công lui có thể thủ sợ rằng chúng ta xuất động phân thân bản nguyên xuất động bao nhiêu người thì mới được mỗi một lần có lẽ đều là đưa tới chiến lợi phẩm sẽ còn khiến lực lượng của chúng ta suy yếu vậy trước mắt chuyện quan trọng nhất phải làm là củng cố lực lượng trong thiên địa lần khôi phục thứ hai xảy ra sớm mới thật sự là biện pháp nếu không chỉ có thể chịu chết đại nhân lần khôi phục thứ hai hiện tại rất khó không, không khó." Nam tử lên tiếng, nhìn bốn phía, lúc này, bóng người sáng rực ở bốn phía, rất nhiều người đều đang chờ đợi mệnh lệnh của y. Nam tử mở miệng nói, "Thiên địa này đang tự mình khôi phục, tự mình chữa trị. Phương Tây có thần linh, phương Bắc có sơ võ, dưới mặt đất có cấm kỵ hải. Thần linh khôi phục, củng cố thiên địa. Cấm kỵ hải bộc, phát năng lượng tích trữ dưới mặt đất bộc phát, cũng có thể củng cố thiên địa. Sơ võ xâm chiếm, đánh giết đại lượng dân chúng." cũng có thể phát sinh ra năng lượng trở lại chiến tranh bộc phát, cường giả chết, cũng có thể để năng lượng trong thiên địa trở về. Biện pháp thì có rất nhiều rất nhiều. Nam tử nói khẽ, còn có một biện pháp khác, bát đại chủ thành, khôi phục liên hệ, hoàn thành trận pháp trọng tụ, hấp thu năng lượng thiên địa, củng cố thiên địa, cũng có thể khiến thiên địa hoàn thành cường độ cần thiết cho lần khôi phục thứ hai. Biện pháp, không chỉ có một, rất nhiều. Lúc này, liều mạng với Lý Hạo, không đáng. Cho nên, chỉ có dùng những biện pháp này mới có thể nhanh chóng đánh vỡ phong tỏa ra ngoài cổ thành mới có thể trước khi lý hạo chính thức quật khởi giết chết lý hạo nam tử nhìn về phía bầu trời trầm mặc một hồi không nên liều mạng với đám người lý hạo dù mê hoặc hay uy hiếp cũng phải khởi xướng chiến tranh chiến tranh thiên tinh khởi xướng chiến tranh các quốc gia tứ phương tạo ra người chết chết càng nhiều thiên địa thu nạp lực sinh mệnh càng nhiều ý thức thiên địa sinh ra sẽ càng mạnh sẽ chủ động phát động củng cố thiên địa dung nạp cường giả. Đại nhân chuyện này, nam tử quay đầu, nhìn về phía người nọ đang chần chờ, nói khẽ, ngươi phải hiểu được, chúng ta không còn đường lui, không cần sinh ra lòng thương hại gì đó, cũng không cần, nếu thật muốn thương hại, nên thương hại vào năm đó. Năm đó, chúng ta hại chết mấy trăm triệu dân chúng ở đại lục Ngân Nguyệt, chúng ta không có đường để đi. Nhân vương hung ác, Nhân vương cường đại, các ngươi hiểu rõ hơn ta. Nhân vương đã chết rồi sao? Y cười, lắc đầu, ta không biết nhưng rất có thể vẫn chưa. Năm đó, những tên âm thầm ủng hộ chúng ta, cũng bị từ bỏ, đã nhiều năm như vậy, ngân nguyệt như trước vẫn là ngân nguyệt điều này cho thấy cái gì? Cho thấy bọn nhân vương, có lẽ chỉ là trạch hướng đường thuyền, kế hoạch phá hư hư không của bọn hắn thành công, khiến bọn người nhân vương lạc mất phương hướng thế nhưng, nhân vương sẽ trở về sao? Y nhìn về phía tất cả mọi người, ta không biết, nhưng, có lẽ sẽ. Một khi trở về, nếu chúng ta còn không thể khống chế ngân nguyệt, cướp đoạt quyền quản lý ngân nguyệt, khống chế ngân nguyệt thiên địa tránh né truy sát, ai có thể nói, mình có thể địch nổi nhân vương. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Thanh âm y không lớn, lại băng hàn, như thế không ai có thể. Dù trở thành chủ nhân của thế giới này, cũng không thể. Đối mặt nhân vương, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, chúng ta cũng đang muốn sống, rõ chưa? Không phát động chiến tranh, không tử thương vô số, người chết chính là chúng ta không đơn giản chỉ cần khởi xướng chiến tranh chúng ta cũng cần phải giết chết một số người giết long trời lở đất đương nhiên tốc độ chúng ta giết người chưa hẳn nhanh bằng chiến tranh hơn nữa tính nguy hiểm rất lớn nhưng vô luận như thế nào phải nhanh mở ra lần khôi phục thứ hai rõ chưa đã rõ đám người đồng loạt đứng nghiêm đây là một đám người năm đó phản bội tân võ hoặc là bọn hắn có nhược điểm nơi tay hoặc là ghen ghét hoặc là không chịu đựng được hoặc là không cam lòng tóm lại tại thời đại đó bọn hắn phản bội tân võ phản bội nhân vương. Đã cách nhiều năm, thiên địa còn chưa bị khống chế, kế hoạch ban đầu bị phá hoại, xuất hiện tân đạo, xuất hiện trưởng đạo giả mới. Chuyện này cho thấy nếu còn không chiếm được ngân nguyệt, có lẽ sẽ không còn cơ hội. Mục tiêu của bọn hắn rất đơn giản, nắm giữ thiên địa, mang theo ngân nguyệt chạy thoát. Ngân nguyệt rất trọng yếu, đây là thế giới được phân ra từ thế giới chủ. Một khi chấp trưởng ngân nguyệt, sẽ có hy vọng truy ngược về cội nguồn, công phá thế giới chủ. Khi đó, nhân vương chết rồi, thương đế chết rồi, bọn hắn mới có hy vọng sống. Lúc này, nơi xa, một tôn cường giả toàn thân kim quang, thanh âm trầm thấp, tướng quân, đất hồng nguyệt, có thể cung cấp một chút trợ giúp cho chúng ta hay không? Nam tử quay đầu, nói khẽ, bọn gia hỏa hồng bào, làm việc vô năng, có thể trợ giúp chúng ta cái gì? Mấy tên gia hỏa ở đất hồng nguyệt, mạnh thì có mạnh, đầu óc cũng không nhanh nhẹn, lãnh tụ của bọn họ, bị phong ấn ở phụ cận tinh môn. Hiện tại cũng đang mưu đồ giải phong ấn cho vị đó, sao còn có thời giờ và tinh lực cung cấp trợ giúp cho chúng ta dựa vào người không bằng dựa vào mình lựa chọn phản bội là do chính chúng ta lựa chọn đến thời điểm cần thiết cũng sẽ làm sạch luôn người hồng nguyệt ngân nguyệt là thứ căn bản khi chúng ta đàm phán người hồng nguyệt hy vọng cướp đoạt ngân nguyệt phản công thế giới chủ mà chúng ta cũng cần ngân nguyệt để bảo mệnh thậm chí độc bá một phương tái tạo thế giới mới cường giả kim quang nọ trầm mặc một hồi gật đầu đã rõ vậy bây giờ truyền công pháp tân đạo mới đó là công pháp đạo mạch, chúng ta không có đạo mạch." Nam tử nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không biết đại, đạo vũ trụ ở đâu, không có đạo mạch, không có vị trí tọa độ, học xong cũng không có tác dụng. Môn công pháp này, Lý Hạo hắn không sợ người thời đại tân võ như chúng ta học theo, học cũng chỉ phí công. Đám người có chút tiếc nuối. Nam tử lại nói, "Nhưng, giai đoạn hiện nay, bọn hắn coi như tu luyện đến cực hạn, cũng chỉ chạm tới bậc cửa bất hủ, cái gọi là nhật nguyệt cửu trọng, cũng chỉ mới mở ra 36 đầu đạo mạch. Tương đương với Tuyệt Điên Đỉnh Phong năm đó, hiện tại cũng chỉ có thể so với người mới vào bất hủ mà thôi. Đám người gật đầu, kể từ đó, ngược lại an tâm hơn rất nhiều. 36 đầu đạo mạch, bọn hắn cũng nhìn thấy, nhưng muốn tu luyện hoàn toàn, đại khái vô cùng khó khăn. Ngay từ đầu còn dễ, càng về sau càng khó. Dù không có tu luyện qua những thứ này, bọn hắn cũng có thể nhìn ra, bởi vì bọn hắn đều trải qua các giai đoạn này. Nam tử không nói thêm gì, Chấn An đám người một hồi, mở miệng nói, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chúng ta sống đến hôm nay, không đến mức bị nguy cơ nho nhỏ này hù sợ, gây thêm chút phiền phức cho Lý Hạo để hắn hiểu được. Dù là kiếm tôn, cũng không thể làm gì được bọn ta, huống chi chỉ là thanh niên miệng còn hôi sữa như hắn. Đám người gật đầu, cũng không nhiều lời. Nói thì nói như vậy, nhưng năm đó, nhân vương lúc 20, đã chém giết thiên đế có ít người thậm chí tự mình trải nghiệm, tuổi trẻ mãi mãi cũng không phải lấy cớ là lý do để coi thường kẻ thù thời đại tân võ có nhân vương địch nhân rất sợ sệt bọn hắn rất an tâm thế nhưng thời đại này khi lý hạo xuất hiện hơn nữa nhanh chóng hoàn thành mở rộng tân võ đạo có một số người không tự chủ được nghĩ đến nhân vương nam tử cũng biết điều này thế nhưng y không có cách nào ngăn cản mọi người suy nghĩ như thế dù là chính y không phải cũng nghĩ như vậy sao trong lòng cũng có chút thất vọng mất mát chẳng lẽ đây chính là mệnh sao. Năm đó phong bế tinh môn, bản nguyên tiêu tán, thiên địa yếu ớt, không cách nào dung nạp bọn hắn, vốn nghĩ rằng, có lẽ thiên địa liền sẽ khôi phục rất nhanh, bọn hắn có thể ra ngoài, nhưng vừa chờ đợi chính là 100.000 năm. Cho dù sớm có ăn bài, năng lượng sung túc, 100.000 năm qua, mọi người cơ hồ đều đã tiến bộ, mà chính y cũng đã bước vào cấp độ khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng, nhân vương hơn 20, đã có thể chém giết thiên đế. Y mạnh hơn, nhưng cũng biết, mình cách cấp độ đế tôn, còn một khoảng. Lần khôi phục thứ hai, rõ ràng đang ở trước mắt mắt thấy mình có thể đi ra ngoài, có thể hoàn thành hết thảy dự định, ai có thể ngờ, thời khắc mấu chốt vẫn xảy ra chuyện. Thực sự là buồn cười. Trong lòng khẽ than thở một tiếng, lập tức biến mất tại chỗ. Còn có cơ hội. Những người lý hạo, dù đến cái gọi là nhật nguyệt cảnh, thậm chí tầng cao hơn, thậm chí bước vào thánh nhân, cấp độ thiên vương, y đều không sợ. Thời gian, vẫn do phía bên mình, thế giới này đáng giá để kiêng kỵ nhất không phải Lý Hạo mà là vị lãnh tụ của Hồng Nguyệt đương nhiên cũng không phải Ánh Hồng Nguyệt mà là ở phụ cận Tinh Môn tên Ra Hỏa bị bọn người kiếm tôn trước khi đi cho một kích chấn áp ở phụ cận Tinh Môn tên đó là cấp độ Đế Tôn chân chính lúc đó chỉ là những năm gần đây Tinh Môn ngăn cách trong ngoài năng lượng tiêu tán không gian cắt chém cũng không biết vị kia rốt cuộc còn có mấy phần thực lực nhưng Đế Tôn chính là Đế Tôn dù chỉ có ba phần thực lực chính mình cũng chưa chắc có thể đánh thắng lý hạo nhân vương trở lại đại điện nghĩ đến lý hạo lại nghĩ tới nhân vương hồi lâu lắc đầu vứt bỏ những ý niệm này không cần tự mình dọa mình nhân vương từ thiên cổ đến nay cũng chỉ có một người không phải người nào cũng được coi là nhân vương trong lúc đó thiên tinh thành thiên hạ bố võ muốn có được thành quả cũng không phải chuyện ngày một ngày hai mà lý hạo lúc này đối mặt đám người trước mắt cũng không hứng thú nói những chuyện này lập tức nói tiếp tục xây dựng thêm học viện mở lớp xóa nạn mù chữ để tất cả yêu thực trong thiên tinh trấn bồi dưỡng lương thực mỏ lớn thiên tinh chính thức bắt đầu khai quật khai quật ra thần năng thạch cung cấp quân đội tu luyện ưu tiên cường đại quân đội cường đại học sinh học viện võ đạo ngoài ra những người khác cũng có việc cần giải quyết lý hạo trầm giọng nói ta muốn càn quét tất cả di tích ở trung bộ thiên tinh bắt cũng được giết cũng tốt hợp tác cũng được tiêu diệt cũng tốt cần phải thanh lý tất cả yêu thực không thuộc phủ đô đốc. Tìm kiếm thông tin của chính đại tháp, hoàn thành khôi phục tin tức của trạm cơ sở. Lý Hạo mở miệng nói, hiện tại, động tĩnh ở thiên tinh rất lớn, địch nhân tất nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ. Ta phải hoàn thành chuyện càn quét nhanh hơn, làm tốt hậu cần, cường đại bản thân. Chỉ có quốc gia Thái Bình mới có thể không ngừng sinh ra cường giả chiến tranh, cũng không phải đường tắt duy nhất tạo ra cường giả. Sinh linh đổ thán, có lẽ cũng là hoàn cảnh thôi hóa cường giả tiến bộ thế nhưng đây không phải con đường duy nhất nói chiến tranh mới có thể xuất hiện cường giả lý hạo cảm thấy đó là sai lầm thái bình thịnh thế một quốc gia hòa bình cường đại càng có lợi ích hơn tinh lực năng lực bồi dưỡng cường giả tôi luyện trong chiến tranh mà không phải chỉ có chiến tranh mới có thể thúc đẩy sinh ra cường giả lý hạo không nói thêm lời bắt đầu điểm tướng thiên kiếm bắc quyền bá đao nam quyền Trần Trung Thiên, Quang Minh Kiếm, Ngọc La Sát, Phích Lịch Thối, Mộ Hải, Diêu Tứ, Hầu Tiêu Trần, Hoàng Vũ, khổng khiết các ngươi theo ta xuất trinh, quét sạch di tích. Đại học Võ Khoa Viên Bình, xuất động 20 vị học viên tương trợ. Vương giã chiến thiên thành, cửu sư trưởng hậu bị thủ vệ quân, theo ta xuất trinh. Ngoài đại điện, một tôn kim khải, nghiêng đầu nhìn, thản nhiên nói, ngươi không có quyền ra lệnh cho ta làm bất kỳ việc gì. Thanh âm lý hạo bình tĩnh, cửu sư trưởng, không phải mệnh lệnh, mà là hợp tác, chiến thiên thành muốn khôi phục, năng lượng không thể thiếu, mà ta có, rất nhiều. Chu sát những yêu thực, yêu thú, kẻ phản bội thuộc văn minh cổ đại khiến thiên hạ loạn lạc, cũng là chuyện ngài nên làm. Ngươi không phải muốn kiếm chỉ thương khung, mở ra tinh môn, trở về tân võ sao. Vậy rất cần thiết hợp tác với ta. Ta là thập nhất sư trưởng, vốn là đồng liêu, cửu sư trưởng làm gì nhăn nhăn nhó nhó, thập phần không phóng khoáng. Cửu sư trưởng rất muốn đậu đen rau muống. Nói ai vậy? Tự ngươi nói ngươi đó, chỉ là có chút không chịu được khi thấy tên gia hỏa này tung bay thôi gia hỏa này gần đây rất phách lối ông cảm thấy cần phải để lý hạo biết nếu thật sự tiến vào di tích phân thân thần linh của hắn chính mình cũng có thể một kiếm đánh chết phách lối cái gì lý hạo ngươi phải biết di tích có mạnh có yếu ở phụ cận thiên tinh đảo chưa hẳn không có cường giả phân thân thần linh của ngươi cũng chưa chắc có thể chấn áp tất cả cường giả phân thân thần linh của ngươi trong mắt của ta giai đoạn hiện nay cũng chỉ có thể phát huy thực lực nhiều nhất có thể so với bất hủ đỉnh phong còn là bất hủ đỉnh phong thời đại này mà bất hủ bất hủ còn sống hiện nay còn thiếu sao lý hạo người quá phách lối ông cảm thấy lý hạo còn thiếu một chút giáo huấn lúc này dám nói khoác mà không biết ngượng quét sạch di tích thực sự là ngang ngược cản rỡ mang theo một đám võ sư lục hệ thất hệ liền muốn thành công quét sạch tất cả cường giả văn minh cổ đại sao quá tự tin cũng quá tự đại hơn nữa, tình huống trong di tích không rõ, Lý Hạo tùy tiện tiến vào, kỳ thật rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm vô cùng lớn, một khi di tích nào đó có thánh nhân tồn tại vậy Lý Hạo liền xong đời. Thánh nhân có không? Cửu sư trưởng cảm thấy, nhất định là có. Nếu di tích có khoáng mạch nhỏ thì sao? Khoáng mạch vẫn còn, bên trong yêu thực hoặc là yêu thú, thậm chí là nhân tộc còn sống, 100.000 năm, bước vào thánh nhân rất khó sao? năm đó chủ thành của đại thành trong nháy mắt hao tổn năng lượng rỗng tuếch đó là bị người nhằm vào nhưng một vài khoáng mạch nhỏ thật đúng là chưa chắc có người để ý lý hạo gật đầu bỗng nhiên lộ ra dáng vẻ tươi cười đi xuống đài cao chắp tay nói cũng chính vì vậy ta mới hy vọng nhận được sự trợ giúp của cửu sư trưởng hợp tác cùng có lợi cửu sư trưởng chỉ là phân thân bản nguyên hùm nếu chết thật ta cũng sẽ cướp đoạt đủ nhiều bản nguyên trợ giúp cửu sư trưởng khôi phục thì ra gia hỏa này vẫn có ý đồ với ta cửu sư trưởng thật sự cạn lời lý hạo lại nói ngoài ra lý gia xuất hiện phản đồ ta cảm thấy mặc kệ là ta hay là cửu sư trưởng đều hy vọng có thể tự tay chu sát đối phương đương nhiên đó là huynh trưởng của ngài cửu sư trưởng chưa hẳn nguyện ý bất kể như thế nào hợp tác cùng có lợi là không sai làm bản thân mạnh lên cũng không sai chẳng lẽ cửu sư trưởng không nguyện ý làm bản thân mạnh lên khôi phục chính mình cửu sư trưởng cũng không khách khí nói thẳng ta không nói không nguyện ý nhưng có vài chuyện ta cần phải sớm nói rõ quét sạch những cường giả này thì có thể nhưng là ta làm chủ đây là chuyện thứ nhất thứ hai nếu gặp cường giả tân võ tận trung với cương vị công tác nếu đối phương không nguyện ý hợp tác hoặc đầu hàng không thể làm bọn họ bị thương thứ ba chia đôi chiến lợi phẩm lời này vừa dứt trong đại sảnh đám người đồng loạt trợn mắt nhìn vương thự trưởng có chút xấu hổ cũng không biết nên nói gì lúc này những học viên khôi lỗi kia bỗng nhiên có người nói nếu nói như vậy đại học võ khoa viên bình ta cũng muốn một phần ba tài nguyên còn lại các ngươi chia đều lời này vừa nói ra đám người càng giận tím mặt tính tình bá đao trong nháy mắt nổi lừa lạnh lùng nói vậy để chính chúng ta đi giết dù là chiến thiên thành hay đại học võ khoa viên bình có thể khôi phục nhanh như vậy tự do hành tẩu ở bên ngoài đô đốc cũng đã xuất lực không ít giúp đỡ lẫn nhau mà thôi cũng không phải đơn thuần dựa vào các ngươi chúng ta mới đi tới ngày hôm nay Nhớ kỹ, chúng ta chỉ là hợp tác với nhau, cũng không phải như Cửu Ti Hoàng thất phụ thuộc vào yêu thực." Bá Đao hừ lạnh một tiếng, trợn trắng mắt. Nam Quyền cũng hừ một tiếng, biết ngay những cổ nhân này không đáng tin cậy mà. Chuyện còn chưa thành công, liền muốn đoạt quyền, thật xem chúng ta như mấy tên chân mềm của Cửu Ti Hoàng thất sao? Cùng lắm thì mỗi người đi một ngả, nếu muốn đấu, vậy liền đấu một trận mấy vị trong di tích Thiên Tinh trấn, hiện tại không ra ngoài được, ai sợ ai chứ?" Lý Hạo lại giơ tay lên, đánh gãy lời nói của mọi người, nhìn về phía cửu sư trưởng, chân thành nói, cửu sư trưởng là nghiêm túc hay là chỉ nói đùa một chút? nghiêm túc, cửu sư trưởng cũng không e ngại, nhìn thẳng lý hạo, ta biết người một mực đề phòng người tân võ, nhưng ta chính là người tân võ, người cướp đoạt mỏ lớn thiên tinh, nhưng mỏ lớn là của người tân võ, người cũng không cung cấp bất luận năng lượng gì cho chiến thiên thành, cũng không trợ giúp chiến thiên thành khôi phục, nếu tiếp tục như vậy, lý hạo chúng ta sớm muộn đều sẽ bị ngươi quản chế. Ông bình tĩnh nói, người tân võ cũng không muốn như vậy, không muốn phụ thuộc người khác, bị người chế tài. Người lo lắng quản chế chúng ta, chúng ta cũng không muốn bị người quản chế. Vương giã chọn là chuyện của vương giã, nhưng ta là quân nhân tân võ, không thể để cho tương lai của tân võ hoàn toàn phó thác vào tay ngươi. Ông rất nghiêm túc, hợp tác là công bằng đối đãi, mà ngươi nói hợp tác chỉ là kêu chúng ta làm việc cho ngươi, ngươi bỏ ra một chút tiền lương, chúng ta không phải lính đánh thuê. Đại học Võ Khoa Viên Bình, ngươi có thể hợp tác như vậy, bởi vì bọn Hán không phải quân nhân, chỉ là một đám học sinh thế nhưng, đối với Chiến Thiên Thành, ngươi không thể làm vậy. Chúng ta là chủ thành một phương, Chiến Thiên Quân, là quân đoàn, cũng không phải lính đánh thuê. Chúng ta có văn minh của mình, tính ngưỡng của mình, quân hồn của mình, chuẩn tắc của mình. Lý Hạo, cho nên, chức thập nhất sư trưởng của ngươi, cũng chỉ là chuyện tiếu lâm, ngươi cũng chỉ là đoàn trưởng của Liệp Ma Quân, mà không phải của Chiến Thiên Quân. Lý Hạo khẽ nhíu mày nhưng giai đoạn hiện nay hợp tác với ta đối với chiến thiên thành mà nói là hữu dụng nhất cửu sư trưởng trầm mặc một hồi gật đầu đúng thế nhưng cứ như vậy quân hồn tín ngưỡng của chiến thiên quân đều sẽ biến mất chúng ta trở thành lính đánh thuê lưu lạc ở bên ngoài ngươi phải hiểu bọn họ chết rồi đã chết trước khi chết nên nghĩ là do chiến đấu vì tân võ chiến đấu vì nhân vương mà không phải chiến đấu vì lý hạo lý hạo trầm mặc một hồi ý của ngài là một khi cải biến tín ngưỡng cải biến phương thức bọn họ sẽ triệt để tiêu tán rất có thể cửu sư trưởng bình tĩnh nói tinh thần tín ngưỡng của chúng ta không ở thời đại mới mà ở tân võ cho nên nếu chỉ là thuê mướn đây là vũ nhục lý hạo nhíu mày nhìn thoáng qua đối phương hắn không biết đây là phương thức có kè mặc cả hay thật sự như vậy hồi lâu lý hạo mở miệng nếu ngài đã nói như vậy nhưng cũng không nghe theo ngài được chiến lợi phẩm có thể chia đôi nhưng có một chuyện ngài cần cung cấp thực lực đủ mạnh tối thiểu không thể yếu hơn chúng ta yếu vậy liền dựa theo điểm cống hiến phân chia về phần ngài nói lựa chọn tự do không được ép buộc lý hạo trầm mặc một hồi chậm rãi nói như này nếu không nguyện ý vì ta hiệu lực không nguyện ý hợp tác cường giả tân võ không tham dự đại sự dung chuyển vương triều bấy giờ ta có thể di chuyển họ đến chiến thiên thành chính các ngài phụ trách cung cấp nuôi dưỡng nhưng không được ở lại đây lúc này có người giận không kềm được cảm thấy lý hạo đang thỏa hiệp với tân võ đô đốc chuyện này lý hạo nâng tay lên không sao các tiền bối tân võ ta rất tôn trọng liên quan đến tín ngưỡng quân hồn ta cũng nguyện ý hiểu cho nhưng thời đại cuối cùng vẫn sẽ thay đổi nếu cửu sư trưởng nguyện ý liền nhất trí như thế nếu không nguyện ý vậy xin chiến thiên quân trở về chiến thiên thành lý hạo chỉ ra bên ngoài cửu sư trưởng trời không phải trời của tân võ hắn cũng rất bình tĩnh, ngài có tín ngưỡng của ngài, ngài có suy nghĩ của ngài, mà ta ta muốn, chục tỷ nhân tộc thiên tinh, hiện tại, đều phải được sống trong hòa bình, nhận được sự trợ giúp từ phủ đô đốc thiên tinh, nếu vẫn không cách nào đạt được nhất trí vậy tiếp đó, có lẽ sẽ có một số xung đột. Đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện một chút xung đột với bên chiến thiên thành. Mà chuyện này, có lẽ cũng là điều tất nhiên. Cửu sư trưởng trầm mặc một hồi, mở miệng nói, được. Lý Hạo khẽ cười, vậy là tốt rồi, ta cũng hy vọng hợp tác giữa ta và chiến thiên thành, có thể vẫn luôn kéo dài mãi. Cửu sư trưởng lại không tiếp lời. Phía sau, vương thự trưởng thở phào nhẹ nhõm. Những người khác còn có chút bất mãn, nhưng cửu sư trưởng đã nhượng bộ, bọn họ cũng không nói thêm gì. Lúc này, có người trong đám học viên khôi lỗi nói, Lý Đô Đốc, vậy chúng ta? Lý Hạo không? Hề khách khí, các ngươi im miệng. Không có chuyện của các ngươi, xen vào làm gì? Lắm mồm các ngươi muốn lợi ích vậy kêu hiệu trưởng của các ngươi đưa lại ta thân thể thiên vương đi mấy vị khôi lỗi lập tức im miệng cũng đúng chúng ta hình như cầm không ít chỗ tốt rồi hơn nữa chúng ta đều là học viên những tranh phong giữa các thế lực văn minh này không có liên quan tới chúng ta lý hạo nói xong cũng bật cười không cần học theo chiến thiên thành chiến thiên thành hiện tại xem mình như người phát ngôn của tân võ chờ ngày nào ta chấp trưởng lý gia kiếm thành thân phận người phát ngôn của chiến thiên thành cũng liền kết thúc bát đại chủ thành cuối cùng vẫn là kiếm thành đứng đầu khi đó cửu sư trưởng liền không thể cường ngạnh như vậy đúng không lý hạo nhìn về phía cửu sư trưởng cửu sư trưởng bình tĩnh nói nếu ngươi thật sự có thể chấp trưởng kiếm thành đứng đầu tám thành tất nhiên sẽ nghe theo ngươi lý hạo nở nụ cười gật đầu ừm ta đã muốn thì chuyện nhỏ thôi hy vọng lần này sẽ không đả thương tình cảm giữa ngài và ta đúng không cửu ca cửu sư trưởng không thèm để ý trực tiếp rời đi sau lưng, Vương Thự trưởng ngượng ngùng vẫn lập tức đi theo, Lý Hạo truyền âm nói, "Vương Thự trưởng, Khuyên nhủ Cửu sư trưởng đều là người trong nhà, sao lại làm như thế?" Vương Thự trưởng ngượng cười, cấp tốc rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh HaLezi Audio. Bên ngoài phủ Đô đốc, Vương Thự trưởng đuổi kịp Cửu sư trưởng, truyền âm nói, "Lý Đạo Tông, ngươi làm gì thế? Nếu Lý Hạo thật sự đánh thắng, không thể thiếu lợi ích cho Chiến Thiên Thành, làm gì nói ra mấy lời như vậy, khiến tất cả mọi người khó chịu." ngu xuẩn cửu sư trưởng không muốn để ý tiếp tục bước đi vương thự trưởng vội vàng đuổi theo có chút tức giận ta ngu xuẩn chỗ nào người nói thử xem cửu sư trưởng dừng lại đứng yên trầm mặc một hồi truyền âm nói người nói nếu hắn thắng cuối cùng ta là người tân võ đi con đường nào nếu là tinh môn không mở liền đi theo hắn sao vương thự trưởng khẽ giật mình cửu sư trưởng thở dài trong lòng truyền âm nói để ngày sau khó xử không bằng hiện tại liền nói rõ ràng dù hắn thắng hay thua, có thể đưa chúng ta tới tinh môn. Vậy liền rời khỏi nơi đây, nếu không có khả năng người tân võ, ta vẫn hy vọng có thể lưu lại một chút truyền thừa. Văn minh truyền thừa ta không hy vọng, cuối cùng bị hắn đồng hóa. Ngươi không phát hiện ngươi đã bị đồng hóa một chút rồi sao? Ông có chút thổn thức, vương giã, ta chưa hề nói lựa chọn của ngươi không tốt, ta chỉ muốn nói thời gian thấm thoát. Một trăm nghìn năm qua đi, tân võ không còn, nhưng ta vẫn hy vọng tân võ, có thể ở chỗ này, lưu lại một vài vết tích. Ngươi là ngươi, ta là ta, không xung đột gì cả. Nếu cuối cùng hắn thắng, thống nhất ngân nguyệt, tinh môn vẫn không cách nào mở ra vậy liền để chiến thiên quân, trở thành quân đoàn cuối cùng của thời đại tân võ đi. Vương giã nào nào, không lên tiếng. Cửu sư trưởng cất bước rời đi, truyền âm nói, hôm nay đã nói rõ ràng, ngày sau sẽ bớt khó xử. Thừa dịp còn có một số tình cảm, thừa dịp chiến thiên thành còn có một số lực lượng, tranh thủ một chút cơ hội cho tân võ bằng không, về sau, hắn đã cường đại, hoàn toàn không cần chiến thiên thành chúng ta liền không có cơ hội cò kè mặc cả nói xong người đã rời đi vương giã đứng tại chỗ hồi lâu không có lên tiếng không biết qua bao lâu khẽ thở dài tên gia hỏa lý đạo tông này có đôi khi cố chấp đến cùng cực có đôi khi lại khôn khéo đến cùng cực hiển nhiên cảnh tượng vừa rồi đích thật là hắn cố ý giàn dựng chỉ là lý hạo thật sự sẽ đoạn tuyệt truyền thừa cùng văn minh của tân võ sao trong lòng của ông nghĩ như vậy nhưng không chắc chắn quay đầu nhìn thoáng qua phủ đô đốc thiên tinh lúc này, tâm tình cũng có chút phức tạp. Lý Hạo cũng không bá đạo như nhân vương, cũng không tàn nhẫn như nhân vương, thế nhưng ông cũng đã đi theo Lý Hạo một đoạn thời gian, kỳ thật cũng hiểu, Lý Hạo trong lúc mơ hồ hơn nhân vương vài việc. Ông nói không ra, có lẽ nhiều hơn mấy thứ mà nhân vương không có, nhưng Trương Trí Tôn thì có. Là như vậy sao? Ông không biết, nhưng ông biết, đi theo Lý Hạo lâu dài, có lẽ sẽ quên mất tân võ lý hạo kỳ thật rất đáng sợ hắn đang dần dần đồng hóa mọi người giống như vừa rồi nếu là nhân vương nhân vương có lẽ sẽ lập tức trở mặt không chịu bất cứ uy hiếp nào thế nhưng lý hạo không làm như vậy hắn lựa chọn đáp ứng mặc dù thay đổi điều kiện nhưng vẫn đáp ứng chắc hẳn cửu sư trưởng cũng rất xoắn suýt lý hạo đáp ứng ông ngược lại không cách nào cự tuyệt kể từ đó có lẽ cũng sẽ bị lý hạo dần dần đồng hóa trong vô thức xóa đi vết tích của tân võ từng chút một Vương thự trưởng dùng mình một cái, có chút không rét mà run, sẽ không đâu. Người tân võ, sẽ không quên tân võ. Mà trong đại điện, Lý Hạo nhìn phương hướng bọn họ rời đi, khẽ cười, mọi người đừng nóng giận, việc nhỏ thôi. Tân võ coi trọng võ đạo thì tất tranh, tranh mới đúng, không tranh, vậy, liền không đúng. Tôn trọng tín ngưỡng của bọn họ đương nhiên, cũng phải học tập ưu điểm của bọn họ, vũ soái mang theo liệp ma quân, đi theo chiến thiên quân cùng nhau hành động, học tập nhất cử nhất động của bọn họ, ngôn hành cử chỉ, bao gồm tín niệm. Quân đội, liền nên có quân hồn, người cũng đi theo cửu sư trưởng, tùy thân bảo hộ ngày ấy, học theo kinh nghiệm của tân võ. Ánh mắt Hoàng Vũ khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, tuân lệnh. Lý Hạo nở nụ cười, cửu sư trưởng, thật đáng yêu. Người Lý Gia cũng sẽ có tâm địa gian xảo thật thú vị. Như vậy cũng tốt, nhưng ta không tin người một mực bỏ mặc những quân sĩ kia, trở thành cô hồn dã quỷ, chỉ cần muốn khôi phục nhục thân, ta liền đề cử nhục thân thời đại mới sớm muộn vẫn là binh của ta. Trong đại điện, Lâm Hồng Ngọc thấy thế, mở miệng nói, Đô đốc, vì để cho Chiến Thiên Quân có chiến lực, có động lực, ta đề nghị, hiện tại phái người đưa 10 triệu thần năng thạch cho Chiến Thiên Thành, làm lễ gặp mặt hợp tác, cũng là một chút tâm ý của Đô đốc là thập nhất sư trưởng, Đô đốc cảm thấy thế nào? 10 triệu thì quá ít, 30 triệu đi." Lý Hạo bật cười, gật đầu, "Ngươi để cho người đi sắp xếp, để cho người ta chuyển đạt lòng kính trọng của ta đến hai vị thủ hộ." Tuân lệnh lâm hồng ngọc cũng không nhiều lời như vậy là đủ rồi người lính như cửu sư trưởng chơi chính trị cái gì sớm muộn cũng đồng hóa hết những người còn lại trong chiến thiên thành của ngươi mà trong đại điện còn có người tức giận bất bình thế mà còn phải chủ động tặng quà thực sự là khiến người khác tức giận mà cho tới giờ khác này viên thạc nghĩ tới một chuyện mở miệng hô lý hạo ta thì sao ngươi chưa an bài cho sư phụ ngươi lão sư biên soạn tài liệu giảng dạy đi thiên thu đại nghiệp ngay dưới ngòi bút của lão sư đấy lý hạo đã nhẹ nhàng lướt đi viên thạc lặng thinh ngày đó ta chỉ nói chơi thế thôi thế mà thằng danh con này thật sự sắp xếp cho ta biên soạn tài liệu giảng dạy tân võ đạo vừa ra đời thiên hạ dung chuyển khắp nơi đại lục tứ phương liên tục có người nâng cờ hò hét yêu cầu bá chủ các nơi quy thuận trung bộ khôi phục thống nhất vương triều lúc này có người do dự cũng có người nghiến răng chuẩn bị quy hàng chỉ là đại lục các phương bây giờ vẫn còn bá chủ tồn tại định quốc công phụ ở phương đông An Quốc Công Phủ ở phương Tây, Võ Quốc Công Phủ ở phương Nam. Những bá chủ này còn chưa đưa ra quyết định, những người khác cũng đều đang quan sát. Quan sát cử động của Phủ Đô Đốc Thiên Tinh ở Trung Bộ, cũng đang xem một vài cổ lão sẽ lựa chọn như thế nào. Trong khi người trong thiên hạ đang dõi theo nhau. Trung Bộ, khí thế ngất trời. Xây trường học, xây đường xá, xây nhà cửa, xây tất cả. Xây dựng cơ sở đi đầu. Thu hoạch được kinh nghiệm của Tân Võ. Lý Hạo để siêu năng trong thiên hạ, hóa thân thành cuồng ma xây dựng cơ sở kiến tạo khắp nơi, càng ngày càng nhiều siêu năng gia nhập vào siêu năng chi thành, trở thành đội ngũ xây dựng cơ sở khắp nơi. Trong lúc sửa đường, mọi người cũng đồng thời chuyển đổi tân võ đạo, tu luyện khiếu huyệt. Những siêu năng này đã có cơ sở phá mạch, chuyển đổi tu luyện khiếu huyệt, lập tức mở ra một vài khiếu huyệt, hoàn toàn không cần phí tâm tư, chỉ đáng tiếc là không cách nào liên thông 36 đạo mạch với mạch thần thông. Kể từ đó, lực lượng thần thông ngược lại yếu hơn rất nhiều. Nam đầu một công trường lớn, nơi đây cần thành lập học viện võ đạo lớn nhất Nam Đẩu, lúc này, gần ngàn siêu năng đang làm thêm giờ để tu kiến học phủ. Một tòa học phủ quy mô hùng vĩ, dưới sự cố gắng của một nhóm siêu năng, đã hình thành. Vào lúc này, phía Nam Đẩu, một vị tuần dạ nhân bay đến đây, cao giọng quát, "Tin tốt. Phủ đô đốc có lệnh, siêu năng tu kiến học phủ các nơi lần này, nếu chuyển đổi tân đạo thành công, có thể được học trước khóa học, bước vào 73 khiếu, tiến vào đấu thiên, liền có hy vọng ở lại." trở thành đạo sư của học phủ. Hơn ngàn siêu năng đang làm việc, đồng loạt kinh ngạc. Người tuần dạ nhân nọ cao giọng nói, đô đốc nói, khiến gân cốt chư vị cực khổ, cũng không phải là vì muốn các ngươi làm nô lệ, mà là vì để cho các ngươi thể nghiệm nhân gian khó khăn, hiểu được người bình thường gian khổ như thế nào. Nếu lần này xây trường có công, bây giờ khuyết thiếu đạo sư, nhóm người nào được phê duyệt, có thể ở lại ngay đây, trở thành đạo sư giáo dục con người, tôn sưng một tiếng giáo thụ tiên sinh. Nếu trở thành đạo sư, tiền lương sẽ gấp 10 lần bây giờ, không chỉ có như vậy, học viện võ đạo khắp nơi, đều sẽ có cường giả tự mình tọa chấn, tiến hành tuyên truyền giảng giải võ đạo. Đến lúc đó, nếu có thể bước vào Sơn Hải, thậm chí Nhật Nguyệt, sẽ được tự mình truyền thụ tân võ đạo. Phía dưới, siêu năng đông đảo, lập tức chấn động, tâm tình trong nháy mắt kích động. Ở lại, trở thành đạo sư, giáo dục con người, tôn xưng giáo thụ tiên sinh, tiền lương gấp 10, Sơn Hải tự mình truyền đạo. Sơn Hải dù là sơn hải nhất trọng, nếu là lúc trước, cũng tính là cường giả thần thông. Thần thông như là lên trời đối với rất nhiều người. Có người không nhịn được nói, tin tức là thật chứ. Là chỉ có ở Nam Đầu, hay các nơi khác đều sẽ như vậy. Đều sẽ như vậy. Người tuần dạ nhân cũng cười nói, tối thiểu ở trung bộ trước mắt là như vậy. Chỉ là, chư vị cũng biết, số lượng học viện võ đạo có hạn. Giai đoạn hiện nay, chỉ xây dựng 23 tòa học viện võ đạo, một tỉnh một tòa, thiên tinh thành một tòa. Mà số lượng đạo sư, cũng có hạn cũng không có thể toàn bộ nhờ vào chư vị phủ đô đốc cũng sẽ phái người tới cho nên hy vọng chư vị quý trọng cơ hội lần này nói đến đây lại nói phủ đô đốc còn có lệnh vì chế tạo học viện võ đạo thánh địa võ đạo nếu tình hình cho phép sau này sẽ phân phát yêu thực tọa chấn các nơi chịu trách nhiệm phụ tá chư vị tu luyện hấp thu năng lượng trong thiên địa cái gì yêu thực cổ yêu thực sao vừa dứt lời tứ phương chấn động trong mắt rất nhiều người, yêu thực, đó là tồn tại cổ lão. Sự tồn tại vô địch, các đại thế lực có thể thành lập, đều phụ thuộc vào những cổ lão như yêu thực hoặc yêu thú. Thế nhưng là, bây giờ, phủ đô đốc thiên tinh, chẳng những không còn phụ thuộc, còn muốn để yêu thực tọa chấn học viện võ đạo, hấp thu năng lượng thiên địa, trợ giúp mọi người tu luyện, chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Thần trong mắt bọn họ, rất nhanh, liền sẽ trở thành một thành viên của học viện. Người tuần dạ nhân nọ cũng rất phấn chấn nói, tin tức được truyền ra như thế, cụ thể thi hành như thế nào, ta cũng không rõ. Ý của phủ đô đốc là, cường giả kim cổ, đều nên chung tay xây dựng ra viên hòa bình. Chúng ta tôn trọng văn minh tân võ, nhưng văn minh tân võ cũng phải tôn trọng chúng ta, sáng tạo xã hội yên bình. Đôi bên cùng có lợi, như thời đại tân võ, yêu thực tọa chấn thành lớn. Bây giờ, số lượng yêu thực không nhiều, chỉ có thể ưu tiên cho học viện, trợ giúp học viên gia tốc tu luyện. Nói đến đây, hàng loạt siêu năng phía dưới, đã kích động đến mức bay lên không trung. Đại nhân, phải tu luyện tới 73 khiếu mới được sao? Tuần dạ nhân gật đầu, đúng. Là đạo sư, không thể quá yếu, 73 khiếu bước vào đấu thiên, thực lực đấu thiên, có thể so với tam dương hút quang trước đây. Không có thực lực như vậy, làm sao có thể làm đạo sư? Đương nhiên, tuổi nhỏ hơn một chút, cũng có hy vọng trở thành học viên chiêu sinh cụ thể như thế nào. Điều kiện chiêu sinh, hiện tại còn chưa rõ ràng lắm. Hơn nữa phủ đô đốc, hẳn là sẽ còn thông báo tuyển dụng một vài đạo sư có năng lực đặc biệt siêu năng hệ đặc biệt cơ hội cũng rất lớn dứt lời lại bổ sung đúng rồi phủ đô đốc còn có vị trí an bài bổ sung nếu là võ sư cảm ngộ được võ sư thế mặc kệ có tiến vào tân đạo hay không đều có thể trực tiếp gia nhập học phủ đãi ngộ tối ưu cảm ngộ võ sư thế lời này vừa nói ra ngược lại là không có ai kích động thế trước kia ít nhất cũng là võ sư phá bách viên mãn mới có thể cảm ngộ mặc dù phá bách viên mãn không mạnh nhưng nói thật thì loại võ sư này kỳ thật không nhiều đại đa số đều ở ngân nguyệt trừ ngân nguyệt khắp thiên hạ võ sư cảm ngộ thế rất ít vào thời khắc này tuần dạ nhân nhìn về phía hai người cách đó không xa một nam một nữ tuổi tác cũng không lớn trong mắt tràn đầy kiệt ngạo và lạnh nhạt tôn hồng tụ tỷ đệ các ngươi có hứng thú gia nhập học viện võ đạo không đây là hai vị võ sư võ sư trên đất nam đầu thực lực đều không yếu đều cảm ngộ thế lần này kiến tạo học viện cũng thuê một vài cường giả nơi đây gia nhập chủ yếu là bây giờ tài nguyên khó cầu siêu năng và võ sư nơi đây vì nhận được một chút tài nguyên hơn nữa cũng không nguy hiểm cho nên vẫn có không ít người chọn tiếp nhận lời mời cùng nhau kiến tạo học viện phía dưới ánh mắt nữ nhân kia lạnh lùng ngửa đầu nhìn trời nhìn về phía người tuần dạ nhân thanh âm trầm giọng nói đa tại ý tốt của đại nhân nhưng tỷ đệ chúng ta đã quen tự do không cần suy nghĩ thêm nữa Tuần dạ nhân có chút tiếc nuối, hai vị võ sư này, ai cũng không kém. Nhất là tôn hồng tụ người này, có thể sắp bước vào cấp độ đấu thiên trước đó, nếu gia nhập học phủ, cũng coi như là công tiến cử của hắn. Bây giờ, thiên hạ chính là không bao giờ thiếu siêu năng. Nhưng võ sư, còn là võ sư cảm ngộ thế, đích xác rất hiếm có. Các người suy nghĩ một chút đi. Tuần dạ nhân cũng không nói nhiều, tuyên cáo xong tin tức, lập tức rời đi. Chờ hắn đi rồi, hai tỷ đệ tiếp tục làm việc, cũng không làm gì đặc biệt, chỉ là vận chuyển một vài núi đá to lớn, bây giờ học viện võ đạo, phần lớn đều được xây dựng ở cạnh núi, cũng là để thuận tiện lấy vật liệu. Sư tỷ, lúc này, nam tử kiệt ngạo bên cạnh, thấp giọng nói, tạc nhân này, bây giờ thế lực ngập trời, không bằng gia nhập học viện, đợi đến tương lai, nếu có thể lôi kéo một phần đạo sư trong học viên, lại lôi kéo mấy ngàn siêu năng ở đây. Mặc dù không có khả năng địch nổi, cũng có thể tạo ra một chút phiền phức cho hắn. Tôn Hồng Tụ cúi đầu không nói gì, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hai người bọn họ gia nhập đội ngũ này, bận rộn tứ phía, thu hoạch được tài nguyên là điểm thứ nhất, thứ hai, cũng muốn nhìn xem những siêu năng bị ngoại giới lan truyền làm nô lệ có thể bị lôi kéo hay không. Thế nhưng là, khi thực sự gia nhập vào trong này, hai người đều rất thất vọng. Bọn siêu năng này, căn bản không có lá gan và phách lực để phản kháng, ngược lại đều rất thỏa mãn với tình cảnh hiện tại. Chuyện này khiến bọn họ rất chán nản. Từ khi sư phụ và sư huynh chiến tử tại Ngân Nguyệt, bọn họ lưng đeo huyết cừu, về tới năm đầu, vốn vẫn còn muốn tìm Lý Hạo báo thù rửa hận. Thế nhưng là, không ngờ rằng, chỉ mới mấy tháng, Lý Hạo không đánh mà thắng, chiếm được thiên tinh thành. Hủy diệt cửu ti hoàng thất, thay vào đó, bá chủ trong thiên hạ nhiều như vậy, thế mà chỉ trơ mắt nhìn, thậm chí để Lý Hạo giảng đạo thiên hạ. Bây giờ, cơ hồ không có bất kỳ hy vọng gì để báo được thù. Tôn Hồng Tụ có chút mờ mịt. Sư đệ nói, gia nhập học viện, trở thành một trong các đạo sư, lôi kéo học viên, lôi kéo đạo sư, mưu đồ cho tương lai. Thế nhưng, còn có hy vọng sao? Những siêu năng này căn bản không có lòng phản kháng. Sư đệ kiệt ngạo bên cạnh, lại thấp giọng nói, "Sư tỷ, gia nhập học phủ, nhận được tài nguyên tu luyện gấp 10 lần, kể từ đó, chúng ta mới có hy vọng làm bản thân mạnh lên, mới có hy vọng báo thù." Tôn Hồng tụ nhìn sư đệ, nhìn đến mức ánh mắt sư đệ có chút trốn tránh. Tôn Hồng tụ tự diễu trong lòng, nếu thật sự gia nhập học viện võ đạo ý chí cũng mất đi đã thỏa hiệp với lý hạo còn có hy vọng báo thù sao cho dù hiện tại liền không nhìn thấy hy vọng gì thế nhưng là không thỏa hiệp với lý hạo là danh giới cuối cùng của nàng ta nhưng mà sư đệ còn trẻ hôm qua sư đệ còn nói tu luyện tân võ đạo trước biết người biết ta trăm trận trăm thắng dùng thủ đoạn của địch nhân đánh bại địch nhân nói thì nói như vậy kỳ thật tôn hồng tụ hiểu rõ sư đệ muốn thỏa hiệp nàng ta không trách sư đệ địch nhân, quá cường đại, thật là đáng sợ. Tam đại tổ chức bị chèn ép đi khỏi trung bộ, thất đại thần sơn, bây giờ càng khiêm tốn đến kinh người, cửu ti hoàng thất bị hủy diệt, phong vân các bị hủy diệt, 22 hành tỉnh trung bộ, toàn bộ cúi đầu xưng thần. Mấy triệu siêu năng trong siêu năng chi thành, càng không tạo ra bất kỳ gợn sóng gì, mấy triệu siêu năng trở thành tù binh, ngay cả Lâm Hồng Ngọc là một trong tuyệt thế thiên kiêu nữ giới đương đại, cũng là tùy tùng đi theo Lý Hạo. Địch nhân như vậy, Trừ tuyệt vọng, vô lực, còn có thể làm gì? Cái gì cũng không làm được. Sự kiên trì của nàng ta hiện tại cũng chỉ là sự dãy ruộng sau cùng, tự mình đấu tranh với mình mà thôi. Sư phụ, sư huynh, mối thù của các ngươi, ta chỉ sợ, không có cách nào báo. Nói thầm trong lòng, vẫn khó nén bi thương. Cho dù sư đồ lý hạo ngày đó, đánh chết sư phụ và sư huynh trong trận đấu khiêu chiến chính thức. Thế nhưng, nàng vẫn không cam tâm, cứ như vậy bỏ qua hết thảy. Lúc này, sư đệ bên cạnh cúi đầu xuống, tiếp tục bắt đầu làm việc, lúc trước hắn ta chỉ là chạm thập cảnh đỉnh phong, bây giờ cũng đến phá bách viên mãn, tiến bộ vẫn rất nhanh. Chỉ là, so sánh với Lý Hạo, không đáng giá nhắc tới. Sư tỷ một lòng muốn báo thù, thế nhưng là, thật sự có hy vọng sao? Thiếu niên thở dài trong lòng, sư tỷ không muốn học tân võ đạo, cũng không nguyện ý gia nhập học phủ, không có tài nguyên, không có truyền thừa cường đại dựa vào tề mi côn sư phụ truyền thừa, thật có thể giết chết Lý Hạo sao? Sư tỷ, thời đại đang thay đổi nhanh chóng. Chúng ta, nếu không dung nhập, có lẽ cả một đời đều không có cơ hội, võ sư, cũng trở thành võ đạo cũ. Sư phụ là võ sư ngân nguyện, võ sư ngân nguyện, không biết bao nhiêu người bị viên thạc giết, nhưng hậu bối như bọn họ, bây giờ không phải cũng có thật nhiều người đang làm việc cho Lý Hạo sao? Sư tỷ đệ hai người đang suy nghĩ những chuyện này. Vị tuần dạ nhân vừa mới rời đi, bỗng nhiên trở về, chẳng những trở về, bên cạnh còn dẫn theo một người. Sắc mặt người kia lạnh nhạt, phẳng phất như pho tượng. Tuần dạ nhân bên cạnh, lại tất cung tất kính, vẻ mặt sùng bái, không dám nói nhiều một câu. Lúc này, người trung niên bên cạnh tuần dạ nhân, nhìn xuống phía dưới, không cần tuần dạ nhân chỉ điểm, lập tức biến mất, đáp xuống trước mặt sư tỷ đệ tôn hồng tụ. Tôn hồng tụ như lâm đại địch. Mà lúc này, các siêu năng khác, cũng đều rất nghi hoặc có người đã nhận ra người tới là ai, ai cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Thiên kiếm, đúng vậy không phải ai khác là thiên kiếm dương danh thiên hạ chủ nhân của thiên kiếm sơn trang bây giờ cũng là một trong các hãn tướng dưới chứng lý hạo mặc dù tôn hồng tụ không biết đối phương nhưng đã cảm nhận được cảm giác áp bách vô cùng vô tận trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng mà ngay lúc đó thiên kiếm chậm rãi nói còn tưởng rằng các ngươi may danh ẩn tích núp ở nơi nào đó không nghĩ tới thế mà tới bên này kiến thiết học viện y cũng không phải dạng người quanh co lòng vòng Bình tĩnh nói, tề mi côn chiến tử là tổn thất của Ngân Nguyệt Võ Lâm. Nhưng hắn lệ thuộc ánh hồng Nguyệt, chết khi đang chính diện luận bàn với viên thạc. Cũng không có gì để nói. Lý Đô Đốc đã tìm các ngươi một đoạn thời gian, nhưng vẫn không có tin tức. Muốn giết chúng ta sao? Tôn Hồng Tụ lạnh lùng nói, ta không cần đổi tên. Làm người đoan chính, nếu Lý Hạo hắn muốn giết ta, cứ tới đây. Thiên Kiếm bật cười. Một lát sau mới nói, giết các ngươi. Cần hắn ra tay sao? tôn hồng tụ nhíu mày không nói gì thiên kiếm cũng không nói thêm gì thản nhiên nói chỉ là đô đốc còn có một việc chưa hoàn thành thôi ngày đó tề mi côn chiến tử lưu lại một nửa ý chí tinh thần chế tạo tề mi côn vật này không tầm thường đô đốc để cho ta chuyển giao cho các ngươi nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha